Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 269 đến tập 272, Thiên Long Phi Vũ thuyết minh tại kênh YouTube Di Cắp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, Đái Vân Nhi liền không khỏi hai tròng mắt thả quang, đến lúc đó, phụ hoàng cũng sẽ không trách ta. À. Vũ Lân ca ca, ngươi liền cổ vũ a, à, ngươi biểu hiện càng cường đại, chúng ta tại phụ hoàng cái kia lực càng lại càng nhỏ, cái khác ta cái gì đều mặc kệ, ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi ở một chỗ hôm nay vũ khí cuộc chiến ngươi sẽ phải cổ vũ à? không sai ngũ thần chi quyết đệ tứ chiến vũ khí cuộc chiến quy tắc như trước đơn giản giao đấu song phương có thể vận dụng hồn lực thân thể lực lượng nhưng không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ hồn linh cho dù là vì chính mình tăng phúc hồn kỹ cũng không được mà chiến đấu phương thức chính là vũ khí không phải võ hồn bên ngoài vũ khí đây là một loại cơ bản sẽ không xuất hiện tại hiện đại hồn sư trên người phương thức chiến đấu nó đến từ thượng cổ thời đại không có hồn đạo khí trước hồn sư có rất nhiều thuộc loại trình thể bầu không khí chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai đại loại danh như ý nghĩa chiến hồn sư này đây chiến đấu là mục đích tu luyện hồn sư bọn hán võ hồn phần lớn thích hợp chiến đấu có được cường đại chiến đấu hồn kỹ mà khí hồn sư tức thì hơn nữa là dùng phụ trợ hình thức tồn tại những thứ này phụ trợ loại hồn sư liền thật không khát vọng chiến đấu sao bọn hán võ hồn cũng không thích hợp tại chiến đấu thí dụ như thức ăn hệ hồn sư phụ trợ hệ hồn sư. Như vậy, bọn hắn đều muốn thời điểm chiến đấu, liền cần mượn ngoại lực, vũ khí, liền xuất hiện vào lúc này rồi. Tại toàn bộ hồn sư quần thể bên trong, phụ trợ loại hồn sư dùng vũ khí đi chiến đấu tình huống tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ít ra, đây là một loại phương thức. Đường môn năm đó là như thế nào quật khởi hay sao, cũng là bởi vì đường môn chế tạo ra ám, khí có thể làm cho bình thường hồn sư, thậm chí là người thường cũng có được lực sát thương, cái này là ngoại vật uy lực. Đương nhiên, đường môn tại Vạn Nam trước từng đã là suy sụp cũng là bởi vì hồn đạo khí xuất hiện, thay thế đường môn ám khí nguyên nhân. May mắn tại lúc kia xuất hiện dùng linh băng đấu la cầm đầu một thế hệ, bọn hắn xây dựng lại đường môn, đem đường môn ám khí cùng hồn đạo khí đem kết hợp, mới có hôm nay đường môn quy mô cùng thực lực. Vũ khí cuộc chiến, tại Ngũ Thần chi quyết trong trên thực tế là không quá được coi trọng một trận chiến, nhưng mà, cái này dù sao cũng là Ngũ Thần chi quyết, dùng một nước chi lực có thể tuyển ra sử dụng vũ khí người lại đem sẽ là như thế nào tồn tại lại đem sẽ vận dụng như thế nào vũ khí đâu đối với cái này một trận chiến đường vũ lân kỳ thật cũng là chắc chắn lớn nhất bởi vì hắn vẫn luôn có chuyên thuộc về vũ khí của mình hoàng kim long thương tăng thêm phụ thân đi qua lão đường truyền thụ cho thương pháp của mình còn có hắn bản thân thân thể lực lượng cường đại cùng hồn lực kết hợp long tộc pháp đao ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu một trận chiến này kỳ thật mới là đường vũ lân rất có nắm chắc đấy đương nhiên hết thầy chắc chắn tính đều như vậy tương đối mà nói đấy tính là còn có chắc chắn đường vũ lân cũng không dám nói mình liền nhất định có thể chiến thắng hôm nay đối thủ đã có trước ba ngày thắng lợi không hề nghi ngờ hôm nay tinh la đế quốc nhất định sẽ xuất ra mạnh nhất đối thủ vô luận như thế nào cũng muốn tại đây đệ tứ trận bên trên hòa nhau một ván đái vân nhi nhìn thoáng qua chủ tịch đài phương hướng hôm nay đại biểu đế quốc xuất chiến thì là ai à cho dù là thân là công chúa nàng cũng không biết nghe nói đêm qua phụ hoàng đã khuya mới ngủ cùng ân tử viện trưởng thương lượng thời gian rất lâu vũ lân ca ca nhất định sẽ thắng đấy đối với đường vũ lân hiện tại nàng đã có chút mù quáng tự tin rồi nàng tin tưởng vô luận là như thế nào cường đại đối thủ đường vũ lân đều có biện pháp đi đối mặt với đái thiên linh hôm nay là đi vào đế quốc dân vận động trễ nhất một lần khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 10 phút mới đến ngày hôm qua đúng là nghỉ ngơi hơi trễ rồi thật sự là bởi vì đế quốc thua không nổi rồi thua liền ba trận loại tình huống này là trước đó bất luận kẻ nào thậm chí không nghĩ tới đấy đường vũ lân chỗ thể hiện ra thực lực quả thực là để cho mọi người giật mình có thể coi là như thế hắn cũng không phải thắng liền ba trận a trương qua dương thua hiếm thấy trận đầu a cơ giáp cuộc chiến thua ở rồi đối với đường vũ lân không biết cùng khinh thường bên trên ngay lúc đó đái thiên linh lựa chọn đế quốc tri trụ mà không phải sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt mặt khác cơ giáp sư cũng là bởi vì hắn cũng không hy vọng đường vũ lân giòn bại như vậy đối với đường môn thật sự là quá khó nhìn. Nhưng bây giờ cái kia nhìn lại trở thành đế quốc, ba trận thua liền, hắn thành tựu hoàng đế, làm như chuyện này kẻ cầm đầu, trên mặt cũng sớm đã là nóng rát đau à. Cho nên, hôm nay một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không thể lại thua đi xuống, tổng cấp cho đế quốc tránh về một ít thể diện. Cuối cùng một trận hắn không lo lắng, đấu khải chiến, đường vũ lân liền một chút xíu cơ hội đều không có, ân từ sẽ tự mình ra tay, mặc dù có chút để lớn hiếp nhỏ hiểm nghi nhưng hiện tại cũng bất chấp rồi. Cực hạn đấu la tứ tự đấu khải sư, cái kia trên cái thế giới này đỉnh phong nhất lực lượng, coi như là đường vũ lân cường đại trở lại một ít, cũng cự ly này cấp độ, còn có vô cùng chênh lệch cực lớn. Số tiểu tử, hôm nay nhất định cho ngươi thua tìm không thấy Nam Bắc. Nghĩ đến chính mình đêm qua làm quyết định, vị này đế quốc hoàng đế khóe miệng không khỏi phát họa ra vẻ tươi cười. Đương nhiên là không có hảo ý cái chủng loại kia. Mặc dù ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút hèn hạ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo tình huống hiện tại biến thành cái dạng này à đương nhiên hắn đối với đường vũ lân cũng không có ác cảm đang trái lại nương theo lấy ngũ thần chi quyết một trận lại một trận tiến hành hắn đối với đường vũ lân cũng càng ngày càng sinh ra hào cảm kỳ lân đấu la được cứu sống để cho hắn sâu sắc nhẹ nhàng thở ra đây chính là một vị cực hạn đấu la à lúc hắn nhìn đến kỳ lân đấu la đồng vũ trên người xuất hiện tư duy bộ tượng hóa thời điểm con mắt đều lam rồi Tinh La Đế Quốc nếu như có thể nhiều một vị cực hạn đấu la đi ra, cái kia chính là đối với toàn bộ quốc lực tăng lên. Đấu La Liên Bang trừ rồi khoa học kỹ thuật cường đại bên ngoài, đáng sợ hơn địa phương ngay tại ở bọn hắn cực hạn đấu la số lượng. Vô luận là liên bang hội nghị, truyền linh tháp, hơn nữa quân đội, cộng lại chỉ ít có 5 6 vị cực hạn đấu la nhiều, tuy rằng cũng không đều được liên bang sử dụng, nhưng phương diện này cũng tuyệt đối áp chế Tinh La Đế Quốc, thật muốn tới một cái chém đầu hành động. Tinh La Đế Quốc điều muốn ngăn cản được thật sự chính là mười phần khó khăn đương nhiên đến rồi cực hạn đấu la cái kia cấp độ cũng có quy định bất thành văn là tận khả năng không trực tiếp tham dự đến trong chiến tranh đấy càng không thể đối với người thường ra tay bằng không mà nói cái thế giới này đã sớm rối loạn có thể coi là như thế đây chính là tác dụng uy hiếp tính đại sát khí có thể nhiều một vị cực hạn đấu la tinh la đế quốc sống lưng liền sẽ cứng hơn vài phần cho nên đường môn cứu sống đồng vũ để cho hắn rất lớn nhẹ nhàng thở ra hắn đã nghĩ kỹ cái gì đấu khải hạn chế các loại tất cả đều hủy bỏ vì đồng vũ xứng danh sau đó không tiếc dùng cả nước chi lực cũng muốn vì hắn chế tạo một bộ tứ tự đấu khải để cho hắn chính thức tiến vào đến cái kia đỉnh phong chiến lược cấp độ đến lúc đó tinh la đế quốc chỉnh thể sức chiến đấu chắc chắn trên phạm vi lớn tăng lên có hai vị cực hạn đấu la bảo vệ mình cũng liền không cần lo lắng cái gì hơn nữa đồng vũ so ân từ trẻ tuổi nhiều lấy cực hạn đấu la sinh mệnh lực ít nhất có thể chống đỡ thêm đế quốc 50 năm trở lên. Ngũ thần chi quyết cuối cùng sẽ là 3 đến 2, tuy rằng kết quả này hắn không thế nào nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này rồi, không chấp nhận cũng không có biện pháp. Đường Môn điều kiện, cuối cùng vẫn phải đáp ứng, chẳng qua là ngũ thần chi quyết Đường Vũ Lân không thắng được, đế quốc cũng có thể tiết kiệm một chút tiền, đến lúc đó ngẫm lại dùng cái gì mặt khác dụ dỗ thủ đoạn để đối phó a, à? cái này Đường Vũ Lân a, à? tương lai thật là không thể hạn lượng, nếu như nếu như hắn thực chính là con rể của mình thì tốt rồi. Nghĩ tới đây, đái thiên linh trong đầu không khỏi lại hiện lên ngày đó nữ nhi lời nói, hắn nguyên bản rất tốt tâm tình lập tức nhiều hơn một phần ảo não, đường vũ lân tiểu tử này, làm sao lại như vậy không biết điều à. Sân vận động bên trong, lúc này đã là không còn chỗ ngồi, khán giả sốt ruột nghị luận, hôm nay thi đấu đem sẽ là như thế nào tình huống. Ngũ thần chi quyết, buổi diễn đặc sắc, là trọng yếu hơn đúng, vị kia đẹp trai vô cùng đường môn môn chủ dĩ nhiên là ba chiến toàn thắng điều này thật sự là thật lạc là làm cho người ta kinh ngạc lấy một đế quốc a à? như vậy anh hùng nhân vật bọn hắn đều mơ tưởng nhìn nhiều nhìn đường môn làm việc luôn luôn ít xuất hiện mặc dù tại tinh la đế quốc địa vị rất cao dân chúng cũng phần lớn biết rõ thế nhưng là có quan hệ với đường môn môn chủ người này bọn hắn lại biết rất ít thậm chí cũng không rõ ràng tiền nhiệm đường môn môn chủ là cái bộ dáng gì mà thế hệ này tân nhiệm đường môn môn chủ vậy mà dùng như thế phương thức hiện ra ở tất cả tinh la dân chúng trước mặt tại rất nhiều dân chúng xem ra, cái này vốn chính là một loại thân thiết lấy lòng biểu hiện, cái này càng là một trận thi đấu hữu nghị. Đường môn thành tự tinh la đế quốc minh hữu, hơn nữa tinh la đế quốc cũng lao thẳng đến đường môn trở thành là trọng yếu hợp tác đồng bạn, song phương quan hệ chắc chắn bởi vì tân nhiệm đường môn môn chủ khuynh hướng càng tiến một bước. Cho nên, dân chúng đối với đường Vũ Lân ủng hộ cũng liền trở nên càng thêm không hề bảo lưu lại. Ân từ đến so đái thiên linh còn muốn muộn một ít. Lão sư, đã đều an bài thỏa đáng a à đái thiên linh hướng ân từ mỉm cười hỏi nhiều một vị cực hạn đấu la tâm tình của hắn vẫn rất tốt ân an bài thỏa đáng bệ hạ yên tâm đái thiên linh quay đầu nhìn về phía bên kia đã sớm tới tiếu diện đấu la cười nói hôm nay ngươi liền không dùng hỏi lão sư trận đấu này tỷ số thắng như thế nào chậm đến nói cho ngươi đi đường vũ lân đều muốn chiến thắng hầu như không có khả năng chúng ta có chừng 95% tỷ số thắng a tiếu diện đấu la lông mi trao lên bệ hạ giống như này chắc chắn xem ra đã là tính chất kỹ càng a à. trong lòng của hắn rất ngạc nhiên vì cái gì vị này bệ hạ chắc chắn tính sẽ to lớn như thế a à. hắn tinh tường nhớ rõ đường vũ lân từng tại ngũ thần chi quyết trận đầu trước khi bắt đầu liền tự nói với mình ngũ thần chi quyết cái này nằm trong chàng hắn rất có nắm chắc đấy chính là vũ khí cuộc chiến dùng hắn những ngày này đối với đường vũ lân rất hiểu rõ vị này môn chủ tuyệt sẽ không bắn tên không đích hắn nói ra được lời nói nhất định là có căn cứ đấy nhãn thần khẽ nhúc nhích Đái thiên linh nhìn xem tiếu diện đấu la, mỉm cười, tính trước kỹ càng vẫn phải có. Quý môn chủ đã thắng ba trận, tuy rằng trong này có một số việc là trùng hợp đấy, nhất là ngày hôm qua một trận chiến này, nhưng tổng hay vẫn là hắn thắng. Lát nữa ngươi có thể nói cho hắn biết, tính là đằng sau hai trận hắn, đều thua, chúng ta hay vẫn là nguyện ý hoàn thành lần này, cùng đường môn hợp tác, giá cả điều động hạ 10% là được. Tiếu diện đấu la trong lòng vui vẻ, tuy rằng giá cả có điều động hạ, nhưng cuối cùng là chuyện này làm xong đường môn điểm mấu chốt kỳ thật so cái này còn thấp hơn nhiều lắm đái thiên linh nói như vậy liền có nghĩa là tinh la đế quốc đáp ứng đường môn tuân thủ cùng đường môn ước định tương lai sẽ không dễ dàng vận dụng những vũ khí này vùi đầu vào trong chiến tranh cảm ơn bệ hạ tiếu diện đấu la tự đái lòng nói ra đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là đã có kết quả tốt nếu như đái thiên linh thật kiên trì nữa mà nói đường môn cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ dù sao đường môn không hy vọng trận chiến tranh này thật xuất hiện đái thiên linh khoát tay áo các người môn chủ đã dùng thực lực đã chứng minh đường môn ít nhất trong tương lai trăm năm chỉ cần hắn vẫn còn dưới tình huống đều muốn là tinh la là, là quan trọng nhất hợp tác đồng bạn không sai ngũ thần chi quyết đường vũ lân tuy rằng ba trận thắng đều có nhất định may mắn thành phần ở bên trong thế nhưng là hắn dù sao chỉ có hai mươi mấy tuổi à đái thiên linh làm sao có thể nhìn không tới điểm này à một cái giống như này thiên phú đường môn môn chủ tương lai sắp sửa đi đến như thế nào độ cao phải biết rằng tại đấu la đại lục trong lịch sử hai vạn năm đến tu luyện thành thần cuối cùng leo lên đỉnh phong hai cái người đều xuất từ ở đường môn a không có ai biết đường môn nội tình cuối cùng đến cỡ nào sau lưng truyền linh tháp tại sao phải nhằm vào đường môn trong đó có một cái nguyên nhân chính là bọn hắn hy vọng có thể từ đường môn đạt được một ít đã từng đường môn tiền bối tu luyện bút ký đến rồi cực hạn cái kia cấp độ ai không hy vọng có thể càng tiến một bước a dùng đường vũ lân bây giờ ưu tú cho dù là lúc trước kình thiên đấu la tại cùng tuổi thời điểm cũng không đạt được hắn bây giờ cấp độ như vậy ai dám nói tương lai vị này đường môn môn chủ sẽ không có trùng kích cái kia cấp độ khả năng đường môn tổ tiên đường tam thành thần dùng sức một mình dẫn đầu lúc ấy hai đại đế quốc đánh tan võ hồn điện song thần chiến song thần võ hồn điện hai đại thần cấp cường giả một vẫn lạc một bị phế cuối cùng thành tựu cái kia một đời sử lai khắc thất quái truyền thuyết truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la hoác vũ hạo đường môn phục hưng chi chủ tại đường môn sắp đoạn tuyệt thời điểm xuất hiện dẫn đầu đường môn một đường hướng đi huy hoàng tuy rằng hắn sáng lập truyền linh tháp nhưng trên thực tế cũng không có chính thức đi chủ khống qua chỗ đó càng nhiều nữa hay vẫn là tại đường môn lúc khi đó đợi cường đại đến vô địch nhật nguyệt đế quốc tại tinh la thành trước đại binh tiếp cận thời điểm là linh băng đấu la hoắc vũ hạo dựa vào chính mình lực lượng một người lực ép nhật nguyệt để cho nhật nguyệt đế quốc ngay lúc đó người cầm quyền không thể không thỏa hiệp hơn nữa thề chỉ cần hắn tại một ngày nhận nguyệt tuyệt bất xâm phạm tinh la đế quốc này mới khiến tinh la đế quốc có thời gian có thể tồn tại được đái thị nhất mạch cũng tại khi đó đằng sau có thể nói tùy ý nào đó nhìn lên coi như là thân là hoàng đế hắn đều như vậy linh băng đấu la hậu đại hai vị này đấu la đại lục trong lịch sử rất truyền kỳ nhân vật đều hợp đường môn có cực kỳ quan hệ mật thiết như vậy trước mặt đường vũ lân đang tại lấy một địch quốc đường môn môn chủ tương lai liền nhất định sẽ không đi đến cái kia độ cao sao cho dù chỉ có một phần vạn khả năng đái thiên linh cũng sẽ không hy vọng cùng đối phương trở mặt cho nên tại ngũ thần chi quyết tiến hành đến đệ tứ trận trước hắn rõ ràng biểu đạt ý của mình mà việc này thực bên trên cũng là hắn cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị Tiếu diện đấu la cười càng buông lòng đái thiên linh cùng ân từ trên mặt cũng đồng dạng đều lộ ra dáng tươi cười không thể nghi ngờ hôm nay trận chiến đấu này ngũ thần chi quyết đệ tứ trận chính là khai chiến đến nay bọn hắn nhìn thoải mái nhất một trận đường vũ lân đã đến sân vận động bên trong trận cửa vào hắn điều chỉnh thoáng một phát bản thân tại thánh linh đấu la dưới sự trợ giúp hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ đang đứng ở trạng thái tốt nhất loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời đấy ba chiến toàn thắng làm hắn bản thân khí thế cũng tích lũy càng thêm cường thịnh rồi hôm nay một trận chiến hắn nhất định phải đạt được thắng lợi đây chính là hắn rất còn nắm chắc một trận chiến a đến rồi ngày mai nghênh chiến thánh long đấu la cái kia chính là cái cho phép cất cánh bản thân quá trình hắn sẽ dùng chính mình hết thảy tất cả đi đối mặt với cái thế giới này đỉnh cao cường giả phía trước cửa mở vào trận đã đến giờ rồi đường vũ lân bước ra đi nhanh đi ra đợi chiến khu rất xa tại sân vận động bên trong trận bên kia đồng dạng là cánh cửa mở ra cũng đi ra một người tới đây hai người đồng thời đi vào sân thi đấu cái kia một cái chớp mắt toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô đức tài nhức óc vô số người tại hô hoán đường vũ lân tên đường vũ lân mỉm cười đưa tay hướng trên khán đài thăm hỏi mà cũng vừa lúc đó hắn đã nghe được đối thủ mình tên thuyết minh thanh âm vang vọng toàn trường ngũ thần chi quyết đệ tứ chiến vũ khí cuộc chiến đại biểu đế quốc xuất chiến đấy là một đời vũ khí đại sư khớp huyết đấu la sở thiên ca khớp huyết đấu la sở thiên ca cái tên này đối với đường vũ lân mà nói là lạ lẫm lại quen thuộc bởi vì cái tên này hắn nghe tiếu diện đấu la nhấc lên qua nói cách khác cái này đệ tứ trận đối thủ cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài đường vũ lân trong đầu cũng nhanh chóng hiện ra hôm nay đối thủ tình huống cụ thể khớp huyết đấu la sở thiên ca võ hồn khớp huyết kiếm kiếm pháp siêu quần lĩnh ngộ kiếm hồn nhiệm vụ siêu cấp đấu la cùng phụng điện cấp cao nhất cùng phụng năm nay hẳn là có hơn 80 tuổi bộ dạng rồi tự nghĩ ra khớp huyết kiếm pháp đúng là một vị vũ khí đại sư tu vi phương diện hẳn là tại 97 cấp tả hữu luận thực lực so với u diễm đấu la trương qua dương vẫn phải thua kém một bậc đấy bình thường làm người ít xuất hiện thích nhất nghiên cứu các loại vũ khí trang bị hơn nữa có thu thập đồ cổ vũ khí yêu thích. Lúc trước phán đoán ở bên trong, sở thiên ca chính là có khả năng nhất xuất hiện ở vũ khí cuộc chiến bên trên đấy. Nhằm vào hắn, tiếu diện đấu la còn chưa đường vũ lân chế định một ít nhằm vào tính sách lược. Nếu như là sở thiên ca xuất chiến, hắn lựa chọn vũ khí nhất định là kiếm, chủ yếu là cẩn thận kiếm pháp của hắn. Lúc này kiếm pháp tu vi cũng sớm đã đã vượt qua nhân kiếm hợp nhất cấp độ, chìm đám đạo này 70 năm, có thể nói là một vị kiếm si loại tồn tại. Nghe nói đã được kiếm chi thần vận đối với kiếm mà nói kiếm ý kiếm hồn kiếm thần cái này ba đại cấp độ là tất cả kẻ dùng kiếm theo đuổi phương hướng ở phương diện này diệp tinh lan hiện tại cũng đã bắt đầu hướng về kiếm thần phương hướng đi tìm tòi nhưng đối với nàng mà nói còn cần không ngắn ngủi thời gian mới có thể đi đụng vào cái kia cấp độ đường vũ lân thương pháp cũng dừng lại tại thương hồn trình độ này khoảng cách càng tiến một bước thương thần cũng còn có tranh lệch đây không phải thiên phú có thể có đấy đúng là cần đầy đủ thời gian càng thêm khắc sâu lý giải mới có thể đạt tới giá trị cao tầng thứ bởi vì là vũ khí cuộc chiến đối phương đương nhiên không có khả năng sử dụng võ hồn khắp huyết kiếm vậy cũng chỉ có thể là vũ khí khác nhưng cho dù đối phương vận dụng cũng là thần khí đường vũ lân cũng không sợ hắn có hoàng kim long thương có long tộc pháp đao a à? cái kia một kiện không phải chân chính thần khí mang theo dồi dào tin tưởng đường vũ lân bước lên sân thi đấu đối diện đi tới đấy cũng đúng là một vị lão giả bộ dáng của hắn thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch tóc cùng râu ria đều như vậy rối bời đấy y phục hẳn là mới đổi đấy một bộ trường bào rất có cổ phong màu xanh trường bào bên trên không có gì trang trí nhìn qua chính là lại bình thường bất quá hơn nữa hắn nhãn thần nhìn qua có chút si ngốc tựa như cũng không có trong tưởng tượng một đời kiếm thần cái chủng loại kia sắc bén chi khí nhưng càng là như thế đường vũ lân trong lòng cảnh giác cảm giác cũng liền càng mạnh hai chòng mắt ngước mắt nhìn đối phương không có kiếm khí lộ ra ngoài ý vị này đối phương đã tu luyện đến anh hoa nội liễm trình độ đem kiếm chi thần vận nội ẩn để trong lòng đây mới là đáng sợ nhất bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé trên đài hội nghị chứng kiến xuất chiến chính là sở thiên ca tiếu diện đấu la biểu hiện trên mặt thì càng thêm nồng đậm rồi cuối cùng để cho hắn đoán được một lần đại biểu đế quốc xuất chiến chính là ai. Sở thiên ca xác thực rất mạnh mẽ, nhưng bởi vì bản thân là kiếm si, có chút thiếu gốc dễ, coi như là đại biểu đế quốc xuất chiến, hắn càng nhiều nữa cũng là đi nhận thức kiếm pháp của mình, không thể vận dụng hắn bản thân khấp huyết kiếm dưới tình huống, thực lực của hắn hay vẫn là sẽ suy giảm đấy. Trận này, môn chủ hẳn là hy vọng không nhỏ, ít nhất cũng sẽ không thua khó coi. Ngũ thần chi quyết đến rồi loại tình trạng này, tại hồ kia xem ra, chỉ cần đằng sau hai trận có thể vững vàng vượt qua như vậy đủ rồi, không phải là hạ giá 10% sao, đây là đường môn hoàn toàn có thể đủ tiếp chịu điều kiện. Hồn đạo khí đắt tiền nhất thành phẩm không phải tài liệu cùng chế tác, mà là nghiên cứu phát minh phương diện, phương diện này thành phẩm đường môn đã sớm tại trước kia trong hợp tác kiếm đã trở về, cho nên giá cả vẫn luôn không phải vấn đề quá lớn. Đằng sau hai trận thua trận, cũng không tổn hại đường vũ lân lần này, thể hiện ra uy danh, tốt nhất tình huống chính là tiếc bại. Về phần ngày mai trận kia, hồ kiệt chỉ có thể là trong lòng thầm mắng ân tử không biết xấu hổ thánh long đấu la ân tử cái kia tại tinh la đế quốc là cái gì cấp độ địa vị thắng cũng không vẻ vang bắt đầu nương theo lấy thuyết minh một tiếng bắt đầu trận này ngũ thần chi quyết đệ tứ trận rút cuộc kéo ra mở màn tiếu diện đấu la hồ kiệt đột nhiên phát hiện tại bên cạnh mình bệ hạ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm rồi cảm nhận được hồ kiệt phóng tới đây ánh mắt đái thiên linh ngáp một cái thì thảo tự nhủ ngày hôm qua thật là ngủ quá muộn thuyết phục khớp huyết miệng hạ thật không là một chuyện dễ dàng sự tình a à? thuyết phục thuyết phục tham chiến sao phàm là võ si cũng sẽ không tránh chiến đấy không nên a à? chẳng lẽ là cái khác trong lúc đó một loại không quá tuyệt vời dự cảm xuất hiện ở tiếu diện đấu la trong lòng đây chỉ sợ là có chuyện ẩn ở bên trong a à? trên đài thi đấu khớp huyết đấu la sở thiên ca nhìn về phía đường vũ lân biểu hiện trên mặt nhưng có chút không hề vui vẻ như vậy Cao mày nhìn qua quỷ oải đây là mê hoặc ta trong lòng đường vũ lân kinh ngạc đồng thời người đã chủ động phát khởi trùng kích mặc dù không có thể động dụng võ hồn nhưng hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp trào trống còn có kim long vương huyết mạch cường đại chân trái trên mặt đất chừng người cũng đã như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo lập tức vượt qua tốc độ âm thanh trong tay phải kim quang lấp lóe hoàng kim long thương nghìn vạn đạo thương mang nở rộ ra sạc sỡ lóa mắt hoàng kim long thương một cách tự nhiên mang ra liệu lượng tiếng rồng ngâm khí thế lừng lẫy vô cùng đã đến trước mặt khắp huyết đấu la mà vừa lúc này khắp huyết đấu la sở thiên ca đột nhiên ngừng đầu khoái miệng bỗng nhúc nhích tựa hồ là muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng không có nói ra chỉ thấy hắn giơ tay lên cũng không như trong tưởng tượng trường kiếm xuất hiện xuất hiện trong tay hắn là một kim loại vòng cái kia kim loại vòng toàn thân trình là màu trắng khi nó xuất hiện thời điểm phía trên nhất thời sáng lên nổi lên trái đỏ rực hào quang một cỗ khó có thể hình dung cảm giác cổ quái cũng trong phút chốc xuất hiện ở cảm giác của đường vũ lân bên trong hắn chỉ cảm thấy tay mình trong hoàng kim long thương chấn động mạnh sau đó vậy mà như là giống như cá bơi thoát ly không chế của chính mình thiên phu sở chỉ lập tức gián đoạn keng một tiếng thúy minh hoàng kim long thương cũng đã gián sát đã đến sở thiên ca trong tay màu trắng vòng kim loại phía trên chuyện này từ khi kim long vương huyết mạch thức tỉnh đã có được hoàng kim long thương kiện thần khí này về sau hoàng kim long thương hầu như liền trở thành đường vũ lân trong cuộc đời một số trong chiến đấu hắn cũng thua quá cũng từng không cách nào ngăn cản đối thủ thế nhưng là hoàng kim long thương nhưng hầu như chưa bao giờ tại không phải chủ động công kích dưới tình huống rời tay hơn nữa còn là dùng quỷ dị như vậy hình thức rời tay đây quả thật là không cách nào tưởng tượng hơn nữa hoàng kim long thương ở đằng kia vòng kim loại mặt ngoài còn đang chậm rãi thu nhỏ lại cuối cùng bị hút vào cái kia vòng kim loại bên trong biến mất không thấy nguyên bản đã bắt đầu hoan hô khán giả tại thấy một màn như vậy thời điểm đều bị trợn mắt há hốc mồm trong lúc nhất thời đế quốc thể dục quán đều yên tĩnh lại đây là tình huống gì này xảy ra chuyện gì tiếu diện đấu la hồ kiệt cũng là mặt đầy lờ mờ hắn nghìn tính vạn tính cũng tính kế không xuất ra sẽ có tình huống như vậy xuất hiện à vũ khí chi chiến vừa đối mặt vũ khí đã bị đối phương lấy đi thế thì còn đánh như thế nào đường vũ lân xông đến thân thể đã đến trước mặt đối thủ Vũ khí lại không có, sau đó, hắn nghênh tiếp đấy, là khấp huyết đấu la sở thiên ca ngẩng tay phải. Một đạo vẫn còn như thực chất sắc bén kiếm, khí tới nhanh như điện chớp, Đường Vũ Lân bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi hoàng kim long thương về sau, chỉ có thể là hai tay nâng lên ngăn cản, Đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ. Ầm, uhm, người khác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong kiếm khí bao hàm, nhìn qua chẳng qua là lấy tay thay kiếm, nhưng chính thức bị mạng về sau, bên trong ẩn chứa kiếm khí nhưng sinh ra tiếp theo liên tiếp nổ tung sóng sau cao hơn sóng trước sắp bén vô cùng kiếm khí phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để cắt cắt thành mảnh vỡ tựa như nếu không phải đường vũ lân thân thể đủ mạnh mềm dai lần này muốn chịu nhiều thua thiệt làn ra mặt ngoài kim quang lấp lóe lòng cương rậm rạp cuối cùng là hóa giải kiếm khí kia mang tới ảnh hưởng có thể giờ này khắc này kinh hãi nhất nhưng là tâm tình a à. đây chính là hoàng kim long thương a à, thần khí hoàng kim long thương cho dù là tại mặt đối với thâm nguyên sinh vật thời điểm cũng có thể làm cho tất cả thâm nguyên sinh vật chịu sợ hãi hoàng kim long thương dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đối phương lấy đi cái kia vòng kim loại đến tột cùng là cái thứ gì trên đài hội nghị tiếu diện đấu la hồ kiệt cấp ra đáp án hắn ánh mắt đờ đẫn quay đầu nhìn về phía bên người đái thiên linh thất thanh nói trấn quốc thần khí kim cương trác bệ hạ vì thắng thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều dùng đến đây quả thật là ăn gian a à. kim cương trác kiện thần khí này cũng không phải Tinh La Đế Quốc từ lúc trước trên đấu La đại lục mang tới, mà là tới từ ở bây giờ Tinh La đại lục, là đã từng hiện tại trên Tinh La đại lục một kiện trấn quốc thần khí. Lúc trước, Tinh La Đế Quốc đại thiên tỷ đi vào trên phiến đại lục này về sau, một cách tự nhiên nhận lấy dân bản địa chống cự, xâm lược luôn phải trả giá thật lớn, mà thời điểm đó Tinh La Đế Quốc tuy rằng đánh không lại đấu La liên bang, nhưng đối phó với những thứ này dân bản địa hay vẫn là không nói chơi. Đại chiến thời điểm, một cái bộ lạc thủ lĩnh lấy ra cái này kim cương chắc đã từng cho tinh la đế quốc đại quân đã tạo thành phiền phức rất lớn cái đồ vật này đối với bất kỳ vũ khí nào đều có được siêu cường thôn vệ năng lực có thể thôn vệ bất kỳ vũ khí nào cho dù là võ hồn đều có hiệu quả nhất định tại trong kim cương chắc này có một không gian nhỏ không lớn nhưng hoàn toàn ngăn cách phía ngoài khí tức lúc ấy tinh la đế quốc có bảy vị khí vũ hồn phong hào đấu la bị kia suy yếu nếu như không phải là cuối cùng bằng vào lực lượng của thú hồn sư chiến thắng đối phương tưởng muốn thống trị toàn bộ đại lục còn không dễ dàng như vậy coi như là như thế tinh la đế quốc cũng bỏ ra giá không nhỏ mà về sau đã nhận được cái này kim cương trác sau này cũng liền được tôn dùng là trấn quốc thần khí chỉ có đế quốc hoàng đế mới có điều động toàn lực bạn theo hồn đạo khí phát triển kiện thần khí này hiệu quả liền có vẻ hơi gân gà bởi vì hắn không gian bên trong có hạn cắn nốt vũ khí càng nhiều nữa chẳng qua là bảo vệ tồn tại bên trong mà cũng không phải thật còn có thể tiến hóa cái gì từ dân bản địa cái kia đắc được đến có tin tức liên quan tới nó cũng nói kim cương chắc này đến từ chính thượng cổ cuối cùng đến từ đâu liền không người đã được biết đến tiểu diện đấu la cũng chỉ là nghe nói qua cái này trấn quốc thần khí tồn tại còn chưa có đều chưa từng gặp qua lại không nghĩ rằng sẽ ở tình huống như hôm nay vậy dưới gặp được cái này thần khí trong truyền thuyết xuất hiện hơn nữa một đi lên thì cho đường vũ lân một hạ mã uy vũ khí cũng không có đối mặt hay vẫn là siêu cấp đấu la am hiểu kiếm pháp một đời kiếm thần, không có thể động dụng võ hồn, hồn kỹ. Thế thì còn đánh như thế nào? Đái thiên linh bình tĩnh, thong dong ngồi ở chỗ kia, đang thuyết phục khắp huyết đấu la sở thiên ca đáp ứng sử dụng kim cương trác thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến, mình nhất định sẽ phải chịu phi thường rộng khắp nghi vấn. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Đây là ngũ thần chi quyết, ở vào đối với quý môn chủ tôn kính, chúng ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó, kim cương trác cũng là vũ khí một loại, hơn nữa, vũ khí chi chiến cũng không có hạn định, chỉ có thể sử dụng một loại vũ khí à hồ kiệt đột nhiên cảm thấy vị hoàng đế bệ hạ này dáng tươi cười rất cần ăn đòn khán giả cũng đều trợn tròn mắt mặc dù biết có cái này trấn quốc thần khí người ít càng thêm ít nhưng khán giả cũng nhìn ra được cuộc so tài này tiến hành được loại trình độ này đằng sau còn thế nào đánh vũ khí chi chiến vũ khí bị lấy đi rồi đại biểu đế quốc vị này phong hào đấu la làm sao sẽ dùng loại phương thức này này coi như là thắng cũng là thắng không anh hùng à đường vũ lân nhổ ra một ngụm chọc khí trong lòng không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười Tinh la đế quốc là thật sợ ta thắng tiếp nữa à liền thủ đoạn như vậy đều dùng ra sao đó là cái quái gì thậm chí ngay cả hoàng kim long thương đều có thể lấy đi thế nhưng là như vậy các ngươi liền cho rằng thắng sao hắn lúc này cũng không biết đái thiên linh đã đã đáp ứng lần này đường môn yêu cầu chẳng qua là hạ giá 10%. từ khi đi vào tinh la đế quốc về sau đã bị các loại nhằm vào tinh la đế quốc liên tiếp di chuyển dùng thủ đoạn ngũ thần chi quyết công bố hắn ở đây tinh la lại để cho đường môn tại liên bang phương diện trở nên càng phát ra bị động đây hết thảy đường vũ lân đều nhẫn nại xuống dưới cuối cùng xuất phát từ đại cục cân nhắc người muốn ngũ thần chi quyết ta đề liền với các ngươi tiến hành ngũ thần chi quyết đối kháng nhưng dưới loại tình huống này đối phương rõ ràng còn dùng ra thủ đoạn như vậy dù là trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau hàm dưỡng đã rất tốt hắn lúc này cũng không nhịn thực sự tức giận khi tức giận đợi đường vũ lân sắc mặt là càng phát ra bình tĩnh nhưng một đôi chỏng mắt nhưng trở nên đặc biệt sáng ngời lấy đi hoàng kim long thương của ta được vậy để cho ngươi đám thu đường vũ lân thở sâu trong mắt thần quang điện xạ hai tay ở hai bên thân thể thân bình tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo con thoa hình hào quang đối diện khớp huyết đấu la sở thiên ca nhìn sững sờ đây là cái gì khẳng định không phải hồn kỹ đây chính là ngay trước toàn bộ tinh la đại lục dân chúng mặt thân là đường môn môn chủ đường vũ lân không có khả năng vi phạm quy tắc nếu như không phải võ hồn hoặc là hồn kỹ các loại như vậy liền nhất định là vũ khí còn thoi hình hay sao nhìn qua cũng không như là ám khí các loại cũng không giống là trực tiếp dùng để chiến đấu vũ khí à ở nơi này vị khớp huyết đấu la trong lòng nghi hoặc đồng thời từ cái kia con thoi hình sự vật trong bỗng nhiên bay ra hai đạo hào quang phân biệt rơi tại trong hai tay hắn cái này hai đạo hào quang vừa mới xuất hiện thời điểm còn tâm thường có thể nương theo lấy bọn hắn bay về phía đường vũ lân hai tay trong quá trình bọn hắn thể tích lại bắt đầu kịch liệt biến lớn cơ hồ là trong nháy mắt đường vũ lân trong hai tay liền nhiều thêm một đôi cự chùy đây tuyệt đối là cự trùy hơn nữa có ít người nhìn qua còn có chút quen mắt cự chùy cự trùy toàn thân nhìn qua bụi bẩn đấy cũng không như thế nào thu hút thế nhưng là cái này thể tích cũng quá lớn rồi à mỗi chuôi cự trùy tổng trường độ đều ở đây chừng 5 mét trong đó chùy đầu đường kính liền có hai mét năm Đường Vũ Lân đem nó nắm trong tay nhất định phải bên trên nghiêng phía trên dơ, mới có thể để cho nó không đến mức rơi trên mặt đất. Thân là vũ khí đại sư, một cái nhìn qua, khắp huyết đấu la liền toát ra vẻ giật mình. Cái này cự trùy nhìn qua bụi bẩn cũng không thu hút, nhưng trên thực tế, cái đồ vật này cũng không phải đơn giản như vậy à. Cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện cự trùy bản thân tản ra thâm sâu hào quang, tựa như là có sinh mạng giống như tại rất nhỏ luật động lên. Cái kia có rút lại quá trình, giống như là bọn hắn sẽ hô hấp tựa như không thể nào trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu không đợi vị này khắp huyết đấu la làm nhiều suy nghĩ đường vũ lân cũng đã chỗ này nhảy mà bắt đầu cái này đối với cự trùy cũng không phải đường vũ lân vũ khí mà là nguyên ân dạ huy tại biến thân thái thản cự viên về sau đấy nhưng vũ khí chế tạo người lại chính là đường vũ lân cự trùy bản thân chất liệu rất đơn giản là đường vũ lân quen thuộc nhất một loại chất liệu tại kim loại hiếm trong cũng không tính là đặc biệt chân quý đấy thế nhưng là cái đồ vật này thể tích lại còn tại đó à nếu như không muốn hình dung cái này thể tích mà nói dùng khủng bố là được rồi thật lớn như thế thể tích trầm ngân trùy kia sức nặng có thể nghĩ hơn nữa đây cũng không phải là trăm rèn chết xuất nghìn rèn nhất phẩm trầm ngân trùy mà là hồn rèn trầm ngân trùy chỉ có một từng cái loại giám hộ hơn nữa còn là đường vũ lân quen thuộc nhất trầm ngâm hồn rèn đứng lên không tốn sức chút nào đường vũ lân liền đem rèn nó là đối với hồn rèn một loại luyện tập cùng mình ngay lúc đó cơ giáp cần thiết kim loại cùng một chỗ hoàn thành rèn cho dù là hắn cũng dùng đi không ngắn ngủi thời gian mà cũng chỉ có đường môn loại này nội tình thâm hậu siêu cấp tông môn mới có thể cung cấp ra đủ nhiều tài liệu cho hắn rèn hồn rèn trầm ngân chùy thể tích còn thật lớn như thế ý vị như thế nào đường vũ lân cái này đối với cái búa mỗi một cái sức nặng đều vượt qua hai nghìn cân tay trái chùy hai nghìn sáu trăm bảy mươi cân tay phải chùy hai nghìn chín trăm tám mươi cân chỉ kém một điểm liền rách ba nghìn cân rồi cái này một đôi cự trùy cầm trong tay kêu uy năng chi khủng bố có thể nghĩ mà thành tựu nó rèn người hồn rèn kim loại bản thân cùng đường vũ lân tâm ý tương thông hắn sử dụng lúc song chùy sức nặng sẽ tự động giảm bớt 30%. cái này là hồn rèn chỗ đáng sợ rồi cự chùy đặc tính chỉ có một kịp thời thành phần bổ sung nát bấy đặc hiệu đường vũ lân mang theo như vậy một đôi cộng lại sức nặng vượt qua 5 tấn cự chùy nhảy lên chính là hơn 10 thước cao song chùy bàn về đến tựa như lưu tinh cản nguyệt bình thường hướng về khắp huyết đấu la sở thiên ca liền đập tới trên khán đài nữ khán giả nhìn đều có bán tiền ngốc tại các nàng trong mắt đường vũ lân đẹp trai bức người phong độ tư thái hiểu điệu gần như có thể thỏa mãn trong lòng các nàng đối với nam tính tất cả yêu cầu đẹp trai tào nhã nhò nhã tướng mạo đường đường thực lực cường đại đối mặt với cường địch tổng có thể đánh bại địch giành chiến thắng nhưng lúc này hình tượng này lại rõ ràng có chút không giống với lúc trước a à. thường nghĩ một cái đại soái ca trong tay cầm một đôi so thân thể của mình đều muốn cực lớn trọng trùy hơn nữa còn nhảy dựng lên vung vẩy lấy đánh tới hướng đối thủ cái đồ vật này mặc dù tại đường vũ lân trong tay thi triển đi ra nhìn qua cũng không có quá lớn không khỏe cảm giác có thể vậy cũng cuối cùng không phải là cái gì đẹp trai bức người động tác a chỉ có một vị mê muội ngồi xổm sân vận động trong góc hai mắt thảo quang nam nam tự nhủ thật sự là quá khí phách thật là bá đạo cuồng dã à, vũ lân ca Sở Thiên Ca vốn tâm tình là không tốt lắm đấy. Thân là vũ khí đại sư, tại đối mặt với đối thủ thời điểm bị buộc khiến cho dùng kim cương chắc loại này, gần như tại ăn gian đồ vật, quả thực là để cho hắn không có cam lòng, không thể đường đường chính chính chiến đấu, trong lòng của hắn cũng rất là mất mát. Thế nhưng là, đối phương hình tượng này đột biến, trước rõ ràng cho thấy uy lực phi phàm trường thương bị chính, mình lấy đi rồi, cái này, đối với cự truy lại tính chuyện gì xảy ra vậy, đến cùng cái gì mới là hắn chính thức vũ khí. Hơn nữa, cái kia con thoi hình đồ vật bên trong có thể cất giữ như vậy đối với đồ vật a à? ý niệm trong đầu vừa mới chuyển qua hắn cũng cảm giác được một hồi ác phong phát diện hồn rèn trầm ngân chùy sức nặng vốn liền cực lớn huống chi còn có đường vũ lân lực lượng ở trong đó một đôi cự chùy nện xuống đến cái kia khí tức kinh khủng cự chùy chưa tới mặt đất đều đã bắt đầu sụp đổ rồi cứng đối cứng đừng nói dỡn khóc huyết đấu la chính mình dùng chính là kiếm hắn tính là tu vi cao hơn một ít cũng không dám dùng thân thể đi cứng rán va chạm loại này rõ ràng sức nặng liền thuộc về phi nhân loại đồ vật thân hình lóe lên nhanh chóng hướng lui về phía sau đi đã nghĩ muốn tránh đi đường vũ lân song chùy công kích nhưng mà đường vũ lân tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh cự chùy đã vung đã tại hướng phía dưới rơi đập có thể liền là dưới tình huống như thế thân thể của hắn đột nhiên không hề báo hiệu về phía trước vọt mạnh rồi thoáng một phát vừa vặn đuổi theo khớp huyết đấu la tùng 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 hữu lực tiếng tim đập vang vọng toàn trường có vòng bảo hộ cách trở khán giả cũng không cảm thấy cái gì có thể khớp huyết đấu la lại rõ ràng thân thể vừa dừng lại trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn bản thể tông trong đầu hắn vừa mới sản sinh ý nghĩ này trước mắt chính là một đen song chùy đã đến rơi vào đường cùng khớp huyết đấu la cắn sang một cái cầm trong tay kim cương chắc giơ lên dùng hồn lực thúc giục Đường, đường vũ lân tay trái chùy trực tiếp liền bay ra ngoài bị kim cương chắc hấp thụ trở lên cái này thần khí đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở vô luận vũ khí của ngươi cỡ nào cường đại chỉ cần hắn phát động là có thể đem ngươi cho lấy đi thế nhưng là lấy đi là lấy đi rồi nhưng lấy đi đồng thời khắp huyết đấu la chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống cái kia cự trùy trực tiếp liền đập vào trên mặt đất mà đổi thành một cái cự trùy liền đã đến hắn hướng trên đỉnh đầu cái này kim cương chắc mặc dù tốt nhưng cũng có cực hạn giống như là chữ vật hồn đạo khí tựa như một khi cất chứa đồ vật sức nặng hoặc là thể tích đã vượt qua nó có khả năng thừa nhận cực hạn vậy không cách nào nữa tiếp tục không thể nghi ngờ đường vũ lân cái này đoạn hồn rèn trầm ngân chùy hiển nhiên là đạt đến cái tiêu chuẩn này tay trái chùy bị miễn cưỡng thu qua nhưng đều muốn thôn phệ đi vào lại không dễ dàng như vậy rơi vào đường cùng khắp huyết đấu la trên tay hào quang lóe lên đã nhiều một thanh kiểu dáng cổ phát trường kiếm trường kiếm toàn thân tuyết trắng trung ương có một đạo huyết tuyến bình thường màu đỏ mũi kiếm rung rung đinh một tiếng giòn vang điểm tại cự trùy phía trên sắc bén kiếm ý đâm vào cự trùy bên trong đồng thời mang theo một cỗ dẫn dắt trí lực tá lực tả lực đều muốn đem cự trùy dẫn đạo đến một bên thế nhưng là chính thức cùng cái này cự trùy đụng vào nhau khắp huyết đấu la mới càng có thể khắc sâu cảm nhận được cái đồ vật này đáng sợ đến cỡ nào hồn rèn trầm ngân chùy tại đường vũ lân huy động phía dưới chiến đấu chân chính sức nặng đã vượt qua một vạn cân trường kiếm điểm ở phía trên thân kiếm trực tiếp liền uốn lượn rồi cái gì kiếm ý, kiếm hồn, tại loại đồ chơi này mà trước mặt, đều muốn xuyên thấu mà vào căn bản là làm không được. Kinh khủng lực chấn động cũng tiếp theo bộc phát, dùng khớp huyết đấu la tu vi, trường kiếm trong tay hầu như rời tay. Bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Các Phim. Truy cập kênh youtube Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Hắn mượn trường kiếm bắn ngược lực lượng, vội vàng một cái lắc mình kéo ra khoảng cách đồng thời cúi đầu hướng chính mình chui quý hơn tính mạng trường kiếm nhìn lại. Chui này trường kiếm tuy rằng không phải hắn võ hồn, nhưng là bị hắn mệnh danh là Khấp huyết kiếm, là hắn tìm một vị thánh tượng cấp đoán tạo đại sư rèn mà thành bản thân cũng là hồn rèn chất liệu, hơn nữa là hữu linh hợp kim hồn rèn. Bình thường khớp huyết đấu la cơ hồ là kiếm bất ly thân đấy, tuy rằng không phải võ hồn, nhưng chuôi này trường kiếm lại đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này cùng đường vũ lân loại này trọng trùy đụng vào nhau, hắn thực sự bảo bối của mình kiếm có chỗ tổn thất mà càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là vừa mới hắn cái này lóe lên thân cũng không có trở hiện xa nguyên nhân rất đơn giản kim cương chắc quá nặng đi phía trên cự trùy tuy rằng đã bị thu nhỏ lại thu nhập kim cương chắc bên trong có thể kim cương chắc bản thân nhưng không cách nào đem cự trùy sức nặng toàn bộ triệt tiêu mất như trước có vượt qua 30% sức nặng hiện ra tới đây đây chính là một nghìn cân đối với siêu cấp đấu la một nghìn cân không coi vào đâu thế nhưng muốn xem là làm cái gì tại loại này trong chiến đấu trên người đột nhiên nhiều một nghìn cân sức nặng tốc độ thế tất sẽ chịu ảnh hưởng đường vũ lân tay phải chùy lệch hướng nện trên mặt đất oanh toàn bộ sân thể dục đều kịch liệt chấn động thoáng một phát nhìn từ đằng xa cái kia cự chùy chỉ có thể đi qua nó cùng đường vũ lân thân thể tỷ lệ nhìn ra cái này cự trùy khổng lồ mà khi nó chính thức rơi trên mặt đất khán giả mới hiểu được khắp huyết đấu la hiện tại đối mặt là như thế nào tồn tại cự trùy đập tại đế quốc dân vận động trên mặt đất tại cái kia đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang mặt đất trực tiếp bị chấn nát ra một cái hố to đường kính vượt qua 10 mét trọn vẹn hướng phía dưới sụp đổ rồi 3 mét dùng đế quốc dân vận động kiến tạo tài liệu cũng căn bản không chịu nổi loại trình độ này oanh kích đường vũ lân mượn lực bắn ngược thân thể trên không trung nửa chuyển nếu như chỉ còn lại có một tay chùy hắn liền đổi thành rồi hai tay nắm chùy căn bản không có cái gì kỹ xảo chỉ là một cái xoay tròn mang theo kinh khủng ác phong lại lần nữa hướng về khắp huyết đấu la đập tới. Trên đài hội nghị, trước còn một mặt đắc ý đế quốc hoàng đế đái thiên linh lúc này cũng đã nhìn choáng váng, không chỉ là hắn, coi như là ân từ, lúc này cũng có chút hai mắt ngần người. Đây là cái quái gì? Đây là nhân loại có thể sử dụng vũ khí sao? Xác định đây không phải cơ giáp vũ khí, hơn nữa, cơ giáp đều không dùng đến trầm trọng như vậy vũ khí à. Đái thiên linh tuyệt đối không nghĩ tới, đường vũ lân sẽ xuất ra một đôi kim cương chắc căn bản không thu được vũ khí đi ra mà tại hắn bên kia tiếu diện đấu la lúc này lại là cười ha ha tốt đường môn tuyệt học loạn phi phong chủy pháp không sai lúc này trong trận đường vũ lân đang thi triển lấy đấy chính là đường môn tuyệt học loạn phi phong chủy pháp bộ này chủy pháp ban đầu chính là dùng để rèn đấy đường vũ lân cũng là dùng để rèn sử dụng mà dùng cho trong thực chiến thường thường hiệu quả cũng sẽ coi như không tệ loạn phi phong chủy pháp đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở nó không ngừng mượn lực phản chấn tá lực đả lực mỗi một búa lực lượng đều muốn so sánh với một búa càng mạnh mẽ. Đường Vũ Lân bằng vào một thân kim long vương huyết mạch tăng thêm bản thể tông tiên thiên bí pháp mang đến lực lượng cường đại. Lúc này dùng cái này, cự chủy thi triển ra loạn phi phong chủy pháp, quả thực là có loại quỷ thần lui tránh cảm giác. Khấp huyết đấu la cả đời luyện kiếm, tại kiếm thuật phương diện đã nhập ảo cảnh. Thế nhưng là, lúc này đối mặt với đường Vũ Lân trọng chùy đã có loại hữu lực dùng không ra, tú tài gà phải quân binh cảm giác. Đường Vũ Lân lực lượng quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh rồi hắn căn bản không cách nào dùng chính mình kiếm ý đi ảnh hưởng đường vũ lân nếu như là không có hạn chế chiến đấu hắn đã sớm vận dụng hồn kỹ đến tìm cơ hội hóa giải nhưng đây là vũ khí cuộc chiến song phương đều chỉ có thể dựa vào trụ cột nhất vũ khí tiến hành chiến đấu bởi như vậy vô luận là đường vũ lân hay vẫn là hắn tại không có hồn kỹ dưới tình huống rất nhiều hàng ngày sử dụng chiến đấu kỹ xảo không thể dùng đối mặt với loạn phi phong chủy pháp nhất là tại vừa mới va chạm quá đáng thoáng một phát dưới tình huống hắn căn bản không có biện pháp khác chỉ có thể là lui lại né tránh trước tránh đi sắc bén lại nói oanh lại là một tiếng nổ vang cự trùy lần nữa rơi xuống đất lại trên mặt đất đập phá một cái hố to cùng lúc trước so với cái này hố càng thêm cực lớn vài phần từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đại sân vận động tại kinh khủng kia chấn động ở bên trong làm cho người ta một loại muốn sụp xuống cảm giác dẫn tới khán giả một mảnh kinh hô thân trong chiến đấu đường vũ lân đương nhiên là nghe không được những thứ này tính kinh hô đấy lần nữa mượn lực dựng lên cự trùy lần thứ ba vung lên trên khán đài a à như hàng cười ha ha luận lực lượng ta chỉ phục tiểu sư đệ thích nhất loại này tàn bạo phương thức chiến đấu rồi không được lát nữa nói cái gì ta cũng muốn để cho tiểu sư đệ cho ta cũng chế tạo như vậy một đôi cự trùy ta cũng muốn bắt chước cái này trùy pháp quá mức nghiện rồi oa ha ha đáng tiếc hôm nay ở bên cạnh hắn không có tư mã kim chỉ cùng hắn đấu võ mồm nói cách khác lúc này hai người thì càng thêm náo nhiệt oanh 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 cự trùy nổ vang một lần quan trọng hơn một lần một lần mạnh hơn một lần đường vũ lân giống như là cái bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác công bình thường không ngừng dùng cự trùy hung hăng nện trên mặt đất không ngừng mượn lực bắn ngược chẳng qua là như vậy một lát sau trên mặt đất liền để lại một mảng lớn hố to một cái so một cái lớn Khớp huyết đấu la không ngừng phiêu động thân hình tiến hành né tránh. Thế nhưng cự trùy bên trên mang theo áp phong đều đã bắt đầu có chút ảnh hưởng đến hành động của hắn rồi. Đây quả thật là lực lượng của nhân loại có khả năng đạt tới a à? coi như là ân từ miệng hạ cũng làm không được a à? trong nháy mắt cũng đã hơn 20 mươi rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm bên ngoài còn không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là cái này cự trùy rơi xuống đất sinh ra chấn động thật sự là quá mạnh mẽ thế cho nên sân vận động vòng phòng hộ hồn đạo khí được chấn động ảnh hưởng đã có chút bắt đầu xảy ra vấn đề rồi mà sân vận động bản thân cũng nhận được chấn động ảnh hưởng thật như là có chút tại lắc lư tựa như không được không thể tiếp tục như vậy nữa rồi tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sân vận động đều muốn bị hán cho chấn sụp nơi đây còn có lấy mười mấy vạn người a à. nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó có thể liền là tai nạn khớp huyết đấu la tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới quyết định động thủ ai cũng không biết đường vũ lân cái này kinh khủng công kích phương thức còn có thể duy trì bao lâu tiếp tục nữa sợ rằng cũng chịu không nổi mắt thấy đường vũ lân lại là một búa vung mạnh đi qua khắp huyết đấu la lần này không có trực tiếp né tránh mà là đón cự trùy nhảy nhảy lên trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về không trung hắn sở dĩ không thoát khỏi được đường vũ lân công kích cũng là bởi vì đường vũ lân cái này cự trùy phía trên mang theo kình phong quá cường liệt rồi lúc này dùng điểm phá mặt một đạo kiếm quang từ mũi kiếm chỗ điện xạ mà ra cùng lúc đó khắp huyết đấu la thân thể tựa như con quay bình thường xoay tròn lên như diều gặp gió hướng về nghiêng phía trên lao ra tu vi vượt qua thất hoàn về sau hồn sư là có thể ngự không phi hành đấy chỉ cần có thể bay đến không trung dĩ nhiên là không sợ đường vũ lân cự trùi rồi sở dĩ là xoay tròn lấy bay lên chính là vì có thể tại bay lên trong quá trình tận khả năng giảm bớt cự trùi lực lượng ảnh hưởng trường kiếm đâm vào không trung mang theo một cỗ dẫn rất lực lượng làm đường vũ lân trọng chùy thoáng chảy cướng một ít phương vị Khớp huyết đấu la cắn chặt răng, hắn bay lên thân thể rõ ràng cho thấy bị trọng chùy ác phong cuốn đi rồi thoáng một phát, hướng phía dưới trầm xuống, nhưng hắn hay vẫn là hồn lực toàn diện dâng lên, hồn hạch có rút lại, lại đột nhiên nở rộ, cuối cùng là chạy ra khỏi ác phong phạm vi, lên như diều gặp gió. Oanh long long, cự chùy lần nữa rơi xuống đất, đế quốc đại sân vận động đỉnh đã bắt đầu có bụi bặm hướng phía dưới rơi rồi. Mắt thấy vị này vũ khí đại sư lao ra loạn phi phong chùy pháp phạm vi công kích, vô số người đều chịu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần lại lo lắng sân vận động bị đường vũ lân chấn sụp nguy hiểm. Đúng lúc này, đạo truyền bá không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, tận lực đem màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến, rồi đường vũ lân trên khuôn mặt. Cái này, cự trùy không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi, quy lực phi phàm, nhưng tiêu hào cũng nhất định là cực lớn đấy. Lúc này khớp huyết đấu la lao ra loạn phi phong trùy pháp phạm vi, cơ bản liền tương đương với là tuyên bố trận đấu này thắng bại đường vũ lân rõ ràng đã không có bất cứ cơ hội nào rồi đại lượng tiêu hao không có tiện tay vũ khí hơn nữa đối với tay thăng nhập không trung dùng khớp huyết đấu la am hiểu khớp huyết vô hình kiếm khí hắn đem một điểm cơ hội đều không có thế nhưng là lúc khán giả chứng kiến màn hình lớn trên tấm hình đường vũ lân khuôn mặt lúc chứng kiến lại cũng không là thất vọng mỏi mệt những thứ này bọn hắn trong tưởng tượng biểu lộ mà là thấy được dáng tươi cười một loại như thế nào đều làm cho người ta cảm giác mười phần bí hiểm dáng tươi cười hắn đang cười cái gì Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra nghĩ này. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, đường vũ lân buông lỏng tay, cầm trong tay hồn rèn trầm ngân chủy ném tới rồi một bên. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng đã nhảy vào không trung trăm mét khắp huyết đấu la, tay phải giơ lên cao, một đạo cường quang đột nhiên phóng lên trời. Như thế nào hình dung đạo kia hào quang a à? cái kia chính là một đạo cực lớn cột sáng, phảng phất muốn đem chọn cái bầu trời đều nứt vỡ cực lớn cột sáng. Lúc cái kia cột sáng bay lên thời điểm, bên trong cả thể dục quán mặt khác hết thảy nguồn sáng đều chịu ám đạo khi thấy cái này cột sáng xuất hiện thời điểm lúc này liền tại sân vận động bên trong đứng ở đợi chiến khu trong thánh linh đấu la đột nhiên lệ rơi đầy mặt thân tại không trung khắp huyết đấu la trường kiếm trong tay vòng động vừa mới điều hòa hô hấp của mình từ trước nhận được cự trì đại lực oanh kích ảnh hưởng trong khôi phục lại lại đột nhiên cảm giác được chính mình vị trí thế giới tựa hồ thay đổi trời sập rồi trời đương nhiên sẽ không thật sụp đổ có thể giờ này khác này tại hắn trong cảm giác ngày giống như là sụp giống nhau sau đó thân thể của hắn trực tiếp liền một cái ngã lộn nhào từ trên trời giáng xuống hóa thành tự do vật rơi hung hăng ngã xuống một đạo sáng trói kim quang ngay sau đó đạo kia cột sáng phóng lên trời nghênh đón bên trên rồi khắp huyết đấu la rơi xuống thân hình cái kia sáng chói màu vàng hào quang tinh chuẩn vô cùng đánh trúng tại trên người hắn tiếp theo trong nháy mắt đường vũ lân liền đã đến trước mặt hắn mà giờ này khắc này trong tay hắn một thanh tuyết trắng trường thương đã điểm vào khớp huyết đấu la miễn cưỡng chắn ngang trước ngực trường kiếm phía trên đinh trường kiếm theo tiếng phá toái khớp huyết đấu la phun máu bay lên tại kim quang kia phủ lên ở bên trong màu trắng trường thương dừng lại tại hắn nơi cổ họng cho dù chỉ cần lại tiến lên biện pháp có thể muốn vị này khớp huyết đấu la mạng đây hết thảy biến hóa đều đến quá là nhanh nhanh đến làm người không kịp nhìn trình độ từ khớp huyết đấu la chịu đường vũ lân loạn phi phong chùy pháp đến hắn bị đường vũ lân đánh tan toàn bộ quá trình cũng không quá chính là mấy giây mà thôi. Những ngày này Minh Tư khổ tường, tất cả chuẩn bị, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Ngũ thần chi quyết, đệ tứ chiến, vũ khí cuộc chiến, đường Vũ Lân, thắng. Đường Vũ Lân một tay bắt lấy khắp huyết đấu la, một tay nhấc lấy trường thương, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, đem sắc mặt xám trắng khắp huyết đấu la đặt ở bên cạnh mình, hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó lui lại vài bước. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, không có biện pháp không kinh hãi đây hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trên đài hội nghị cho dù là lúc trước tươi cười rạng rỡ tiếu diện đấu la hồ kiệt lúc này cũng đã trầm yên tĩnh trở lại ân từ ngồi ngay ngắn ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đường vũ lân trong tay chuôi kia tuyết trắng trường thương chuôi kia trường thương bên trên mơ hồ có phủ văn hào quang lập lòe lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lại còn một loại khó có thể hình dung cảm giác vậy như là toàn bộ đấu la tinh bên trên đỉnh cao nhất không cách nào vượt qua khán giả không biết đó là cái gì. Thế nhưng là, tất cả phong hào đấu la trở lên cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể nhìn không ra đó là cái gì a à? Ân tử có chút khó khăn từ trong miệng thốt ra mấy chữ, kình thiên thần thương, chúng ta thua, không oan uồng. Khắp huyết đấu la đồng dạng tại ngơ, ngác nhìn đường vũ lân, nhìn xem chuôi kia đột nhiên, chiến thắng hắn thần thương, trong mắt không có thất vọng cùng thống khổ, chỉ có một loại khó có thể hình dung, khát vọng cùng cảm động. Cảm ơn, hắn hướng đường vũ lân có chút khom người, nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay người mà đi. Hắn muốn cảm ơn Đường Vũ Lân, bởi vì tại hắn sinh thời, có thể thấy tận mắt chứng nhận cái kia đệ nhất thiên hạ thần thương có thể thua bởi chuôi này thần thương. Không oan uổng. Dùng tu vi của hắn, dùng thực lực của hắn, tại đây chuôi thần thương chính thức chủ nhân vẫn còn thời điểm, hắn thậm chí ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Hôm nay, ít nhất hắn thấy tận mắt chứng nhận rồi chuôi này thần thương tồn tại đường vũ lân chậm rãi cầm trong tay tuyết trắng trường thương dơ lên cao cao cái kia phần đại biểu cho kình thiên kiêu ngạo chớp mắt toát lên tại lồng ngực một trận chiến này không phải đại biểu đường môn mà là đại biểu sử lai khắc thắng lợi đúng vậy đây là kình thiên đấu la tặng cùng hắn kình thiên thần thương mang đến thắng lợi tinh la đế quốc nội tình thâm hậu có được thần kỳ kim cương trác thế nhưng là đường vũ lân thành tựu đường môn môn chủ sử lai khắc học viện đương đại hải thần các các chủ tập trung đường môn cùng sử lai khác học viện hai đại tổ chức vạn năm tích lũy nội tình lại làm sao có thể ít được rồi à tại đường vũ lân trên người kể cả hoàng kim long thương kình thiên thần thương cùng trước xuất ra thời không thần toa liền có ba kiện thần khí nhiều đây mới là hắn tại đây trận vũ khí cuộc chiến có cường đại tin tưởng nguyên nhân a à? cho dù kình thiên thần thương không cách nào chiến thắng đối thủ hắn thậm chí đi qua thời không thần toa còn có đằng sau thủ đoạn nhưng hiện tại kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất đấy từ khi kình thiên đấu la vì thủ hộ toàn bộ sử lai khác mà chết trận về sau trôi này kình thiên thần thương rút cuộc lại một lần tách ra nó hảo quang không chỉ là đường vũ lân trên khán đài sử lai khắc lục quái không khỏi hai tròng mắt đỏ bừng nước mắt chảy trôi bọn hắn nhìn tận mắt kình thiên đấu la là như thế nào vì bảo hộ bọn hắn mà trả giá sinh mệnh một cái giá lớn đấy nếu như không phải là vì bảo hộ bọn hắn bảo hộ sử lai khác các học viên dùng kình thiên đấu la đệ nhất thiên hạ người tu vi cho dù là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không có khả năng lưu được lại hắn a à. đái thiên linh phun ra một cái chọc khí hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quan niệm cần chuyển biến rồi không nói gì thêm cũng không có toát ra thất vọng cùng phẫn nộ chẳng qua là đứng người lên ly khai chủ tịch đài mà đi tại ngũ thần chi quyết trước khi bắt đầu ai có thể nghĩ đến chỉ có hai mươi mấy tuổi đường vũ lân lại có thể làm được một bước này mặc dù nhìn qua hắn mỗi một trận đều thắng vô cùng mạo hiểm hầu như đều như vậy dùng lật bàn phương thức đạt được thắng lợi. Thế nhưng là, hắn dù sao vẫn là thắng, nếu như không có đầy đủ nội tình, coi như là số mệnh gia thân, cũng không có khả năng đạt được thắng lợi như vậy à. Là trọng yếu hơn đúng, theo một trận lại một trận thắng lợi, khí thế của hắn, hắn số mệnh, tựa hồ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Tại vừa mới một khắc này, tại đá thiên linh đứng lúc thức dậy, lần thứ nhất đối với ngày mai do ân từ tự mình ra sân thi đấu sinh ra hoài nghi, đường vũ lân cuối cùng có bao nhiêu át chủ bài lão sư xuất chiến liền nhất định có thể chiến thắng hắn à. Một trăm phần trăm, trên thế giới này, tựa hồ cho tới bây giờ đều không nên có một trăm phần trăm cái này khái niệm mới đúng. Đái thiên linh lúc này chỉ có cười khổ. Xuất hiện ở trình chiếu, trình chiếu trận này nhìn qua cũng không tính quá đặc sắc, nhưng tuyệt đối là đinh tai nhức óc chiến đấu. Trình trận trong chiến đấu, tuyệt đại đa số thời gian đều như vậy đường vũ lân tại sắm vai một cái phá bỏ và rời đi nơi khác công nhân nhân vật, trên mặt đất lưu lại nguyên một đám hố to chính là phi thường rõ ràng dấu vết hình ảnh đến cuối cùng thời khắc lại như ngừng lại đường vũ lân trên mặt lộ ra bí hiểm sáng tươi cười cái kia một cái chớp mắt không hề nghi ngờ hiện tại khán giả đã minh bạch hắn tại sao phải cười bởi vì cái kia thời điểm đường vũ lân không hề nghi ngờ đã có đánh bại địch giành chiến thắng chắc chắn à cho nên hắn mới có thể cười vui vẻ như vậy trên thực tế phía trước tất cả loạn phi phong truy pháp công kích cũng là vì cuối cùng giờ khắc này làm chuẩn bị đường vũ lân chế định rất nhiều loại máy bay chiến đấu hóa hồn rèn trầm ngân chủy chính là trong đó một loại. Lúc đối thủ xuất ra kim cương trác, thôn vệ rồi chính mình hoàng kim long thương về sau, hắn đã biết rõ, trận đấu này đều muốn đường đường chính chính tập luyện vũ khí hiển nhiên là không thể nào. Loạn phi phong chủy pháp kéo dài công kích mục đích chỉ có một, cái kia chính là làm cho đối phương lên không, bay vào không trung. Kình thiên thần thương tại đường Vũ Lân trong tay, đương nhiên xa xa không có khả năng đi theo kình thiên đấu la trong tay so với. Nhưng mà, trong tay hắn cũng như trước có thể phát huy ra nhất định tác dụng, nếu không lúc trước Vân Minh liền không dùng đem nó truyền cho Đường Vũ Lân rồi. Kình Thiên Thần Thương, cấm không. Cho dù là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, tại Kình Thiên Thần Thương dùng ra cấm không đặc hiệu dưới tình huống, tại nó bao trùm trong phạm vi cũng không thể lại tiếp tục phi hành, chỉ có thể là từ không trung hạ xuống. Bất thình lình biến hóa, khắp huyết đấu la ở đâu có thể dự đoán được, mà Đường Vũ Lân, nhưng là sớm có chuẩn bị, cấm không tiếp vương giả chi lộ chớp mắt đánh bại địch giành chiến thắng thằng đến hắn chiến thắng đối thủ thời điểm khắp huyết đấu la thậm chí đều còn không có hoàn toàn hiểu được cái này là có thần khí chỗ tốt huống chi dùng kình thiên đấu la nhiều năm như vậy tích góp từng tí một khí thế chui này kình thiên thần thương cũng có thể xưng là bất bại thần thương dùng nó đến thi triển vương giả chi lộ trong lúc vô hình liền có một loại cường đại lực uy hiếp làm người có loại không cách nào phản kháng cảm giác tại không thể vận dụng hồn kỹ dưới tình huống khắp huyết đấu la căn bản không thể dùng ra chính mình kiếm thần uy năng cũng đã thua trận đấu này khắp huyết đấu la thua biệt khuất nhưng hắn vẫn cái gì cũng nói không nên lời bởi vì trước tiên vận dụng thần khí quấy nhiễu thi đấu là hắn là đế quốc trở lại hậu trường kết quả khắp huyết đấu la đưa tới hoàng kim long thương cùng cự trùy đường vũ lân hướng vị này vũ khí đại sư thăm hỏi không có ý tứ dùng loại phương thức này chiến thắng người khắp huyết đấu la lắc đầu nên nói mắc cỡ là ta bệ hạ năm lần bảy lượt yêu cầu Ta cũng không có biện pháp, nếu có cơ hội, còn hy vọng hướng đường môn chủ thỉnh giáo thương Pháp, hôm nay có thể thua ở kình thiên thần thương phía dưới, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Ta đã từng có một cái kỳ vọng, chính là hy vọng có một ngày, mình có thể tu luyện tới có thể khiêu chiến kình thiên thần thương trình độ, có thể theo về sau kình thiên đấu la trở thành đệ nhất thiên hạ người. Ta liền minh bạch, mình đời này chỉ sợ đều không có cơ hội này, lại không nghĩ rằng, vào hôm nay thời điểm này, có thể nhìn thấy hắn kình thiên thần thương, cuối cùng là không nguồn chuyến này là ta phải nói cảm tạ mới đúng bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé đường vũ lân mỉm cười nói người quá khách khí có cơ hội nhất định hướng người thỉnh giáo có thể hướng một vị kiếm thần thỉnh giáo tuyệt đối là chuyện tốt như khớp huyết đấu la còn có ban đầu hoàng chính dương đều như vậy đường vũ lân phi thường hy vọng có thể làm nhiều luận bàn đối tượng đối với hắn bản thân tăng lên sẽ có phi thường to lớn chỗ tốt thắng lại một lần thắng bốn chiến toàn thắng không biết hiện tại tại vị kia bệ hạ là như thế nào ý tưởng ngày mai chính là cuối cùng đánh một trận chính mình muốn đối mặt là tinh la đế quốc chính thức trên ý nghĩa đệ nhất nhân người mạnh nhất thắng bại đã không lại trọng yếu nên vì đường môn cùng sử lai khắc học viện tranh thủ đến vinh quang cũng đã đã lấy được đối với mình mà nói là trọng yếu hơn chính là hưởng thụ thi đấu quá trình nghĩ tới đây Đường Vũ Lân khóe miệng phát họa ra một tia nụ cười thản nhiên, đối với ngày mai thi đấu, tràn đầy chờ mong. Cảm ơn ngươi. Khấp huyết đấu la rời đi, thánh linh đấu la mới từ bên cạnh đã đi tới, nàng đi vào đường Vũ Lân trước người, cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng, nếu như không phải các chủ, chúng ta cũng sớm đã không tồn tại. Nhã lị xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như còn có một lần cơ hội, hắn cũng giống nhau, có thể như vậy lựa chọn, mà ta cũng giống nhau không thể ngăn cản hắn, tuy rằng ta biết rõ, nếu như tại lúc kia ta gọi lại hắn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hắn, có thể ta không thể làm như vậy. Sử lai khác, có thể chết lão sư, nhưng không thể chết được đệ tử, đây là quy củ của học viện, vô luận lúc nào, lão sư đám đều biết dùng sinh mệnh đến bảo hộ từng cái đệ tử, bởi vì các ngươi mới là sử lai khác tương lai, cũng là đại lục tương lai. Nghe thánh linh đấu la những lời này, Đường Vũ Lân vành mắt chớp mắt liền đỏ lên. "Đúng a, à, tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mang đến khủng bố hủy diệt phía dưới, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện lại không có bất kỳ một vị học viên tử vong, vô luận là nội viện hay vẫn là ngoại viện đều như vậy như thế, có thể lão sư đám nhưng là nhanh chóng tàn lụi, sống sót chỉ có mấy vị mà thôi. Thánh Linh Đấu La mà nói không phải khẩu hiệu, mà là chân thật bày ở trước mặt hắn a." À. Đường Vũ Lân thở sâu, trân trọng mà nói, miệng hạ sử lai khắc vinh quang, sử lai khắc truyền thừa sẽ không gãy. Chúng ta cũng giống nhau sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo hộ tương lai mỗi một vị học viên, sẽ để cho sử lai khắc quang huy, vĩnh viễn không dập tắt. Áp lực đưa tay sờ sờ đường Vũ Lân khuôn mặt, bảo ta gì ta cùng vân minh không có hải tử, vốn chúng ta là đem na nhi trở thành con gái ruột đấy. Thế nhưng là, nàng lại rời đi, không biết tung tích, lúc ngươi cầm lấy kình thiên thần thương, khiến nó quang huy tái hiện nhân gian thời điểm, ta cũng đã đem ngươi trở thành đã thành con của ta đường vũ lân trong lòng nóng lên không ta không muốn gọi ngài a di cha mẹ của ta đã không có ở đây không biết ta có thể hay không nhận thức người làm ta mẹ nuôi thánh linh đấu la vốn là sững sờ ngay sau đó vừa mới ngừng nước mắt lại lần nữa chảy ra cũng không phải nàng có nhiều yếu ớt mà là bởi vì hôm nay nhìn thấy kình thiên thần thương về sau tâm tình vốn là có chút không chế không nổi huống chi đường vũ lân lúc này lời nói đối với nội tâm của nàng xúc động thật sự là quá lớn. Lúc trước nàng cùng Vân Minh đều phi thường yêu thích Na Nhi, bởi vì nàng bản thân không có sinh dục, cho nên đã từng thăm dò qua mấy lần, đều muốn thu Na Nhi làm con gái nuôi. Nhưng mỗi lần Na Nhi tuy nhiên cũng dùng các loại phương thức từ chối rồi, mà nàng cùng Vân Minh tự nhiên cũng không tiện đi bức bách. Không có hải tử, một mực là nhã lị trong lòng tiếc nuối lớn nhất một trong. Nàng vẫn luôn, bởi vì không thể cho Vân Minh sinh đứa bé mà thống khổ. Bây giờ nghe rồi đường Vũ Lân những lời này, làm sao có thể không trong lòng xúc động à đường vũ lân lui lại hai bước tựa như đầy núi và ngã ngọc trụ giống như quỷ dạp xuống thánh linh đấu la trước mặt cung cung kính kính cho nàng dập đầu lệ ba cái mẹ nhãn lị tâm tình chớp mắt giếng phun một bước tiến lên gắt gao ôm đường vũ lân lên tiếng khóc lớn từ khi vân minh qua đời về sau nàng toàn thân giống như là đã mất đi linh hồn nếu như không phải là vì sử lai khắc phục hưng nàng đã sớm đi theo vân minh mà đi rồi nàng không có áp chế tâm tình mà là căn bản là sản sinh không ra cái gì tâm tình lòng của nàng đã sớm nương theo lấy vân minh cùng chết rồi cũng không phải nàng qua không muốn khóc mà là căn bản là khóc không được tuy rằng người sống lấy lại như là cái xác không hồn bình thường đường vũ lân một tiếng này kêu gọi giống như là đem nàng từ một cái thế giới khác lại kéo lê rồi trở về tựa như dường như nhân sinh một lần nữa đã có sắc thái lại thấy được hy vọng nàng còn làm sao có thể khống chế được nổi tâm tình của mình nga à? lúc này Lệ rơi đầy mặt không chỉ là Thánh Linh đấu la một người. Ngoài cửa, một đạo bóng hình xinh đẹp yên tĩnh đứng ở nơi đó. Làm sao có thể không phải lệ rơi đầy mặt a? À? Mẹ, ta cũng thật muốn gọi ngài một tiếng mẹ a. À? Thế nhưng là ta không thể. Cô Nguyệt Na, cô nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. chợt xoay người bỏ chạy, nàng không dám lại lưu lại. Nàng lo lắng cho mình không chế không nổi tâm tình, tại nàng ở sâu trong nội tâm chỗ thừa nhận thống khổ, lại làm sao có thể so với nhã lị ít a? À? Đường Vũ lân mặc kệ áp lực ôm lấy chính mình, nghe nàng lên tiếng khóc lớn, cũng không khỏi hai tròng mắt ướt át. Cho tới nay, hắn đều có thể cảm nhận được nhã lị cái kia tĩnh mịch bình thường trạng thái, hắn cũng một mực không biết nên dùng biện pháp gì tỉnh lại vị này thánh linh đấu la sinh cơ. Thằng đến vừa mới một khắc này, tình cảm bộc phát phía dưới, hắn bất giác nói ra trong nội tâm lời nói, hắn lúc này tràn đầy vui mừng, có thể khóc lên, có nghĩa là nàng rút cuộc về tới nhân gian a, à? còn có cái gì so cái này tốt đẹp hơn sự tình a? À? cái này một thông lên tiếng khóc lớn để cho nhã lị bản thân khí tức không đứt xuất hiện biến hóa nội tâm tích tụ rút cuộc tại thời khắc này mở ra mà nàng bản thân tâm tình hồn lực tinh thần đều ở đây kịch liệt dao động một vài bức hình ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở bên người nàng có còn trẻ lúc nàng cùng hắn tay nắm hình ảnh có bọn hắn bơi chúng xem toàn bộ tinh cầu hình ảnh cũng có hắn lôi kéo tay của nàng bay lượn tại trên đại dương bao là trống không hình ảnh chung quanh ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm đường vũ lân giật mình phát hiện chính mình giống như đi tới một cái tràn đầy màu trắng thánh thiết thế giới vô số to rõ thánh ca vang lên tại cái kia thánh ca phạn sướng bên trong linh hồn đều ở đây được tẩy rửa cái kia một vài bước xuất hiện ở phóng đại cái kia thần thánh chấn động tại tẩy lễ tất cả mỏi mệt tất cả mặt trái tâm tình tại đây một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh thánh ca trở nên càng ngày càng rõ ràng chung quanh màu trắng thế giới đang khuếch đại đường vũ lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đứng ở không trung quan sát muôn dân chăm họ mà muôn dân chăm họ mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào không trung nhìn chăm chú vào bọn hắn thánh khiết thiên sứ hàng lâm cái kia không phải chính là nhã lị bộ dạng a tám đôi cái cánh tại sau lưng nàng mở ra vỗ nhẹ nhẹ động thần thánh quang hoàn một vòng lại một vòng quay chung quanh tại nàng chung quanh thân thể hướng ra phía ngoài nở rộ hết thảy tất cả đều tại thời khắc này thăng hoa cái kia thần thánh chấn động làm cho người ta một loại khó có thể hình dung động lòng người cảm thụ mơ hồ giữa trên bầu trời tựa hồ có lóe lên vàng rực đại môn đại môn đóng chặt dường như hư đẩy ra nó là có thể tiến về trước một cái thế giới khác sau lưng tám cánh nhẹ nhàng đập rung áp lực khuôn mặt tràn đầy ôn hòa tám cánh thu hẹp đem hắn bao phủ ở bên trong tại thần thánh năng lượng đang bao vây đường vũ lân lắng nghe thanh âm của nàng ta sẽ dùng còn lại sinh mệnh bảo hộ lấy ngươi con của ta minh ca ngươi có biết chúng ta có hải tử đây nàng chậm rãi giơ tay lên ngón trỏ phải tại đường vũ lân trên trán nhẹ nhàng một điểm trong chốc lát đường vũ lân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tinh thần chi hải đều sôi trào tựa như chính mình cái kia vốn cũng đã thập phần lớn lớn tinh thần chi hải giống như là chớp mắt bị tẩy rửa rồi một bên tựa như bởi vì huyết long biến mà mang đến một ít còn sót lại ảnh hưởng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa càng thêm kỳ dị chính là hắn bản thân cốt cách kinh mạch long hạch hồn hạch tất cả đều có loại bị tẩy rửa cảm thụ không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Hồn lực không có tăng lên, thế nhưng là, hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trở nên không giống với lúc trước, toàn thân đều nhiều hơn rồi một loại oánh nhận cảm thụ. Thần chi chúc phúc Đường Vũ Lân cũng không biết, đây là nhã lị giao cho hắn thần chi chúc phúc, thần chi chúc phúc cường đại nhất địa phương ở chỗ khai ngộ, có thể làm cho hắn ngộ tính càng mạnh mẽ, đồng thời, thần chi chúc phúc còn có thủ hộ đặc hiệu, cơ hồ là tương đương với ban cho rồi đường Vũ Lân một cái khác đầu sinh mệnh. Đối với cái này vị thánh linh đấu la mà nói, thần chi chúc phúc, nàng cả đời cũng chỉ có thể sử dụng lần này. Hơn nữa, cũng chỉ có tại hiện tại cái này trạng thái giới mới có thể sử dụng. Đường Vũ Lân một tiếng kêu gọi, đổi lấy, là vị này tại 98 cấp cấp độ, đã dừng lại mấy chục năm siêu cấp đấu la, rút cuộc bước ra rồi một bước cuối cùng, thành tựu cực hạn. Ân từ vừa mới ly khai đế quốc sân vận động, trong lúc đó, hắn dừng bước, đột nhiên xoay người, nhìn về phía sân vận động phương hướng. Đồng thời trên mặt toát ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Cái này là không chỉ là hắn, trên thực tế, chỉ cần là người sáng suốt đều phát hiện có chỗ bất đồng. Tại đế quốc sân vận động trên không, không biết lúc nào nhiều một đóa đám mây, cái này đóa đám mây tản ra hào quang bảy màu, bên ngoài càng có nhàn nhạt màu vàng quang huy, tường vân phiêu lay động, tất cả chứng kiến hắn người đều có loại tâm linh bị tẩy rửa cảm giác, không nói ra được chói buộc. Thái dương hào quang, tại thời khắc này tựa hồ trở nên ảm đạm vài phần trong không khí vô số quang thuộc tính nguyên tố tựa hồ cũng bị cái kia đoàn tường vân hấp thu cái kia nồng đậm năng lượng chấn động làm người hết sức thoải mái vô số người chịu quỳ bái coi là thần tích đây là có người đang đột phá cực hạn ân tử lóe lên thân đã đến không trung bên trong cực hạn đấu la đột phá là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm chắc chắn sẽ dẫn động trong thiên điện năng lượng triều tịch một cái không tốt liền sẽ tạo thành đại tai nạn bởi vậy tất cả cực hạn đấu la tại đột phá cực hạn thời điểm bình thường đều lựa chọn vắng vẻ mà lại yên tĩnh địa phương hơn nữa có người hỗ trợ không chế ngoại giới tình huống để tránh phát sinh vấn đề có thể giờ này khác này vị này cực hạn đấu la đột phá đến đột nhiên hơn nữa rõ ràng không có bất kỳ che lấp ý tứ thăng nhập không trung yên lặng cảm thụ được cỗ bảnh phái năng lượng biến hóa thời gian dần trôi qua ân từ trên mặt toát ra phức tạp tâm tình cái này cỗ lai lịch đột nhiên năng lượng cũng không có bất kỳ muốn thương tổn đến dân chúng ý tứ càng thêm kỳ dị chính là những năng lượng này, những nơi đi qua, hầu như mọi người đều từ đó đạt được chỗ tốt, ít nhất cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Liền hắn loại này cực hạn đấu la cấp độ cường giả, đều có loại cảm giác này, huống chi người thường rồi. Đây tuyệt đối là cả đời khó cầu kỳ tích à, có thể gặp phải chuyện tốt như vậy, liền ân từ đều muốn chịu tán thưởng. Thế nhưng là, tán thưởng đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi nghi hoặc, đây là đột phá cực hạn, thế nhưng là, Điều này cũng rõ ràng là một vị trị liệu hệ phong hào đấu la đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ cảm giác à. Tại toàn bộ tinh la đế quốc, đều không có loại này tồn tại, như vậy, liền chỉ có một khả năng. Ngày hôm qua, thánh linh đấu la nhã lị vừa mới cứu chữa, rồi kỳ lân đấu la đồng vũ, cho hắn biết có như vậy một vị tồn tại. Hôm nay, vị này vậy, mà liền tại sân vận động bên trong hoàn thành cực hạn đột phá. Vị kia đại biểu cho sử lai khắc học viện, nghe tiếu diện đấu la hồ kiệt nhắc lên, vị kia tựa hồ hay vẫn là kình thiên đấu la người yêu không thể nghi ngờ phần này đột phá hẳn là cùng hôm nay kình thiên thần thương xuất hiện có quan hệ à cái này có nghĩa là sử lai khắc học viện rút cuộc lại có một vị cực hạn đấu la tồn tại à nếu như hơn nữa đường môn hai vị cực hạn đấu la vị kia đường môn môn chủ lực lượng sau lưng không thể nghi ngờ lại thật lớn trình độ tăng cường trị liệu hệ cực hạn đấu la tại toàn bộ đấu la tinh trong lịch sử cũng hầu như không có ghi chép ít nhất tại ân từ trong trí nhớ là không có đấy hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Mà một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có thể làm tới trình độ nào? Ngày hôm qua rõ ràng đã chết đi kỳ lân đấu la, đều bị nàng cứu được trở về, hơn nữa, hay vẫn là tại nàng không có thành tựu cực hạn dưới tình huống. Ân từ bản thân chính là cực hạn đấu la, cho nên hắn càng thêm rõ ràng cực hạn đấu la cùng 98 cấp siêu cấp đấu la khác biệt đến cỡ nào cực lớn. Cái kia hoàn toàn là chất bất đồng. Có vị này tại Đường Vũ Lân bên cạnh chỉ sợ vị này đường môn môn chủ muốn chết cũng không dễ dàng à. Nhất định phải nhanh đưa chuyện này nói cho bệ hạ, đối với đường môn thái độ, vẫn phải cẩn thận mới được. Tiếu diện đấu la đứng ở đằng xa, đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này, hắn vốn đã đi trước. Nhưng xe vừa lái sân vận động, hắn cũng cảm giác được không đúng, không chút do dự liền vọt lên trở về. Chị liệu hệ phong hào đấu la đột phá mang đến biến hóa là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được phần này chỗ tốt đơn giản chính là phổ hàng trời hạn gặp mưa bình thường càng là bọn hắn loại này cấp độ cao cường già ngược lại lấy được chỗ tốt thì càng nhiều đơn giản nhất trực tiếp kéo dài tuổi thọ thánh linh đấu la vậy mà dưới loại tình huống này đột phá đây quả thật là thật tốt quá ân từ không biết sử lai khắc học viện còn có mặt khác một vị cực hạn đấu la còn sống hắn thế nhưng là biết rõ đấy sử lai khắc học viện lại có hai vị cực hạn đấu la đây đối với tương lai sử lai khắc xây dựng lại có phi phạm ý nghĩa môn chủ điều này chẳng lẽ đều như vậy ngươi tính toán tốt hay sao từ ban đầu đối với đường vũ lân chẳng qua là tiếp nhận đến bây giờ thời gian dần trôi qua đối với người trẻ tuổi này sinh ra khâm phục tình cảnh tiếu diện đấu la chính mình đều không có cảm giác được chính mình đối với đường vũ lân thái độ là một cái tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi không biết qua bao lâu thời gian đường vũ lân mới từ cái loại này thần kỳ trong trạng thái tỉnh táo lại nhã lị như trước đứng ở trước mặt hắn nhưng lúc này vị này thánh linh đấu la đã trở nên hoàn toàn bất đồng trên đầu mũ chụp lấy xuống rồi nàng cái kia tuyệt mỹ kiều nhan nhìn qua cũng không quá chính là hai mươi tuổi mà thôi càng làm cho đường vũ lân rung động chính là nàng cái kia nguyên bản xám trắng tóc một lần nữa biến thành tóc xanh trước khóc giống cũng không có tại khuôn mặt của nàng bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì đang trái lại chính là nàng toàn thân đều tản ra thánh khiết quang huy tám cái quang rực ở sau lưng mở ra nhẹ nhàng đập rung lấy mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nhìn xem đường vũ lân ánh mắt của nàng tràn đầy hiền lành mẹ đường vũ lân theo bản năng kêu lên nhã lị nhạy gật đầu đưa tay sờ sờ hắn đầu ôn nhu nói ta có nhi tử à từ khi người cha nuôi qua đời về sau ta vẫn chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy qua cảm ơn ngươi vũ lân thật cảm ơn ngươi đường vũ lân chặn lại nói mẹ người đừng nói như vậy là ta nên cảm ơn người mới đúng cha nuôi linh hồn hiện tại đã tìm được người cũng thành liền cực hạn đấu la nói không chừng tìm về linh hồn của hắn về sau cũng có càng nhiều nữa khả năng à nhã lị khẽ gật đầu hy vọng đi tự chính mình cũng không có nghĩ đến vốn cho là vĩnh viễn cũng không thể nào làm được sự tình vậy mà liền như vậy dễ dàng làm được ta nhất định phải lập tức phản hồi tàu ngầm bế quan vững chắc cảnh giới chuyện bên này ngươi muốn chính mình xử lý đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ về sau nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới nói cách khác liền có té xuống khả năng hơn nữa bản thân cũng dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tốt người yên tâm bên này có hồ đường chủ giúp ta không có vấn đề ngũ thần chi quyết cũng chỉ còn lại cuối cùng một trận rồi nhã lỵ khẽ gật đầu bên này ta vẫn là yên tâm đấy tình là đế quốc đối với đường môn cùng chúng ta cuối cùng hay vẫn là thiện ý chính ngươi cẩn thận ngày mai giao đấu ân từ tin tưởng hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi ngươi cũng không nên quá miễn cưỡng chính mình đã nghe chưa ngươi ghi nhớ quá cứng rắn thì dễ gãy đôi khi quá mức kiên cường cũng không phải chuyện tốt thất bại thường thường sẽ cho người đạt được kinh nghiệm càng nhiều giáo huấn đường vũ lân minh bạch đây là mẹ nuôi lo lắng cho mình thua trận thi đấu hậu tâm tình chịu ảnh hưởng người yên tâm đi ta sớm đã có thất bại giác ngộ trên thực tế tuy rằng ta biết rõ chính mình có khả năng tại ngũ thần chi quyết bên trên đạt được một ít thắng lợi nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới sẽ thắng nhiều chàng như vậy ta đã thỏa mãn cuối cùng không để đường môn cùng chúng ta xử lai khắc mất mặt cuối cùng một trận với ta mà nói chính là hưởng thụ thi đấu quá trình chính ngài cũng chú ý thân thể vừa mới đột phá ngàn vạn đừng có gấp đợi bên này sự tình xử lý sau khi xong ta liền đi cùng người tụ hợp lúc này đường vũ lân cũng là tâm tình thật tốt nhã lỵ lòng mang mở ra đột phá cực hạn đấu la đối với sử lai khắc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự hơn nữa đã có vị này mẹ nuôi để cho hắn tại thân tình bên trên cũng có chỗ ký thác nhã lỵ đi trước đường vũ lân ra khu nghỉ ngơi vừa mới chuẩn bị ly khai lại đột nhiên trong lòng một hồi rung động. Bọn hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ, thanh âm ôn nhu vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na lê hoa đái vũ giống như đứng ở nơi hẻo lánh chỗ. Đã gặp nàng, Đường Vũ Lân cũng không khỏi tâm tình kích động, một bước tiến lên liền đi tới nàng trước mặt, khoảng cách cần nhìn xem nàng, nhìn xem cái kia chính mình đã từng hôn cặp môi đỏ mọng, ôm qua thân thể, trong lúc nhất thời không khỏi có chút khó kìm lòng nổi, có thể nghĩ đến đây trong thân thể linh hồn là thuộc về Na Nhi đấy hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Người hay vẫn là càng ưa thích nàng, cổ Nguyệt Na có chút oán nhìn xem đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, người tại sao lại ở chỗ này, người là đi theo ta đến tình la đại lục. Cổ Nguyệt Na nói, ta là đại biểu truyền linh tháp đến đấy, cũng không phải đi theo ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi là tới nơi đây, cho nên mới. Sư mẫu nàng cuối cùng đột phá, thật là thật tốt quá, cổ Nguyệt Na vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên là đã mới vừa khóc đấy đường vũ lân trong lòng ảm đạm nàng vẫn luôn nghĩ tới cho ngươi cổ nguyệt na than nhẹ một tiếng ta dù sao lừa nàng cùng lão sư ta không có gặp lại nàng dũng khí càng không biết nên dùng thân phận gì đi gặp nàng vừa mới lời của các ngươi ta đã nghe được sư mẫu thật là trên cái thế giới này người tốt nhất người nhận thức nàng là mẹ nuôi thật tốt quá nàng vẫn luôn khát vọng có cái chính mình hài từ đâu đường vũ lân khẽ gật đầu trả lời cổ nguyệt na trước vấn đề bên ngoài quá nhiều người cùng mọi người cùng nhau đi dễ dàng bại lộ cho nên ta mới chính mình đi. Cổ Nguyệt Na nói khẽ, ta đến gặp ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận, nếu như có thể nói, vẫn là cùng mọi người cùng nhau đi tương đối khá, ngươi lấy đi trương qua dương hồn linh, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Hơn nữa, truyền linh tháp tháp chủ thiên cổ Đông Phong cũng chú ý tới ngươi rồi, bởi vì biết rõ trước kia ngươi cùng cổ Nguyệt là đồng học, còn cố ý hỏi thăm ta ngươi tình huống cụ thể, chờ ngươi phản hồi liên bang, cũng muốn càng thêm cẩn thận. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, truyền linh tháp thật là cùng thánh linh giáo toàn diện hợp tác rồi cổ nguyệt na lắc đầu ta không biết chỉ có thiên cổ đông phong cùng hắn thân nhất tin giới quyền mới biết được chuyện này nhưng ta tin tưởng người thấy được đều như vậy chân thật đấy về phần mục đích của bọn hắn cùng với hợp tác tới trình độ nào ta không rõ ràng lắm bên ngoài tự nhiên là cùng thánh linh giáo không có bất cứ quan hệ nào đấy liên bang bên kia dư luận phương diện truyền linh tháp bị ảnh hưởng rất lớn ngược lại là ngươi tại ngũ thần chi quyết bên trên biểu hiện cũng không có bị liên bang dân chúng bài xích ngược lại đối với thanh danh của ngươi có không nhỏ trợ giúp đường vũ lân trong lòng khẽ nhúc nhích khẽ gật đầu nana na, biết rõ quân đội tình huống bên kia liên bang ý định lúc nào xuất binh cái này ta cũng không rõ ràng lắm liên bang đối với chuyện này đã tiến hành nghiêm mật phong tỏa hiện tại toàn bộ đông hải hải vực đều như vậy phong tỏa ở đấy chỉ sợ thiên cổ đông phong cũng không biết quân đội lúc nào phát động thế nhưng là loại này nghiêm mật phong tỏa có phải hay không có nghĩa là liên bang đã có hành động rồi hả cho nên bên này sự tình sau khi chấm dứt ngươi về sớm một chút à nếu như chiến tranh thật phát sinh ngươi tận lực không được cuốn vào ta nghe thiên cổ đông phong đã từng nói qua liên bang lần này quyết tâm rất lớn tài nguyên thiếu thốn đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển lần này nếu như không thể có chỗ thu hoạch chỉ sợ liên bang chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé ân đường vũ lân nhẹ gật đầu nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch nếu như chiến tranh thật đã xảy ra mình có thể không đếm xỉa đến sao điều này hiển nhiên là không thể nào đấy ta rời đi cổ nguyệt na ngẩng đầu nhìn hắn một cái đường vũ lân cũng nhìn xem nàng muốn nói lại thôi cổ nguyệt na vừa muốn quay người ly khai rồi lại đột nhiên dừng bước lại quay người đối với đường vũ lân hỏi nếu có một ngày ta cùng cổ nguyệt thật tinh thần hoàn toàn dung hợp dùng ý thức của nàng làm chủ ca ngươi sẽ nhớ ta à? không được đường vũ lân cơ hồ là thốt ra cổ nguyệt na lập tức nở nụ cười nàng mãnh liệt nhào vào đường vũ lân trong ngực đem chính mình thân thể mềm mại hoàn toàn dán hợp tại trên người hắn dùng sức ôm lấy hắn ca có ngươi những lời này na nhi liền đầy đủ à tuy rằng ta không biết cuối cùng sẽ như thế nào nhưng ngươi tin tưởng vô luận lúc nào vô luận là cổ nguyệt hay vẫn là na nhi đều tuyệt đối sẽ không thương tổn người nói xong lời này na nhi nhẹ nhàng đẩy ra hắn thân hình lóe lên lặng yên biến mất tại một mảnh ngân quang bên trong nhìn xem nàng biến mất địa phương đường vũ lân không khỏi có chút ngốc trệ hắn vốn còn muốn hỏi một chút na nhi vì cái gì không chịu thoát ly truyền linh tháp nhưng còn chưa kịp nàng liền đã đi rồi na nhi cổ nguyệt các ngươi cuối cùng là gặp lại nàng biết rõ nàng vậy mà cũng tại tinh la đại lục cuối cùng là chuyện tốt à ngũ thần chi quyết bốn chiến toàn thắng đường môn môn chủ muốn lấy một địch quốc thành công tinh la đế quốc các đại truyền thông tranh nhau đưa tin trong lúc nhất thời phi thưởng náo nhiệt đường vũ lân cái tên này cũng đã trở thành nổi tiếng anh hùng nhân vật rất nhiều người cho tới bây giờ mới biết được đường môn dĩ nhiên là cường đại như thế vị này tân nhiệm đường môn môn chủ đơn giản chính là một đời thiên kiêu nhưng là bởi vì đường vũ lân bốn trận toàn thắng một ít không hài hòa thanh âm chắc chắn sẽ xuất hiện những âm thanh này hơn nữa là tại chất vấn đế quốc nhà nước, chất vấn hoàng thất. Đối phương bất quá là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hơn nữa thực lực cũng không có đạt đến cái loại này có thể nghiền ép hết thầy trình độ, đế quốc vì cái gì sẽ không có chống lại chi lực a. À? Tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ thủ đô đế quốc muốn thua bởi một người, như thế chuyện mất mặt, ai là chi chịu trách nhiệm? Ngũ Thần chi quyết còn thừa cuối cùng một trận, nếu như đế quốc cũng thua, có phải hay không có nghĩa là giả thiết đây là ở cổ đại đế quốc sẽ vì chi trả giá cực lớn giá cao. Nhiều năm qua, đế quốc một mực tại bồi dưỡng ưu tú nhân tài đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân tôn sùng. Thế nhưng là, nuôi dưỡng lâu như vậy, vậy mà tại ngũ thần chi quyết bên trên thua liền bốn trận. Quái vật học viện càng là quỷ mục, người ta sử lai khác học viện chẳng qua là tới một cái hơn 20 tuổi, người trẻ tuổi, liền đem toàn bộ thủ đô đế quốc đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này, nếu là sử lai khác học viện cường giả, Trình lệch này lại nhiều đến bao nhiêu? các phương diện chất vấn âm thanh không thể nghi ngờ đem hoàng thất cùng quái vật học viện đẩy lên rồi nơi đầu sóng ngọn gió điều này cũng có nghĩa là nếu như cuối cùng một trận đế quốc lại thua trận rồi thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế danh vọng đái thiên linh có chút bực bội hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy vốn là một lần hành động được nhiều một sự kiện lại diễn biến đến rồi loại trình độ này sớm biết như vậy cái này đường vũ lân lợi hại như thế còn không bằng để cho thế hệ trẻ xuất chiến ít nhất như vậy thua cũng không có khó coi như vậy nhiều lắm là nói là thế hệ trẻ đọ sức mà bây giờ hắn đã muốn không có đường lui rồi cái này đường vũ lân thật sự chính là làm cho người ta khó khăn à nhìn qua hắn là ăn trẻ tuổi thiệt thòi ai có thể nghĩ đến đến cuối cùng bị tổn thất nặng ngược lại là chính mình đồng thời cũng thành lên hắn vị này tân nhiệm đường môn môn chủ uy danh ngày mai chỉ có thể là thánh long đấu la xuất chiến rồi có thể coi là thắng trên thể diện cũng khó nhìn à bệ hạ đúng lúc này thanh âm quen thuộc vang lên. Ân từ là là tự nhiên do ra vào hoàng cung quyền lực, lúc này, hắn đã xuất hiện ở đái thiên linh trước mặt. Lão sư, có chuyện gì sao? Đái thiên linh lúc này tâm tình đang không tốt, chứng kiến ân tử cũng không cách nào cải biến hắn tâm tình bây giờ trạng thái. Ân từ trầm giọng nói, có một số việc chúng ta chỉ sợ nhất định phải cân nhắc thêm nữa mới được. liền tại người đi rồi, vì kia cùng đường Vũ Lân, cùng đi xử lai khắc học viện trị liệu hệ siêu cấp đấu la, vừa mới tấn chức cực hạn. Cái gì? Đái Thiên Linh La Thất Thanh mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt tràn đầy không dám tin chi sắc. Cực hạn đấu la đó là cái gì tồn tại trong lòng hắn? Cái kia trong cả đời đều rất ít có thể nghe được cấp độ. Cho tới nay hắn đối với ân từ tôn sùng đầy đủ cũng là bởi vì vị lão sư này là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thế nhưng là ở nơi này ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong, vậy mà lại có mới hai vị cực hạn đấu la xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cái thế giới này là thế nào? Là thật hơn nữa dân chúng rất nhiều đều thấy được tin tưởng lập tức tin tức cũng sẽ chuyển tới người nơi đây đến ta chỉ là cùng người xác nhận chuyện này đã đã xảy ra hơn nữa đây chính là trước đó chưa từng có trị liệu hệ cực hạn đấu la tại đấu la liên bang cũng là độc nhất vô nhị tồn tại a à. bởi vậy đối với đường môn chúng ta vẫn phải có chỗ cân nhắc một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la ý vị như thế nào không cần ân từ nhiều lời đái thiên linh cũng có thể tưởng tượng đi ra một vị trị liệu hệ cực hạn đấu la có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt không nói chơi cái kia thật có thể cứu mạng đó à đường môn sử lai khắc học viện đồng khí liên tri nhiều như vậy một vị cường giả làm sao có thể để cho hắn không coi trọng a à? thở sâu đá thiên linh cười khổ nói lão sư người nói chậm có phải hay không quá tự phụ rồi hả chuyện này vốn có thể không như vậy giải quyết nếu như hắn thống khoái một ít đã đáp ứng đường môn yêu cầu như vậy căn bản cũng không sẽ phát sinh đằng sau nhiều chuyện như vậy hiện tại hoàng thất bị động rồi bệ hạ bây giờ không phải là ăn đã hối hận thời điểm mà là thế thế nào đến xử lý tốt kế tiếp sự tình ân từ hướng đái thiên linh nói ra lão sư có cái gì tốt đề nghị sao đái thiên linh hỏi ân từ nói là có một ít ý tưởng nếu như việc đã đến nước này không bằng liền tại toàn bộ tinh la đại lục đều ở vào ngũ thần chi quyết ảnh hưởng trong thời điểm tại một chỗ hắc ám địa quật bên trong một đám người đang tụ tập ở một chỗ nơi đây ánh sáng phi thường yếu ớt cho dù là thị lực phi thường người tốt cũng chỉ có thể chứng kiến mơ mơ hồ hồ thân ảnh mỗi người đều mặc lấy màu đen lớn áo choàng che lại bản thân toàn bộ huyết ma tình huống như thế nào đây ma hoàng huyết dịch kiểm tra đo lường như thế nào một cái thanh âm uy nghiêm vang lên trên mặt đất trong hố vang vọng cái khác có chút khàn khàn thanh âm nói tình huống cũng không tệ lắm dược vật cơ bản có thể xác nhận hữu hiệu tiếp tục sử dụng xuống dưới hẳn là có thể đủ khống chế được nổi một khi ma hoàng có thể khôi phục lại như vậy Tính là Kình Thiên Đấu La phục sinh đều không coi vào đâu. Có quan hệ với Kình Thiên Đấu La hồn phách trả lại đường môn chuyện này, các người xử lý thế nào? Cái kia Kình Thiên Đấu La hồn phách có thể xử lý thỏa đáng? Thanh âm uy nghiêm lần nữa hỏi. Đế quân yên tâm, ta đã đã tiến hành xử lý thích đáng, cái kia Vân Minh khi còn sống ta không phải là đối thủ, nhưng hắn hiện tại chỉ có hồn phách, cũng chỉ có thể là cái thớt gỗ bên trên thịt cá mà thôi. Ân, thời không thần toa trọng yếu phi thường, hết thảy đều muốn dùng Bảo Đàm thần khí bình an trở về làm trọng tốt rồi người tiếp tục cho ma hoàng dùng thuốc a hy vọng không được xảy ra vấn đề gì đế quân truyền linh tháp bên kia gần nhất thái độ có chút mập mờ cắt đứt nhiều cái cùng giữa chúng ta hợp tác một cái giọng nữ dễ nghe vang lên truyền linh tháp bây giờ thời gian cũng không dễ chịu bọn hắn đều muốn bỏ qua chúng ta có thể không dễ dàng như vậy nói cho thiên cổ đông phong tại tinh la đế quốc bên kia chuẩn bị sẵn sàng chúng ta thu hoạch thời điểm muốn đến rồi vâng giọng nữ tiếp tục nói đế quân cái kia đường môn tân nhiệm môn chủ đường vũ lân tại tinh la đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết đã thắng liên tiếp bốn trận rồi thi đấu video chúng ta cũng nhìn cái này đường vũ lân nếu như thật chỉ có hai mươi mấy tuổi thiên phú đúng là phi thường cao người này không thể lưu vừa vặn trương qua dương cũng hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu có phải hay không nhân cơ hội đem hắn làm bằng không mà nói một khi để cho hắn lớn lên tương lai rất có thể lại là một cái văn minh người như vậy ân người an bài a à, nhất kích tất sát không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào minh đế không phải ở bên kia sao thỉnh minh đế tự mình dẫn đội à đường môn hừ từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ chạy tại mặt biển bên trên phóng nhãn nhìn lại tại biển rộng mênh mông bên trên thậm chí có loại chi chít như sao trên trời cảm giác trong đó làm cho người ta nhất chú ý chính là chính là tại mảng lớn trong hạm đội ba chiếc khổng lồ chiến hạm cái này ba chiếc khổng lồ chiến hạm ở bên trong lại dùng phía trước nhất một chiếc thể tích khổng lồ nhất thân tàu giống như là một tòa di động trong thành thị bình thường cực lớn thân tàu trên bong thuyền chí ít có trên trăm cái tiên tiến nhất hồn đạo máy bay đậu ở chỗ đó biển cả như thế rộng lớn nó đều giống như một cái cực lớn quái thú bình thường vây quanh ba chiếc cửa hành mẫu hạm chung quanh còn có đủ loại chiến hạm những chiến hạm này tổng số số lượng cộng lại vượt qua 300 chiếc có thể thấy rõ ràng tại trên những chiến hạm này từng môn toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng cự pháo vầng sáng lập lòe đã làm xong tùy thời phóng ra chuẩn bị hải thần hào mẫu hạm hạm trưởng phòng hãn hải đấu la trần tân kiệt ngồi tại chủ vị hướng phó quan của mình hỏi còn có bao lâu đến tinh la đế quốc hải vực báo cáo nguyên soái dựa theo trước mắt chạy tốc độ tối đa còn có 10 ngày thời gian chúng ta có thể đến tất cả quấy nhiễu ra đà đã khởi động dùng tinh la đế quốc điều tra năng lực ít nhất tại trong 7 ngày thì không cách nào phát hiện chúng ta đấy tốt trần tân kiệt nhàn nhạt lên tiếng hắn đứng người lên đi vào cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại bên ngoài là biển rộng mênh mông nhưng tại thân là hãn hải đấu la trong mắt của hắn biển cả chính là hắn thân nhất các đồng bạn cuối cùng vẫn không thể nào đem trận chiến tranh này lùi lại càng lâu quân bộ phương diện phái chủ chiến thanh âm quá cường liệt rồi mà thành tựu phái chủ chiến lĩnh tụ một trong hắn cũng không có khả năng dưới loại tình huống này áp chế mọi người ý kiến nguyệt nguyệt người sẽ trách ta sao một trận chiến này không thể không tiến hành vì đại lục phát triển vì liên bang khoa học kỹ thuật vì nhân loại tương lai đều cần tài nguyên chỉnh hợp Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giảm bớt giết chóc. Nếu như thánh linh giáo tôm tét nhãi nhép đám dám ra trước, như vậy, liền đem bọn hắn nghiền chết ở trước mặt ta. Chiến thần điện 18 vị chiến thần, lần này hộ tống hắn xuất trình chừng 10 vị nhiều, còn có các đại quân đoàn cường giả vô số, càng có hắn vị này, cực hạn đấu la tự mình tọa chấn. Đấu linh đế quốc hắn căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều, chủ yếu nhất đối thủ, hay vẫn là tinh la đế quốc. Chỉ cần dùng thế lôi đình vạn quân đem tinh la đế quốc đánh tan, không chế được tinh la, đấu linh cũng chỉ có đầu hàng một đường rồi nguyệt nguyệt nếu như ngươi chịu cho ta một cơ hội có lẽ ta liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này vì ngươi ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thế giới thế nhưng là ngươi cuối cùng hay vẫn là không chịu cho ta cơ hội này à mười ngày mười ngày sau chính là tinh la đế quốc ngành đón liên bang hạm đội cường công thời khắc thức dậy ánh mặt trời tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi đẹp rồi năm chiến bốn thắng cứu vãn một gã cực hạn đấu la sinh mệnh đầy một vị mới cực hạn đấu la xuất hiện, còn cướp đoạt rồi truyền linh tháp phó tháp chủ hồn linh, nguyên bản bất lợi cục diện các phương diện đều ở đây hướng về có lợi phương hướng phát triển, Đường Vũ Lân có cái gì không phải vui vẻ đây này. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về, Tiếu diện đấu la đã nói cho hắn biết, tính là cuối cùng một trận chiến hắn thua, Tinh La Đế quốc cũng nguyện ý tiếp nhận đường môn điều kiện, chẳng qua là giá cả giảm xuống. Cái này có nghĩa là, Đường Vũ Lân chuyến này nhiệm vụ trên thực tế đã hoàn thành. Hôm nay chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chính thức trên chiến trường đối với cực hạn đấu la thời gian. Lúc trước đối thủ vô luận cỡ nào cường đại, đều cùng cực hạn đấu la không cách nào so với. Huống chi, vị này cực hạn đấu la còn là một vị tứ tự đấu khải sư. Ngũ thần chi quyết, cuối cùng một trận chiến, đấu khải cuộc chiến. Hắn tại trong lòng âm thầm hỏi chính mình, đường Vũ Lân, người chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, chuẩn bị xong. Ngày hôm qua thần thánh chúc phúc, đi qua cả đêm cảm ngộ, đã hoàn toàn cùng hắn tan làm một thể, lúc trước cái loại này thông hiểu đạo lý cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Liên Đường Vũ Lân chính mình đều không rõ ràng lắm mình bây giờ sức chiến đấu có thể đạt đến như thế nào trình độ, nhưng tuyệt đối là đang không ngừng thăng hoa trong quá trình. Đôi khi, tiến bộ quá nhanh cũng sẽ làm cho người ta lo lắng, tại thần chi chúc phúc dưới tác dụng, hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã càng ngày càng tiếp cận với đại thành cảnh giới. Tiên thiên mật pháp không thể để cho một người vô địch thiên hạ nhưng có thể làm cho người ở hướng đi vô địch thiên hạ đạo lộ bên trên càng thêm trôi chảy. Sau đấu ân từ, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ưu thế, ít nhất tại huyết mạch phương diện, hắn đối với vị này thánh long đấu la là có thể có nhất định áp chế đấy. Đẩy ra cửa sổ, hít thở thoáng một phát không khí mới mẻ, rửa mặt hoàn tất về sau, đường Vũ Lân cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vũ Tuyết, làm tốt đường về chuẩn bị đi, chúng ta cũng không thể ở chỗ này tiếp tục chỉ hoãn đi xuống không biết liên bang bên kia tình huống hiện tại như thế nào ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt chúng ta cùng tinh la đế quốc tay phải giao tiếp tối đa lại lưu ba ngày thời gian liền phản hồi liên bang đường môn cùng truyền linh tháp tuyên chiến liên bang bên kia nhất định thừa nhận áp lực cực lớn hắn muốn về sớm một chút trợ giúp đa tình đấu la cùng chung đối mặt với hơn nữa hiện tại hắn đã bại lộ mẹ nuôi cũng chính thức đã trở thành cực hạn đấu la như vậy sử lai khắc học viện đăng cao nhất hô sự tình cũng nên có chỗ kế hoạch mới được rồi ít nhất phải từ long lão cùng với mẹ nuôi chỗ ấy biết có bao nhiêu cường giả là có thể tại đăng cao nhất hồ trong quá trình ủng hộ sử lai khắc đấy đồng thời chính mình sau khi trở về cũng muốn mau chóng tìm được đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng cung cấp cho sinh mệnh chi trùng chỉ có sinh mệnh chi trùng tinh lọc rồi toàn bộ hải thần hồ về sau sử lai khắc thành mới có thể chọn vị trí xây dựng lại hắn việc cần phải làm quá nhiều quá nhiều bên này sự tình thích đáng giải quyết về sau nhất định phải muốn mau đi trở về rồi có đường môn cung cấp những vũ khí kia, hắn tin tưởng Tinh La Đế quốc vẫn có rất lớn chắc chắn có thể uy hiếp Liên bang không dám đơn giản khai chiến đấy. Tốt, Long Vũ Tuyết hướng đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn thật sâu hắn một cái. Ngũ Thần chi quyết a. À. Nhìn xem thanh niên trước mặt, tâm tình của nàng không khỏi có chút hoảng hốt, nàng hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước hắn mới vừa tới đến Huyết Thần quân đoàn lúc còn có chút chán nản bộ dạng, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn cũng đã muốn đứng ở đỉnh phong rồi ngồi tại long vũ tuyết bên cạnh giang ngũ nguyệt nhẹ nhàng huých nàng thoáng một phát thấp giọng nói có nhiều thứ thấy được ăn không được rất khó chịu hay vẫn là lựa chọn tham ăn à? ăn còn chán không được miệng của người ở đây đều như vậy cường giả tự nhiên đều có thể nghe được hắn mà nói long vũ tuyết lập tức bị lộng rồi cái khuôn mặt đỏ bừng hung hai nhìn chừng hắn một cái dùng sức dẫm đạp chân của hắn vẻ mặt của mọi người đều trở nên giống như cười mà không phải cười đứng lên đường vũ lân cũng hơi có vẻ lúng túng hắn chỉ có thể là giả ngu làm giả chính mình cái gì cũng không biết lão đại người hôm nay ý định như thế nào đánh ngày đó cùng thiên vương chiến đội đánh một chút cũng chưa đủ nghiền lát nữa chờ người ngũ thần chi quyết sau khi chấm dứt chúng ta hẹn bên trên bọn hắn lại đến một lần a à. lần này long dược nhất định cũng sẽ tham gia tạ dài một mặt kích động nói không đợi đường vũ lân mở miệng nhạc chính vũ đã nói người xác định long dược sẽ tham gia nhìn đội trưởng ngũ thần chi quyết về sau ta sợ bọn hắn liền khiêu chiến dũng khí cũng không có a à đúng a à, đường vũ lân tại ngũ thần chi quyết trong thể hiện ra thực lực đã đến thiên vương chiến đội những thiên tài kia cũng muốn nhìn lên trình độ đối mặt với đối thủ như vậy có thể hay không có dũng khí đối kháng đúng là cái vấn đề đường vũ lân mỉm cười nói vượt lên chính mình nghe hắn bốn chữ này mọi người hai mặt nhìn nhau đã liền diệp tinh lan đều mặt lộ vẻ mỉm cười nói tốt một cái vượt lên chính mình rất chờ mong đây đấu khải chiến là một gã cao giai hồn sư rất toàn diện chiến sĩ thực lực tốt nhất nở rộ nhất là đối mặt với cường đại như thế đối thủ lúc mỗi lần nhiều nhất kiên trì một giây đều như vậy một loại vinh quang huống chi hắn đã ở phía trước đã lấy được ngũ thần chi quyết bốn cuộc tranh tài thắng lợi vượt lên chính mình cái kia chính là không hề cố kỵ không hề thắng bại quan niệm toàn lực một trận chiến không có quá nhiều tính toán cũng không có bất kỳ kế hoạch chính là đối mặt với cường giả đem bản thân hết thảy tất cả nỗ lực bày ra chỉ cần có thể làm được điểm này đường vũ lân liền thỏa mãn bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh YouTube Di Phim. Truy cập kênh YouTube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ viết liền không giấu nhé. Mà hắn cũng tin tưởng trận đấu này nhất định sẽ làm hắn thu hoạch rất nhiều. Đế quốc sân vận động như cũ là kín người hết chỗ. Hôm nay là ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận, càng là một phiếu khó cầu. Hôm nay trận này là đấu khải chiến a. Các người nói đế quốc bên này sẽ là thánh long miệng hạ tự mình xuất chiến a. Khó nói, nếu như là Thánh Long Miện Hạ tự mình xuất chiến, coi như là thắng cũng không vẻ vang a. À. Vậy thì có sao ám muội đấy, trước không phải cũng đã trải qua một vị cực hạn đấu la rồi, cái này bất quá chính là Đường Môn cùng Đế Quốc một trận thi đấu hữu nghị mà thôi, chúng ta chỉ cần nhìn cái đặc sắc náo nhiệt là được, lại không dính đến quốc gia nào ở giữa tranh chấp, Đường Môn cùng chúng ta Đế Quốc quan hệ, có thể so sánh cùng cái gì kia đấu la liên bang tốt hơn nhiều. Nói có đạo lý, bất quá, vị kia Đường Môn môn chủ thật sự chính là rất ngưu a. À dùng sức một mình thắng liên tiếp bốn trận ta hỏi qua bên cạnh hồn sư bằng hữu hắn nói vị này đường môn môn chủ ít nhất cũng có siêu cấp đấu la cấp độ thực lực hơn nữa còn có lấy đường môn nội tình ủng hộ cho nên mới có thể thắng nhiều chàng như vậy đấy bên trên một trận hắn tại vũ khí cuộc chiến biểu hiện có thể nhìn ra được hắn dùng đấy hẳn là đều như vậy thần khí a à. chẳng qua là không biết hôm nay đấu khởi cuộc chiến có thể hay không lại dùng ra trước thần khí tới đây ngày hôm qua cũng không có quá nhìn rõ ràng thi đấu cũng đã đã xong đây đúng vậy a à ngày hôm qua trận kia nhìn qua thật sự là hiếm thấy vừa lên đến đường môn môn chủ vũ khí liền hiếm thấy bị bắt rời đi có thể về sau hắn kia đôi cự trùy thật đúng là càng thêm hiếm thấy như vậy cực lớn cây búa thật đúng là lấy lên được đến các ngươi nói cái kia có phải hay không là rỗng ruột ngươi là ngu ngốc sao không thấy được cái kia cây búa nện mà hiệu quả ta thật lo lắng hắn hôm nay đấu khải chiến nếu như sử dụng cũng là cái này vũ khí chỉ sợ sân vận động đều muốn không chịu nổi thế thì không biết Ngày hôm qua có người chứng kiến sân vận động tại suốt đêm gia cố rồi. Nghe nói vì hôm nay cuối cùng một trận chiến, làm ra rất nhiều cỡ lớn phòng ngự hồn đạo khí đâu rồi. Chỉ sợ hôm nay một trận chiến này xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. An toàn thứ nhất, nếu là thực sụp, xui xẻo chỉ có chúng ta. Ý gì? Chẳng lẽ người có phiếu vé? Đúng vậy a, à, ta sớm nhất thời điểm mua bộ phiếu vé. Cái kia thời điểm còn không quá đắt. Ai nha, thật sự là chờ mong đây người có phiếu vé người thậm chí có phiếu vé người 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 các loại tiếng thảo luận đã sớm quay chung quanh tại toàn bộ đế quốc sân vận động chung quanh nhiệt liệt bầu không khí dường như ngút trời khí huyết làm cả tinh la thành trên không đều muốn bốc cháy lên vậy ở nơi này tiếng người huyên náo bên trong ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận sắp bắt đầu sân vận động bên trong trên đài hội nghị cùng ngày hôm qua so với hôm nay đế quốc hoàng đế đái thiên linh đến đặc biệt sớm ngồi tại chủ tịch đài ở giữa, nhìn phía dưới lúc này còn trống trải sân bãi, nét mặt của hắn có chút nghiêm túc. Hôm nay Thánh Long đấu la Ân từ đã không ở bên cạnh hắn rồi, chỉ có Tiếu Diện đấu la Hồ Kiệt vẫn còn. Bệ hạ, người kỳ thật hẳn là buông lòng điểm rồi. Hôm nay trận này, ngay cả ta đều không cảm thấy chúng ta môn chủ có bất cứ cơ hội nào à? Hồ Kiệt cười tùm tìm nói. Đái Thiên Linh liếc mắt nhìn hắn, a, à, người thật cho rằng như vậy à? Tiếu Diện miệng hạ. Hồ Kiệt ha ha cười một tiếng, đương nhiên a. À? cái kia dù sao cũng là ân tử tuy rằng ta cho tới bây giờ đều đối với hắn không phục nhưng không thừa nhận cũng không được tại tu vi phương diện này hắn đúng là muốn mạnh mẽ một ít chẳng qua là đầu óc kém một chút đái thiên linh thiếu chút nữa trợn mắt chừng một cái không tổn hại hắn ngươi có thể chết à hắn đều không có ở đây ở đây ngươi cái này miệng đều không buông tha người đấy hồ kiệt cười tùm tìm nhìn xem trong đấu trường hôm nay là cuối cùng đánh một trận sau khi chấm dứt đường vũ lân chuyến này muốn chấm dứt hắn cũng sẽ mau chóng phản hồi liên bang đi. Ở chung được những ngày này, đừng nói, hắn thật đúng là có chút không nỡ vị này môn chủ ly khai đây. Mỗi ngày nhìn xem hắn sáng tạo các loại kỳ tích, kỳ thật đã đã trở thành một loại hưởng thụ. Mỗi ngày nhìn xem hắn không ngừng phát triển, đang mong đợi có thêm nữa kỳ tích xuất hiện. Loại này chờ mong cảm giác đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua rồi. Hy vọng hết thầy đều có thể thuận lợi à. Mặc dù tại lần này ngũ thần chi quyết trong đường Vũ Lân biểu hiện 10 phần thường nhãn, nhưng mà liên bang tình thế không thể lạc quan sau khi trở về hắn còn muốn đối mặt với rất nhiều thứ nhất là bản thân hắn liền còn có sử lai khắc học viện hải thần các các chủ thân phận cái này hết thảy tất cả đều như vậy từng đạo gông xiềng làm tại trên người hắn đều muốn phá tan gông xiềng hắn còn muốn càng nhiều nữa nỗ lực dù sao đây cũng không phải là một vạn năm trước càng không phải là hai vạn năm trước một mình dựa vào lực lượng một người là có thể thay đổi càn khôn niên đại rồi cùng liên bang so với tinh la đế quốc ở phương diện này cuối cùng muốn vẫn còn có chút rớt lại phía sau đấy chẳng qua là hy vọng đường vũ lân có thể lao ra lớp lớp vòng vây a à, vô luận là khôi phục sử lai khác hãy để cho đường môn tại liên bang tái hiện vinh quang cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình sân vận động bên ngoài khí thế ngất trời sân vận động bên trong cũng là cũng giống như thế hoành phi số lượng so ngày hôm qua hầu như muốn nhiều gấp đôi hơn nữa còn có loại phân biệt rõ ràng cảm giác có một bộ phận hoành phi là cùng loại với đế quốc vạn tuế các loại hiển nhiên là không hy vọng chứng kiến đế quốc năm liên tiếp đánh bại những dân chúng kia còn có một bộ phận dân chúng tức thì bất đồng miệng của bọn hắn số tất cả đều là hướng về đường vũ lân đấy đối với đường môn bọn hắn độ chấp nhận cao hơn bọn hắn càng chờ mong chứng kiến kỳ tích xuất hiện tại hiện đại có thể có một người hoàn thành ngũ thần chi quyết đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng cái kia không hề nghi ngờ chính là toàn bộ tinh la đế quốc đều muốn chịu hoan hô anh hùng bọn hắn đang mong đợi anh hùng xuất hiện chờ mong chứng kiến chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn dù sao ít nhất đã vượt qua vạn năm không ai có thể hoàn thành ngũ thần chi quyết rồi đường vũ lân lần này chỗ đối mặt ngũ thần chi quyết tuy rằng không phải chân chính quốc gia ở giữa va chạm có thể đội hình bên trên muốn nói là tinh la đế quốc mạnh nhất đội hình cũng là không kém bao nhiêu bất quá người sáng suốt tự nhiên chú ý tới trên đài hội nghị cũng không có xuất hiện thánh long đấu la tự nhiên cũng hiểu rõ hôm nay trận này đường vũ lân sắp sửa đối mặt là như thế nào cường đại đối thủ đều muốn chiến thắng một vị thành danh đã lâu cực hạn đấu la cái này độ khó xác thực hay vẫn là quá mức một ít mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt lúc đường vũ lân từ đợi chiến khu trong đi đi ra thời điểm có loại hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng như vậy cảm giác ngũ thần chi quyết trận đầu bắt đầu thời điểm kỳ thật trong lòng của hắn là tràn ngập khẩn trương đấy cái kia thời điểm hắn đối mặt là đế quốc chi trụ hoàng chính dương đối thủ này bản thân tại tu vi bên trên cũng không như thế nào cường đại có thể hắn đối với cơ giáp cố chấp để cho hắn có siêu cường không chế năng lực cái kia một trận thắng kỳ thật rất mạo hiểm nếu như không phải hoàng chính dương đối với hắn không đủ hiểu hắn đều muốn chiến thắng kỳ thật cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình sau đó là trận thứ hai đối mặt với trương qua dương thời điểm toàn trường bị áp chế đối thủ hồn linh tại trên trình thể thực lực xác thực so với hắn cường đại hai đại mười vạn năm hồn linh cường đại nhất thực vật hệ hồn linh lôi minh siêu ngục đằng còn có hắn bổn mạng hồn linh u minh diễm thú đều là cực kỳ cường đại tồn tại, nếu không có có Lôi Minh Diêm ngục đang tính đặc thù, hơn nữa Đường Vũ Lân bản thân có tự nhiên chi tử cái thân phận này có thể thôi đến nó phản bội mà nói, cái kia một trận hắn cũng đã thua, mà Đường Môn Môn chủ nếu như thua bởi truyền linh tháp phó tháp chủ, không có người sẽ đi nhắc lên hắn là bao nhiêu niên kỷ sẽ chỉ là nói xong phương thân phận vấn đề, cái kia một trận áp lực càng thêm cực lớn. Hai trận thắng liên tiếp về sau, áp lực giảm bớt một ít, có thể đối mặt đối thủ lại cường đại hơn thêm. Vô luận như thế nào đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, tại trận thứ ba chính mình chỗ đối mặt sẽ là một vị cực hạn đấu la cường già. Nếu như không phải kỳ lân đấu la đồng Vũ trên người xuất hiện tính đặc thù, hắn đồng dạng cũng thua, mà cái kia một trận tuyệt đối có thể dùng khổ chiến để hình dung thống ngựa đại ngũ hành thần châm mấy lần uy hiếp được hắn sinh mệnh. Tuy rằng, lúc ấy hắn chỉ có thể thi triển siêu cấp đấu la tu vi, có thể hắn dù sao có cực hạn đấu la cảnh giới, cùng bình thường siêu cấp đấu la làm sao có thể giống nhau. Thời khắc cuối cùng, đồng vũ bởi vì tinh luyện kỳ lân châu mà dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào mới khiến cho hắn thắng hiểm cho dù lúc ấy đồng vũ chẳng qua là có được siêu cấp đấu la thực lực có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới thắng bại còn khó hơn dùng đoán trước lúc trận này chiến thắng về sau Đồng vũ lân mới xem như sâu sắc nhẹ nhàng thở ra nhất là tại cứu sống kỳ lân đấu la về sau hắn ngay lúc đó tâm tình thật là lớn tốt cũng là đi tới nơi này về sau lần thứ nhất cảm giác được tâm tình sung sướng để tứ trận đối mặt với khắp huyết đấu la sở thiên ca vũ khí đại sư trên thực tế nếu như vừa lên đến sở thiên ca không sử dụng kim cương trác mà nói đường vũ lân thật là chuẩn bị dựa vào chính mình hoàng kim long thương cùng đối phương thật tốt đến một trận vũ khí cuộc chiến đi qua vũ khí cuộc chiến luận bàn đến để thăng chính mình tại vũ khí phương diện năng lực có thể không như mong muốn hoàng đế bệ hạ đùa bỡn tiểu thông minh kim cương trác nhiếp rời đi đường vũ lân hoàng kim long thương để cho hắn không thể không vận dụng chính mình hồn rèn trầm ngân chùy cự chùy lăng không để cho hắn kế tiếp kế hoạch hoàn thành bằng vào kinh ngạc toàn trường kình thiên thần thương ra sân cuối cùng đánh bại đối thủ bốn thắng liên tiếp làm hắn kinh hỉ chính là tại đây về sau hắn nhận thánh linh đấu la là mẹ nuôi vậy mà dẫn đến vị này có đại lục đệ nhất trị liệu hệ phong hào đấu la đồng thời cũng là thiện lương nhất phong hào đấu la danh xưng là sử lai khắc học viện trụ của vững vàng một trong rõ ràng tiến giai cực hạn đấu la thành công đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi liên tục bốn trận thắng lợi cứu đồng vũ nhận mẹ nuôi mẹ nuôi tấn chức cực hạn đấu la đồng thời tinh la đế quốc coi như là cơ bản đã đáp ứng được môn điều kiện hôm nay hắn sớm đã là tất cả áp lực đi vào hôm nay hắn chỉ muốn vượt lên chính mình hưởng thụ thi đấu đồng dạng là cái này sân bãi đồng dạng là ngũ thần chi quyết thế nhưng là lúc hắn hôm nay đi vào cái này đại sân vận động thời điểm tâm tính lại hoàn toàn bất đồng dường như toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sắc thái nhiều vẻ rồi hết thảy tất cả đều làm người sung sướng ánh mắt hướng về sân vận động phòng riêng một mặt quét tới tuy rằng từ bên ngoài là nhìn không tới phòng riêng tình huống nội bộ đấy nhưng hắn bỏng vào trên cổ đến từ nàng nghịch lân cảm ứng vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được nàng vị trí nghĩ đến nàng đường vũ lân tâm tình liền trở nên có chút phức tạp hắn đối với na nhi thật một điểm cảm tình đều không có à đương nhiên là chối bỏ đấy nhưng trong lòng hắn cổ nguyệt lại là trọng yếu như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết là nên đang mong đợi cổ nguyệt tỉnh táo lại hay vẫn là để Na Nhi một mực nắm trong tay cổ Nguyệt Na thân thể, phải biết rằng, lúc trước hắn thế, nhưng là thiếu chút nữa liền hoàn toàn mất đi Na Nhi rồi đấy. Nếu như Na Nhi cùng cổ Nguyệt thật hoàn toàn xung hợp ở cùng một chỗ, như vậy, nàng hay vẫn là nàng A? À? Na Nhi hay vẫn là Na Nhi A? À? Cổ Nguyệt hay vẫn là cổ Nguyệt A? À? Chỉ có suy nghĩ đến các nàng thời điểm, đường vũ lân tâm mới có hơi loạn. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng về đối diện nhìn lại, hầu như cùng hắn đồng thời vào trận đưa tới toàn trường hoan hô thánh long đấu la hôm nay đổi lại một thân nhẹ nhàng y phục từ nơi này vị cực hạn đấu la trên mặt là nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình biến hóa đến rồi hắn tu vi như vậy vô luận bản thân tâm tình có như thế nào chấn động đều có thể che giấu tốt lắm ở đường vũ lân hướng hắn gật đầu thăm hỏi biểu đạt chính mình đối với một vị cực hạn đấu la tôn kính ân từ trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cách đây chưa lâu hắn tại đệ tử của mình dưới chân suýt nữa chết, mà cho đến ngày nay, hắn cũng đã có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình, hướng chính mình khởi sướng khiêu chiến. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn tốc độ phát triển cũng đã đã vượt qua thời gian. Tương lai hắn có thể đi thật xa ân từ không biết, nhưng hắn biết rõ, tương lai hắn, chỉ cần có thể sống sót, liền nhất định có thể đạt đến chính mình cấp độ, thậm chí càng siêu việt chính mình cấp độ phía trên. Hôm nay, đại biểu đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cuối cùng một trận chiến đấy chính là đế quốc đệ nhất nhân quái vật học viện viện trường đế quốc hoàng thất cung phụng điện điện chủ cực hạn đấu la thánh long đấu la ân từ miệng hạ tin tưởng trận này cũng sẽ là ngũ thần chi quyết bắt đầu về sau đặc sắc nhất một trận để cho chúng ta cùng đi hưởng thụ trận đấu này a à. đây cũng là cái này hàng loạt thi đấu hữu nghị cuối cùng một trận ta được đến bệ hạ trao quyền đại biểu đế quốc hướng đường môn môn chủ nói một tiếng cổ vũ hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đại biểu đế quốc vì Đường Vũ lân cổ vũ. Những lời này vừa ra, khán giả không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng Thuyết Minh lại cường điệu. Rồi đây là một trận thi đấu hữu nghị, trong lúc nhất thời, mọi người biểu lộ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Đúng vậy à? Hẳn là hưởng thụ trận đấu này mà không phải đi suy nghĩ cái gì quá nhiều tình huống khác. Đây mới là mạnh nhất quyết đấu. Mặc dù không có người cho rằng Đường Vũ lân có thể chiến thắng Thánh Long đấu La Miện Hạ, nhưng mà trận này so đấu mới là là tối trọng yếu nhất một trận mới là người mạnh nhất quyết đấu. Đường Vũ Lân dùng phía trước bốn trận thắng lợi đã đầy đủ thể hiện ra rồi, hắn là có khiêu chiến Thánh Long đấu la từ cách đấy. Ân Từ vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào đối diện Đường Vũ Lân, hắn kinh ngạc phát hiện, hôm nay Đường Vũ Lân có chút bất đồng, cùng trước mấy trận bình tĩnh so với, hôm nay hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trong lúc vô hình, chung quanh thân thể liền có loại kỳ diệu khí chẳng tồn tại. Đó cũng không phải không đứt thắng lợi mang đến khí thế tích lũy, mà là một loại dâng trào hướng lên cảm giác chính mình lúc còn trẻ tựa hồ cũng từng như thế qua đối với hết thảy không sợ hãi dũng cảm tiến tới mà tới được đường vũ lân bây giờ thân phận hắn còn có thể bảo trì như vậy trạng thái liền đáng quý rồi nhất là tại đối mặt với chính mình trong một vạn chúng nhìn chăm chú dưới tình huống nay một lần ân tử đối với trận đấu này cũng bắt đầu có chỗ mong đợi thậm chí có chút ít quên mất ngày hôm qua hắn cùng đái thiên linh thương lượng phương pháp giải quyết có thể tiếp nhận một vị cường đại như thế người trẻ tuổi khiêu chiến đối với ân tử mà nói cũng là hiếm có chuyện tốt hắn cũng thật lâu không có qua như vậy tâm tình chấn động rồi hắn đang mong đợi đang mong đợi trận này có thể chứng kiến đường vũ lân càng thêm không giống người thường biểu hiện tất cả quang huy tất cả đều tập trung vào sân thi đấu bên trong tại cái kia từng đạo sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mọi người ánh mắt tập trung tất cả hô hấp đều bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên liền đợi đợi một khắc này tiến đến chuẩn bị bắt đầu ngũ thần chi quyết cuối cùng chiến đấu khải cuộc chiến chính thức khai hỏa nghe tới bắt đầu hai chữ xuất hiện thời điểm đường vũ lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ân tử tại hắn trong hai tròng mắt phảng phất có hai đạo lãnh điện mãnh liệt bán mà ra lúc trước tất cả phấn chấn tại đây một cái chớp mắt đều chuyển hóa làm ngập trời khí thế cường đại khí tràng hòa lẫn nóng dược khí huyết chấn động dâng lên mà ra tại sau lưng của hắn một cái cực lớn kim long quang ảnh trong chốc lát liền hiện lên đi ra phảng phất có một cái chân long tại bay múa cái kia màu vàng cự long thân ảnh mở ra hai cánh tràn ngập không ai bị nổi khí tức. Vậy mà trọn vẹn cao, tới trăm mét có hơn. Đường vũ lân khí huyết càng giống là sôi trào bình thường, sơn hô hải khiếu bình thường hướng ân từ phát khởi trùng kích. Đường vũ lân rất rõ ràng, chính mình tại đối mặt với ân từ thời điểm, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều ở địa phương nào. Không hề nghi ngờ, tu vi của hắn là lớn nhất hoàn cảnh xấu, đấu khải cũng không bằng đối phương. Đối phương thế nhưng là tứ tự đấu khải sư, tại toàn bộ đấu la tinh, tứ tự đấu khải sư tối đa cũng chính là hai mấy vị mà thôi nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn tồn tại trong đó cái thứ nhất ưu thế ngay tại ở hắn huyết mạch chi lực ân tử đối mặt với đường vũ lân phương diện khác đều muốn vượt qua rất nhiều duy chỉ có khí huyết đường vũ lân mới hai mươi mấy tuổi chính là khí huyết đỉnh phong nhất thời điểm mà ân tử cũng sớm đã vượt qua trăm tuổi tính là tu vi dù thế nào cao chỉ cần hắn vẫn không có thể siêu việt cái thế giới này hạn chế như vậy hắn khí huyết liền không thể tránh khỏi phải đi hướng suy bại. Đồng thời, đường Vũ Lân bản thân có kim long vương huyết mạch, kim long vương huyết mạch, chấn áp hết thảy đồng tộc, thậm chí là tất cả võ hồn bao nhiêu đều bị nhất định ảnh hưởng. Tu vi bên trên mặc dù có tranh lệch, nhưng kim long vương đối với ân tử quang minh thánh long võ hồn nhất định sẽ sản sinh chấn áp hiệu quả, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Đường Vũ Lân Kim Long Vương phong ấn đã đột phá 12 tầng nhiều, bên người Kim Long Vương khí tức sớm đã đạt đến cực kỳ khổng lồ trạng thái dưới loại tình huống này hắn tại huyết mạch bên trên là có thể đối với ân tử sản sinh phi thường cường liệt lực áp bách song phương va chạm phía dưới ân tử cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng cho nên vừa lên đến đường vũ lân liền đem khí thế của mình hoàn toàn phóng xuất ra chính là hy vọng có thể tại ngay từ đầu có thể đi qua huyết mạch chi lực ảnh hưởng đến ân tử sức chiến đấu đây là một trận tu vi cũng không đối đẳng chiến đấu cho nên hắn nhất định phải đem bản thân hết thảy triển khai đến mức tận cùng mới được một đạo cường quang lập lòe đường vũ lân hai tay ở trước ngực khép lại trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa không khí đều rất nhỏ vạn vẹo vài phần dâng lên khí huyết chấn động làm hắn người như cự long ngút trời khí thế càng làm cho khí tức của hắn nhảy lên tới rồi đỉnh phong tu vi thấp hướng tu vi cao cường giả khiêu chiến sợ nhất đúng là vừa lên đến đã bị đối thủ áp chế như vậy rất có thể chính là từ đầu áp chế đến đuôi rồi cho nên đường vũ lân lúc này là không tức một cái giá lớn không tức tiêu hao tại phóng thích bản thân khí tức chính là vì có thể tại vừa lên đến không bị đối thủ áp chế. Đối mặt với Đường Vũ Lân trên người phóng thích ngập trời khí diễm, Thánh Long Đấu La Ân Tử Nguyên Bản Mở nhạt hai trong mắt cũng phát sáng lên, một tiếng trong trẻo long ngâm âm thanh từ trên người hắn vang lên, chỉ thấy một cái toàn thân mang theo màu vàng vầng sáng màu trắng cự long phóng lên trời, cái kia dày đặc quang minh khí tức dường như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đường Vũ Lân trên người bay lên hình rồng khí thế tuy rằng khí diễm ngập trời, nhưng nhìn qua cuối cùng hay vẫn là hư ảo đấy. Tuy nhiên ân từ trên người bay lên màu trắng cự long, nhìn qua giống như là hán võ hồn chân thân, vậy mà hoàn toàn là thực chất hình thái. Cái này quang minh thánh long đối mặt với Đường Vũ Lân Kim Long vương khí tức mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng ít ra từ đó lúc nhìn lại, ảnh hưởng tựa hồ cũng không tính quá lớn, mở ra hai cánh, không ngừng phát ra từng tiếng long ngâm, tại khí thế bên trên cũng không có rơi tại hạ phong. Chỉ là một cái thể hiện thái độ, liền rõ ràng nhìn ra song phương tại tu vi bên trên chênh lệch. Đối với cái này đường vũ lân sớm có đoán trước cũng không có bất kỳ kinh ngạc cũng vừa lúc đó hắn chủ động phát khởi công kích thân hình lóe lên hắn đã tựa như mũi tên bình thường xông về ân từ sau lưng cái kia ngập trời khí diễm kim long vương khí tức lập tức như là hải nạp bách xuyên bình thường hướng thân thể của hắn trào lên mà đến trong chốc lát đường vũ lân toàn thân đều biến thành màu vàng toàn thân hiện đầy vàng rực lân phiến không có thi triển võ hồn chân thân nhưng tại thời khắc này hắn tinh khí thần không thể nghi ngờ đã tăng lên tới đỉnh phong nắm tay phải là sắc bén điện thiểm phá âm trướng nương theo lấy một tiếng nổ vang hắn giống như là một quả màu vàng đạn pháo bình thường chớp mắt đã đến ăn từ trước mặt chứng kiến một quyền này không biết bao nhiêu ở đây xem cuộc chiến hồn sư đám hít sâu một hơi tốt tốc độ đáng sợ lực lượng thật đáng sợ cảm giác có thể đem bản thân khí thế khí huyết vận dụng đến trình độ như vậy coi như là bình thường phong hào đấu la cũng làm không được à bình thường phong hào đấu la đương nhiên làm không được bởi vì bọn hắn tinh thần lực căn bản cũng không đủ để hoàn thành như thế điều động nhưng Đồng vũ lân lại làm được hắn hoàn mỹ đem bản thân lực lượng khí huyết tàn làm một thể lúc một quyền này oanh ra thời điểm hắn bản thân đều có loại thoải mái đầm đìa cảm giác bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé ân từ đứng ở chỗ này chưa động trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì biểu lộ biến hóa chẳng qua là giơ lên tay phải của mình. Oanh! Giống như là làm vô số lần diễn thử bình thường, ân từ tay phải vững vàng ngăn lại đường vũ lân nắm tay phải. Trong ầm ầm nổ vang, đường vũ lân nắm tay phải mặt ngoài, màu vàng lân phiến bộc phát, trong sân song phương, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, có thể thấy rõ ràng, nắm đấm cùng bàn tay kết hợp, đồng thời chứng kiến đấy, còn có một cỗ mắt thường có thể thấy được ngập trời sóng khí hướng ra phía ngoài xoay tròn mà ra toàn bộ sân vận động bên trong không gian dường như đều bóp méo thoáng một phát kinh khủng kia sóng khí trùng kích tại vòng phòng hộ bên trên làm sân vận động vòng phòng hộ một hồi vầng sáng chập trờn hảo ra hỏa hảo bá đạo thật anh tuấn à không biết bao nhiêu nữ người xem lúc này cũng đã đôi mắt nổi lên hào quang loại này tràn ngập xương cương khí tức va chạm cơ hồ là tuyệt đại đa số nữ tính rất không cách nào kháng cự đấy một quyền oanh chúng đối phương bàn tay đường vũ lân đầu tiên cảm giác chính là núi cao nhìn lên đối phương giống như là một tòa nguyên nga không có khả năng bị dung chuyển núi cao bị một quyền của mình oanh chúng về sau lù lù bất động mãnh liệt va chạm làm song phương cũng sinh ra ngắn ngủi dừng lại kinh khủng va chạm phía dưới đường vũ lân thân thể thoáng co rút lại thân hình thay đổi thật nhanh chân phải tựa như kim long bãi vĩ bình thường vung ra đối mặt với ân từ hắn căn bản cũng không dám năng lượng phóng ra ngoài bởi vì làm như vậy căn bản cũng không khả năng dung chuyển được rồi vị này cực hạn đấu la cho nên hắn hoàn toàn đem lực lượng của mình ẩn chứa trong người bằng vào siêu cường lực lượng cơ thể khởi xướng cường công hắn tin tưởng dùng ân từ tự phụ chắc là sẽ không né tránh đấy như vậy cái này chính là mình cơ hội ngăn tại trước người bàn tay phải ngang dựng thẳng lên ngăn tại bên cạnh thân cùng đường vũ lân bắp chân đụng vào nhau lại là một tiếng sóng khí cuồn cuộn dựng lên năng lượng đó nổ tung thanh âm làm không ít người đều không khỏi nhắm mắt lại cái này muốn bao nhiêu lực lượng à chỉ sợ cũng không thể so ngày hôm qua cự trì oanh kích ké mà đường vũ lân thân hình không ngừng tại nguyên chỗ xê dịch toàn thân kim quang càng ngày càng cường thịnh tứ chi chính là hắn rất có lực lượng vũ khí mỗi một lần va chạm đều anh kích tại ân từ bên cạnh phát ra từng tiếng cường đại khí bạo ân từ hai tay giống như là hai cánh cửa bàn hoặc như là hai mặt tấm thuẫn mặc kệ đường vũ lân công kích có hùng mãnh cỡ nào hắn chẳng qua là đứng ở chỗ này thoáng một phát lại thoáng một phát ngăn cản được nhìn không ra hắn có bất kỳ không chịu nổi cảm giác nếu như không phải cái kia từng tiếng sóng khí bạo tạc nổ tung dẫn động toàn bộ sân thi đấu chung quanh vòng phòng hộ đều bộc phát ra từng vòng vầng xá mà nói chỉ sợ rất khó làm cho người ta tưởng tượng đây là một trận đỉnh phong quyết đấu bọn hắn đều không có phóng thích hồn kỹ chiến đấu hoàn toàn là dùng một loại vô cùng đơn giản trực tiếp phương thức tại cứng đối cứng va chạm chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra được như vậy va chạm mới là đáng sợ nhất cũng là nguy hiểm nhất đấy một khi bị công kích ân từ ngăn cản không nổi như vậy trực tiếp cũng sẽ bị đường vũ lân oanh thành cạn bã nhưng mà loại tình huống này hiển nhiên là sẽ không xuất hiện đấy ân từ lực phòng ngự cường hãn giống như là đường vũ lân ban đầu cảm giác núi cao nhìn lên mặc kệ hắn như thế nào công kích đối phương chẳng qua là lù lù bất động ít nhất từ đường vũ lân bản thân cảm thụ hắn là không có phát hiện ân tử có bất kỳ ngăn cản không nổi cảm giác đấy cũng không có phát hiện đối phương quang minh thánh long huyết mạch bị chính mình kim long vương huyết mạch ảnh hưởng đường vũ lân cũng không biết là đơn thuần từ huyết mạch đến xem Long Dược Sơn Long Vương huyết mạch cũng tại ân tử quang minh thánh long phía trên, cho nên hắn trước kia cũng một mực tại cảm thụ Long Dược huyết mạch biến hóa, bản thân thích ứng năng lực muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận loài long võ hồn hồn sư. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch so với Long Dược Sơn Long Vương huyết mạch càng mạnh hơn nhiều, nhưng tu vi của hắn cùng ân tử chênh lệch thật lớn. Hơn nữa vị này thánh long đấu la, sớm có chuẩn bị dưới tình huống, tạm thời vẫn không có thể tại nơi này tầng diện bên trên ảnh hưởng đến ân tử. Liên tiếp 28 lần oanh kích, kim quang tung hoành toàn thân long lân nở rộ dùng đường vũ lân thân thể tố chất cũng không khỏi thoáng dừng lại một chút loại trình độ này bộc phát xa người thường sớm thì không chịu nổi cũng chỉ có hắn như vậy thân thể tố chất mới có thể kiên trì có thể liền là cái này một lát dừng lại đối diện thánh long đấu la rút cuộc lần thứ nhất đã phát động ra công kích chẳng qua là đơn giản ngẩng lên tay phải chỉ điểm một chút hướng về phía đường vũ lân không có bất kỳ khói lửa khí cũng không có cái gì lừng lẫy khí thế nhưng liền tại hắn cái này một ngón tay đưa ra thời điểm đường vũ lân đã có loại chính mình lần thứ nhất đối mặt với lão đường thi triển thiên phu sở chỉ cảm giác đối mặt với cái này chỉ một cái hắn không chỗ nào che giấu chung quanh hết thảy né tránh không gian tựa hồ cũng biến thành đè ép mà đến núi cao khí tức kinh khủng bành phái mãnh liệt cái kia chỉ một cái lại không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng chấn động đường vũ lân thở sâu chân phải lui lại nửa bước bảo trì thành một cái bước dáng bắn cùng bộ dạng nắm tay phải trầm ngưng oanh ra oanh kích tại tay của đối phương chỉ phía trên oanh đường vũ lân cảm giác giống như là bị một cỗ bay nhanh bên trong hồn đạo đoàn tàu chính diện đụng chúng bình thường thân thể chớp mắt tựa như đạn pháo bình thường bay ngược mà ra đây là hắn căn bản là không cách nào khống chế tình huống tại khán giả trong mắt chỉ thấy kim quang lóe lên đường vũ lân tại ân từ cái kia nhìn như không có gì lực lượng ngón tay trước mặt trực tiếp bị điểm bay ngược mà ra hung hăng đụng vào nơi xa vòng phòng hộ phía trên lại bắn ngược trở lại sân thi đấu bên trong nện trên mặt đất. Chỉ một cái chi huy, quả là như vậy. Cái này là cực hạn đấu la thực lực, một đời thánh long đấu la tu via. Toàn trường chớp mắt lặng ngắt, như tờ, nhất là những cái kia vì đường vũ lân hò hét trợ uy dân chúng. Lúc này giống như là bị cái gì phong bế miệng, nguyên một đám há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Tại tuyệt đại đa số nhân tâm ở bên trong là không có cực hạn đấu la cái này khái niệm đấy. Bọn hắn chẳng qua là nghe nói qua tên, nhưng chân chính biết rõ cực hạn đấu la là như thế nào tồn tại, lại có thể có bao nhiêu à? Giờ này khác này, Thánh Long đấu la liền dùng chính mình kinh khủng tu vi, hướng mọi người thể hiện ra cái gì là chính thức lực lượng. Trong nháy mắt này, càng nhiều nữa khán giả trong lòng thậm chí đều có chút hoảng hốt, đường vũ lân phía trước bốn trận thắng lợi, tựa hồ tại trước mặt vị này Thánh Long đấu la trước mặt đều lộ ra như vậy vô lực. Hắn công kích lâu như vậy, đối phương chẳng qua là một lần đánh trả, vậy mà liền sinh ra khủng bố như thế hiện tượng nhìn qua hắn thậm chí không có bất kỳ ngăn cản chi lực à cái này là cực hạn đấu la sao cái này là song phương chênh lệch à khí huyết cuồn cuộn thân thể nện trên mặt đất đường vũ lân tại tiếp theo khác cũng đã bắn người dựng lên đứng ở đằng xa hai mắt híp lại nhìn xem thánh long đấu la ân từ ân từ trên mặt lại toát ra một tia kinh ngạc Thán giả chứng kiến đấy cảm giác được cùng tưởng tượng đến đấy vĩnh viễn đều cùng tình huống thật sẽ có bất đồng ân từ cái này chỉ một cái nhìn qua đơn giản trên thực tế trong đó lại ẩn chứa từ đường Vũ Lân trước liên tục 28 lần trong công kích mượn tới bộ phận lực lượng. Hơn nữa, hắn bản thân hồn lực bộc phát mới có hiệu quả. Nhưng mà, lúc đường Vũ Lân bị hắn đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, ân từ trong cảm giác, chỉ cảm thấy cái kia thời điểm đường Vũ Lân thân thể biến thành một cái viên cầu. Hơn nữa bản thân dường như có rút lại một chút, lại hướng ra phía ngoài nổ bùng. Tại toàn bộ bay ngược mà ra trong quá trình, liền đem chính mình lực công kích hóa giải rất lớn một bộ phận nhìn qua hình như là đem hắn đánh bay ra ngoài, song phương tranh lệch cực lớn. Nhưng trên thực tế, ân từ chính mình cũng rất rõ ràng lần này căn bản không thể cho đường Vũ Lân tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hắn là dùng loại phương thức này, tốt hơn giảm bớt lực. Rất tốt, người trẻ tuổi này, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ à. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, đường Vũ Lân hai tròng mắt trở nên cực kỳ sáng lên. Từng điểm kim quang bắt đầu xuất hiện ở thân thể của hắn từng cái khớp xương vị trí. Tay phải của hắn giơ cao khỏi đầu, hướng không trung làm ra hư trào động tác, phảng phất muốn đem bầu trời cũng xé rách đi xuống bình thường. Trong sáng mà tràn ngập khí phách thanh âm vang vọng toàn trường, long, nguyệt, ngữ, cái kia xuất hiện ở trên người hắn từng điểm kim quang. Tại thời khắc này, giống như là từng khỏa nhỏ thái dương tựa như tách ra vô cùng sáng chói hào quang. Sân vận động bên trong không khí bắt đầu rất nhỏ vạn vẹo, lúc trước màu vàng hình rồng quang ảnh xuất hiện lần nữa tại đường vũ lân sau lưng, nhưng bất đồng chính là, lần này cái này màu vàng cự long thân thể mặt ngoài, nhìn qua vậy mà cũng có vô số quan điểm tồn tại đây là đấu khải hình chiếu bên ngoài hư không ngưng khải đây không phải chỉ có tứ tự đấu khải mới có thể đạt tới a à? chẳng lẽ nói hắn bây giờ lại đã là tứ tự đấu khải rồi hả à? điều đó không có khả năng hắn còn không có phong hảo đấu la tu vi tính là bản thân thân thể tố chất cao hơn cũng không có khả năng cùng tứ tự đấu khải hoàn thành dung hợp thánh long đấu la ân tử lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc cũng không có thừa dịp thời điểm này công kích hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh hắn lập tức ý thức được chính mình hồ đồ đường vũ lân đã vừa mới hô lên chính mình đấu khải tên long nguyệt ngữ đây là hắn đấu khải tên a à. nhất tự đấu khải lúc tên nói long hai chữ đấu khải lúc tên nói long ngữ tam tự đấu khải lúc tên nói long nguyệt ngữ có tên của nàng phòng riêng bên trong lúc cổ nguyệt na nghe được long nguyệt ngữ ba chữ kia thời điểm thân thể mềm mại không khỏi có chút chấn động trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiêu ngạo ngươi biết không ta tam tự đấu khải gọi là Long Vũ Lân Long Nguyệt Ngữ, Đường Vũ Lân, hắn hiện tại đã có tư cách như thế xưng hô chính mình. Không chung màu vàng cự long, bởi vì trên người nguyên một đám quang điểm thắp sáng, bắt đầu trở nên càng phát ra ngưng thực cùng rửa sạch, từng khối đấu khải, cũng tiếp theo từ đường Vũ Lân trên người kim quang trong thoáng hiện. Ông ánh sáng long lanh màu vàng đấu khải, tựa như màu vàng thủy tinh tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy kỳ diệu cảm nhận. Mặt nạ màu vàng kim che lại đường Vũ Lân anh Tuấn khuôn mặt, trên mũ giáp màu vàng đường vân hướng phía dưới kéo dài mỗi một khối đấu khải đều lộ ra tràn ngập cảm nhận hai bên giáp lót vai gặp đã thành đầu rồng bộ dáng áo giáp nhìn qua cũng không trầm trọng chỗ đó như là có một khối cực lớn màu vàng bảo thạch tạo hình mà thành miếng hộ tâm long văn trải rộng toàn thân chiến quần rủ xuống mỗi một khối giáp trụ đều tràn đầy kỳ diệu lăng tuyến toàn thân khải nguyên bộ tam tự đấu khải kim quang như ẩn như hiện lúc cái này thân đấu khải bao trùm toàn thân thời điểm đường vũ lân thân cao đã đạt đến 3 mét hai tròng mắt trở nên càng thêm sáng người rồi như thế huyễn lệ rực rỡ đấu khải liền như vậy hiện ra tại khán giả trong mắt những cái kia vừa mới đối với hắn đã mất đi tin tưởng khán giả lúc này không khỏi hai tròng mắt tái hiện hào quang rất đẹp trai đấu khải a à. không nói trước quy lực như thế nào riêng là đấu khải bề ngoài liền đủ để khiến người chảy nước miếng cái đồ vật này cho dù chẳng qua là làm ra một cái phục khắc bản đến thành tựu sưu tầm, đoán chừng đều có vô số người chạy theo như vịt a. À ân từ cũng không có chuẩn bị bảo trì tại bây giờ trạng thái cùng đường vũ lân chiến đấu tại phía sau hắn màu trắng cự long lại một lần xuất hiện từng điểm hào quang xuất hiện ở cái này đầu quang minh thánh long trên người mà ân từ bản thân lại không có bất kỳ quan điểm xuất hiện đây mới thực sự là hư không ngưng khải tứ tự đấu khải đặc thù quang minh thánh long phát ra một tiếng to rõ long ngâm long thân trên không trung dường như vỡ vụn rồi bình thường từng đạo lóe sáng bạch quang từ vỡ vụn long thân trong bắn ra thẳng đến ân từ mà đi ta đấu khải tên là vô song thánh long vô song thánh long ân từ không hề nghi ngờ vô song hai chữ này cũng không phải hình dung thăng long cường đại mà là chắc chắn tại hắn sinh mệnh có phi phàm ý nghĩa tồn tại cái tên này rất có thể chính là hắn người yêu tên a à. màu trắng đấu khải nhanh chóng bao trùm ân từ toàn thân đem hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong lúc hắn đeo vào cái này thân đấu khải thời điểm đã hoàn toàn nhìn không ra bản thân là một vị gần đất xa trời lão nhân khí tức cũng tại chớp mắt trở nên bất đồng cực lớn màu trắng quang hoàn hầu như bao phủ toàn bộ sân vận động quang hoàn bên trong thiên long bay múa nồng đậm quang minh khí tức giống như là thực chất bốc lên làm cả sân đấu đều biến thành quang minh hải dương cái kia quang hoàn trong màu trắng đám cự long chậm rãi hướng lên bốc lên nhìn qua đều như vậy như vậy chân thật hư không ngưng khải lĩnh vực thực chất đây đều là tứ tự đấu khải đặc thù nếu như nói tam tự đấu khải là một loại thăng hoa để cho hồn sư có thể có được lực lượng lĩnh vực như vậy tứ tự đấu khải cũng không phải là thăng hoa đơn giản như vậy mà là tiến hóa tứ tự đấu khải lại xưng là bán thần chi khải là chân chính muốn siêu thoát tại cái thế giới này tồn tại bất luận cái gì một vị tứ tự đấu khải sư tứ tự đấu khải đều như vậy tính mạng của mình trong là quan trọng nhất tạo thành bộ phận giống như là trên thân thể là quan trọng nhất một cái khí quan tại tứ tự đấu khải thành hình thời điểm tứ tự đấu khải sư thậm chí muốn trả giá vượt qua thân thể của mình một phần ba máu tươi đến tỉnh lại nó bởi vì nó là chân chính có sinh mệnh tồn tại. Bất luận cái gì một bộ tứ tự đấu khải thành hình, đối với tứ tự đấu khải sư mà nói, đều như vậy kinh nghiệm một lần tử kiếp, đột phá kiếp nạn, như vậy, thành tựu tứ tự đấu khải, nếu như không thể đột phá, rất có thể liền sẽ mất đi sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì tứ tự đấu khải sư số lượng như thế thừa thất nguyên nhân. Mà tứ tự đấu khải cường đại, chỉ có dùng thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo đạn pháo đến cân nhắc rồi. Đơn giản mà nói, đồng dạng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, không có đấu khải đồng vũ nếu như đối mặt với mặc tứ tự đấu khải ân từ hắn đem kiên trì không được một phút đồng hồ tứ tự đấu khải tại đấu khải sư thế giới bên trong cũng được gọi là thần giới cầu vì cái gì vô luận là thánh linh giáo hay vẫn là truyền linh tháp cũng kể cả đường môn sử lai khắc học viện phần đông vị cực hạn đấu la đám đều đối với thần cấp độ có mãnh liệt như vậy truy cầu ở phương diện này muốn vượt xa cổ đại thời điểm hồn sư đám cũng là bởi vì tứ tự đấu khải bị phát minh ra đến về sau bọn hắn đi qua tứ tự đấu khải cùng mình cực hạn đấu la tu vi có thể chính thức cảm nhận được thế giới kia cường đại đi qua tứ tự đấu khải mới có thể chính thức sở đến thần giới đại môn tứ tự đấu khải là cực hạn đấu la tại tu vi đạt đến cực hạn không cách nào nữa làm bất luận cái gì đột phá dưới tình huống luôn cố gắng cho giỏi hơn duy nhất con đường ân từ cái này thân vô song thánh long đấu khải so với việc đấu la đại lục bên trên các vị tứ tự đấu khải sư đạt được càng thêm gian nan bởi vì tại tinh la đại lục cũng không có bất kỳ một vị thần tượng tồn tại hắn là bằng vào bản thân đã sớm đạt đến cực hạn đấu la cấp độ dùng trọn vẹn 40 năm thời gian đến ôn dưỡng chính mình tam tự đấu khải mới tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống để cho kim loại xuất hiện lột xác đã có được chính mình sinh mệnh đạt đến cùng loại với thiên rèn hiệu quả vì thế ân tử không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ mới cuối cùng thành tựu bộ này đấu khải nếu như không phải là vì truy cầu tứ tự đấu khải mà nói hắn sinh mệnh lực ít nhất có thể so với hiện tại gia tăng 10 năm trở lên thế nhưng là ân từ không hối hận nếu như không có cái này thân vô song thánh long hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng rõ ràng cảm nhận được thế giới kia là cỡ nào tuyệt vời đối với siêu thoát là cỡ nào khát vọng mà giờ này khác này bộ này vô song thánh long đấu khải liền như vậy hiện ra tại toàn bộ tinh la đế quốc dân chúng trước mặt tứ tự đấu khải a à, cũng là toàn bộ tinh la đế quốc duy nhất một bộ tứ tự đấu khải chính thức cường đại tồn tại đường vũ lân vừa mới mặc lên người long nguyệt ngữ hầu như trước mắt đã bị cái kia tràn ngập toàn trường thánh long lĩnh vực chỗ áp chế thiên long phi vũ cái kia hạng gì đồ sộ cảnh tượng cho dù là hắn luôn luôn áp chế người khác kim long vương huyết mạch bị cái này thánh long lĩnh vực ảnh hưởng đều bị áp chế có chút uể oải cái này là tứ tự đấu khải chính thức khủng bố mà cường đại tứ tự đấu khải cho dù là huyết mạch bên trên áp bách tại tứ tự đấu khải trước mặt đều căn bản không cách nào hiện ra rõ ràng đường vũ lân cái này thân tam tự đấu khải hoàn thành thời gian cũng không dài nhưng hắn đã tự mình cảm thụ qua lòng nguyệt ngữ uy năng lòng nguyệt ngữ tất cả kim loại đều như vậy vượt qua 95% trở lên dung rèn hữu linh hợp kim trong đó dùng kim loại hiếm số lượng đủ để chế tạo ra bình thường 6 bộ tam tự đấu khải rồi đường vũ lân vì nó tiến hành hồn rèn hầu như đã đạt đến thánh tượng có khả năng đạt tới cực hạn không có bất kỳ thỏa hiệp chính là vì có thể làm cho nó siêu việt bình thường tam tự đấu khải cấp độ sự thật chứng minh hắn thành công long nguyệt ngữ vừa bị đánh tạo đi ra thời điểm cũng đã có rồi hư không ngưng khải đặc thù đây là bình thường tam tự đấu khải căn bản không có khả năng xuất hiện thế nhưng là lúc nó đối mặt với chính thức tứ tự đấu khải lúc long nguyệt ngữ lúc này trên người chỉ có thể tách ra nhàn nhạt màu vàng quang vụ quanh quẩn tại đường vũ lân chung quanh thân thể 10 mét phạm vi đã liền bản thân thêm vào lĩnh vực cũng đồng dạng chỉ có đường kính 10 mét rồi bị áp chế căn bản không cách nào phóng ra ngoài cái này là tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải ở giữa tranh lệch sao Tuy rằng đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình trận đấu này có thể thắng. Thế nhưng là, lúc hắn chính thức đối mặt với tình huống trước mắt lúc, trong lòng hay vẫn là không khỏi tràn đầy không cam lòng. Tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải tranh lệch, vậy mà lớn đến trình độ này. Cúi đầu xuống, nhìn về phía chính mình dưới chân, tam tự đấu khải mang đến lĩnh vực, hắn thì thào tại trong lòng hỏi, người cam tâm a à? Hắn cái này tam tự đấu khải lĩnh vực quang hoàn nhìn qua có chút kỳ lạ, cũng không có lam ngân hoàng hoặc là kim long vương hình chiếu nhìn qua chính là thành từng mảnh mỹ lệ hoa văn những thứ này hoa văn như là một đóa màu vàng đại hoa tại thịnh phóng đại hoa nhưng cánh hoa nhưng là từ một khối khối kim long vương hình thoi lân phiến tạo thành đấy mỗi một khối lân phiến bên trên đều có được lam ngân hoàng hoa văn nhìn từ đằng xa đi vậy như là một đóa thịnh phóng màu vàng đại hoa tại dưới chân hắn màu vàng lân phiến cánh hoa không ngừng tại quang ảnh biến hóa trong khép mở lấy nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lúc cái này màu vàng cánh hoa tại mở ra thời điểm mơ hồ giữa có thể để lộ ra cánh hoa dưới đáy màu đỏ như máu cái kia lúc trước huyết long biến màu đỏ như máu cái kia kim long vương sâu nhất cấp độ hủy diệt khí tức không ai có thể quyết định đấu khải lĩnh vực sẽ là cái dạng gì nữa đây đấy chỉ có hồn sư cùng bản thân đấu khải hoàn thành dung hợp một khắc này đấu khải thành hình tam tự đấu khải lĩnh vực mới có thể căn cứ hồn sư năng lực của bản thân cùng với đấu khải đặc tính ngưng tụ thành hình lúc đường vũ lân ngưng tụ ra cái này đấu khải lĩnh vực quang hoàn thời điểm liền chính hắn đều có chút kinh ngạc thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng không thể chính thức tỉnh lại chính mình cái đấu khải lĩnh vực tam tự đấu khải hoàn thành thời gian thật sự là quá muộn mà gần nhất hắn lại một mực tại tiến hành ngũ thần chi quyết chiến đấu tam tự đấu khải lĩnh vực là cần tỉnh lại đấy chỉ có tỉnh lại về sau mới có thể chính thức ứng dụng quá trình này đối với mỗi cái hồn sư mà nói đều không đồng nhất dạng có dài có ngắn nhưng đối với đường vũ lân mà nói hắn còn chưa kịp tiến hành quá trình này hôm nay cũng đã đứng ở thánh long đấu la trước mặt đối mặt với vô song thánh long áp bách hắn bất giác tại trong lòng hỏi chính mình người cam tâm a đây là ở hỏi hắn linh hồn của mình lại không làm vậy sao đang hỏi bị chấn áp tại trong phong ấn chính là cái kia linh hồn a dưới chân lĩnh vực cánh hoa tại rất nhỏ xung động lắc lư lấy khép mở tốc độ tựa hồ tại thoáng gia tăng bên ngoài một mảnh dài hẹp màu trắng cự long tung bay ngang dọc lĩnh vực áp bách đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi thiên long phi vũ đây là thánh long đấu la ân từ tứ tự đấu khải lĩnh vực tiến hóa năng lực tuy rằng cái kia không phải chân chính hơn một nghìn đầu cự long phát động công kích nhưng mà hắn lĩnh vực thực chất hóa về sau tại lĩnh vực trong phạm vi mỗi một cái cự long đều có chân thật trùng kích lực bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé tứ tự đấu khải đối với tam tự đấu khải không hề nghi ngờ lĩnh vực là hẳn là trực tiếp nghiền ép đối thủ đấy ân từ nhìn xem đường vũ lân trong lòng thầm than một tiếng tu vi chênh lệch cuối cùng vẫn không thể đền bù đấy hắn yên lặng cảm thụ được đường vũ lân sức thừa nhận lúc đường vũ lân tiếp cận không cách nào thừa nhận thời điểm hắn đem tuyên bố trận đấu này dùng hòa ván kết thúc đây là hắn ngày hôm qua cùng đái thiên linh thương lượng xong kết quả phía trước đã thua bốn trận rồi tính là cuối cùng này một trận thắng đối với tinh la đế quốc mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa cho nên ân tử đã nghĩ ra biện pháp này đầu tiên hắn muốn ở ngoài mặt thực lực nghiền ép đường vũ lân để cho tất cả khán giả đều chứng kiến song phương tranh lệch sau đó lại chủ động nói trận này dùng hòa ván kết thúc đồng thời điều này cũng tượng trưng cho đường môn cùng tinh la đế quốc tỉnh hữu nghị dùng đại khí biểu hiện đến thắng dân chúng tâm mà cuối cùng một trận chỗ thể hiện ra tranh lệch cũng sẽ để cho dân chúng có chỗ xem nhẹ phía trước bốn trận đường vũ lân thắng lợi so trực tiếp thắng Đường Vũ Lân hiệu quả muốn tốt bốn tháng một hòa Đường Vũ Lân đã đáng giá kiêu ngạo rồi nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra hắn khoảng cách cực hạn đấu la cấp độ còn có không nhỏ tranh lệch cũng không phải Đế quốc thật không địch lại chỉ là vì cùng đường môn tình hữu nghị bởi như vậy có thể đổi bị động làm chủ động nghe đề nghị của hắn về sau Đái Thiên Linh lập tức công nhận dù sao phía trước mất phân quá nhiều cuối cùng một trận nếu như không cần điểm đặc thù thủ đoạn sẽ rất khó đối với dân chúng có chỗ nói rõ đi qua lúc trước va chạm ân tử có thể rõ ràng cảm giác được đường vũ lân đúng là thực lực không kém tuy rằng không thể cùng chính mình so với nhưng đều muốn bắt lấy hắn nếu như mình có chỗ giữ lại mà nói cũng không dễ dàng như vậy cho nên lúc đường vũ lân phóng xuất ra bản thân tam tự đấu khải thời điểm hắn liền không chút do dự đem tứ tự đấu khải phóng thích ra ngoài cái này vốn chính là ngũ thần chi quyết đấu khải cuộc chiến phóng thích đấu khải không gì đáng trách nhưng mà hắn biết rõ tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải tranh lệch đến cỡ nào cực lớn đi qua tứ tự đấu khải đối với tam tự đấu khải nghiền ép tranh thủ để cho đường vũ lân vẫn không cách nào phản kháng sau đó hắn liền có thể tuyên bố dùng hòa ván thu tràng đồng thời lại nâng lên đường vũ lân vài câu ngũ thần chi quyết thuận lợi sau khi chấm dứt chính là song phương chính thức hợp tác bắt đầu đế quốc bên này cũng đã được đến tin tức có quan hệ với liên bang phong tỏa đông hải đái thiên linh vẫn là hết sức lo lắng bởi vì hiện tại ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ lúc nào đã đến mà một khi chiến tranh đã đến đường môn ủng hộ cùng với đường môn lần này mang đến những vũ khí này có thể phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng thời gian phương diện vẫn phải mau chóng mới tốt thiên long phi vũ chính là dưới loại tình huống này lên đài đấy một mảnh dài hẹp màu trắng cự long quay chung quanh tại đường vũ lân chung quanh thân thể tung bay ngang dọc cường đại lực áp bách sóng sau cao hơn sóng trước lĩnh vực trực tiếp nghiền ép là tu vi phân biệt cách dưới tình huống không hiểu nhất phương thức chiến đấu một vị cực hạn đấu la cho o dù là tại đối mặt với hơn 10 vị siêu cấp đấu la dưới tình huống một khi vận dụng chính mình tứ tự đấu khải lĩnh vực thực chất hóa trừ phi là có đồng cấp bậc đối thủ tồn tại nếu không siêu cấp đấu la số lượng nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì nếu như không phải nhân loại nghiên cứu gia định trang hồn đạo đạn pháo cùng một ít siêu đại hình khủng bố hồn đạo khí có hủy diệt tính lực phá hoại cực hạn đấu la liền như cũ là trên cái thế giới này vô địch tồn tại. Người cam tâm sao? Ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn, đường vũ lân thậm chí mơ hồ có thể nghe được chính mình tam tự đấu khải tại phát ra, ghê răng thanh âm, nguyên bản đường kính 10 mét lĩnh vực hào quang hiện tại đã bị áp xúc đến rồi chỉ có 8 m tả hữu, nhìn qua màu vàng, càng thêm nồng đậm rồi, có thể trên thực tế, cái kia màu vàng lại tựa hồ, như tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Ân từ không có nóng lòng phát động công kích, hắn đây là điều muốn không chiến mà khuất người chi quân binh nga cái này là cực hạn đấu la cấp độ đường vũ lân cũng từng thử qua hướng long hoàng đấu la long dạ nguyệt phát động công kích nhận thức cực hạn đấu la tu vi thế nhưng dù sao không phải tại công bằng dưới tình huống long dạ nguyệt cũng không có khả năng đối với hắn thì triển toàn lực cùng tứ tự đấu khải hôm nay lúc hắn chính thức cảm nhận được một vị cực hạn đấu la toàn diện triển khai thời điểm mới khắc sâu minh bạch cực hạn đấu la sức chiến đấu có kinh khủng bực nào không thể động đậy chẳng lẽ Thật muốn hiện tại liền vận dụng cái kia cuối cùng hậu thủ, thế nhưng là, cái kia chính mình duy nhất cơ hội chiến thắng a, à? nếu là thi đấu, hắn liền cho tới bây giờ cũng không có điều muốn qua buông tha cho, vô luận đối thủ là ai, mục tiêu của hắn thủy chung đều như vậy đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, thắng lợi lại tựa hồ như khoảng cách hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng xa rồi, thế nhưng là, hắn không cam lòng, hắn thật không cam lòng. Long Nguyệt ngữ lần thứ nhất lên đài, muốn gặp phải một trận tan tác a, à? thật muốn thua a. À? liền có được ngươi một tia huyết mạch phách vương long đều như vậy bất khuất hồn linh ngươi như thế cuồng bạo nắm trong tay hủy diệt như vậy đã có được khí tức của ngươi tam tự đấu khải chẳng lẽ liền như vậy nhận thua sao đường vũ lân như là tại trong lòng hỏi chính mình hoặc như là đang hỏi lấy cái kia một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn nó tại hắn cây tùy ở chỗ sâu trong một ít kỳ dị biến hóa bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác xuất hiện trên khán đài khán giả lúc này trong lòng hơn nữa là rung động thiên long phi vũ tình cảnh thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long trên không trung bay múa nở rộ vô cùng mãnh liệt sáng chói hào quang từng đạo khủng bố quang ảnh tại trong hư không biến hóa cái kia cực lớn lực áp bách thậm chí khán giả đều có thể cảm thụ được đến đứng ở nơi đó đường vũ lân giống như là cuồng phong sóng lớn trong một chiếc thuyền lá nhỏ tùy thời cũng có thể tại sóng lớn trong lật úp cái này là tranh lệch a à. nguyên lai like tại bọn hắn trong suy nghĩ đã rất cường đại dường như có thể chiến thắng đế quốc đường môn môn chủ cuối cùng còn chẳng qua là người trẻ tuổi tại chính thức người mạnh nhất trước mặt hắn như trước có như thế chênh lệch cực lớn đã xong tuy rằng đế quốc rất có thể đầu đạt được cuối cùng trận này thắng lợi thế nhưng chút ít giờ đế quốc quật khởi quảng cáo khán giả trên mặt đã toát ra vẻ vui mừng nguyên lai đế quốc cũng không phải là không có chiến thắng vị này đường môn môn chủ thực lực cái gọi là ngũ thần chi quyết cuối cùng chẳng qua là cái gọi là mà thôi nếu như từ vừa mới bắt đầu vô luận cái nào một trận đều thỉnh ân từ miệng hạ xuất chiến mà nói như vậy đều chỉ cần mở ra lĩnh vực là có thể chiến thắng vị này rồi à tuy rằng ý nghĩ này có chút hẹp cũng không thể chính thức thực hiện nhưng tại rất nhiều nhân tâm ở bên trong đường vũ lân đỉnh đầu quang hoàn đang tại làng yên hạ xuống người cam tâm a à. tiếng kêu tựa hồ tại nội tâm chỗ sâu nhất vang lên hoảng hốt giữa đường vũ lân tựa hồ thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng cái kia hết sức đặc thù một màn tất cả cự thú tại thải vân bên trong bay lượn bọn hắn hợp thành cũng không chỉnh tề đội ngũ Tại bọn hắn trên người tràn đầy không cam lòng khí tức, tràn đầy cuồng nhiệt khát vọng. Bọn hắn có chiều cao nghìn mét, có khí thế lừng lẫy, không khỏi bắn ra lấy sáng chói hào quang. Bị những cái kia thần cách áp chế, các người cam tâm à? Một cái uy nghiêm mà thanh âm hùng hồn trong không khí vang vọng. Vô số tiếng gầm gừ cũng vang lên theo, vô luận là dạng gì ngôn ngữ, cuối cùng hội tụ thành đều chỉ có ba chữ, không cam lòng. Phương xa, mây mù lượn quanh giữa, một tòa sáng chói cung điện đã gần trong gang tấc ở bên kia tựa hồ có vô số trên người lóng lánh hào quang nhân loại đang đợi những thứ này cự thú đại quân đã đến vì trong lòng không cam lòng dũng mãnh công kích à để cho bọn chúng khóc đi kêu to lên hủy diệt à uy nghiêm hóa thành điên cuồng tầng một huyết sắc đột nhiên từ phía trước nhất lan tràn ra bao trùm tại tất cả cự thú trên người đem thân thể của bọn nó toàn bộ nhuộm đỏ đã thành cùng màu một cỗ khó có thể hình dung điên cuồng một loại tràn ngập không cam lòng bất khuất bạo phát ngang kim quang có rút lại đến 5 mét. Đường Vũ Lân đột nhiên ngừng đầu lên, phát ra một tiếng ngập trời gào thét gào thét. Dưới chân lĩnh vực bên trong màu vàng đại hoa, rút cuộc thịnh phóng, màu vàng lân phiến, chẳng qua là nó đại hoa, chính thức nở rộ hào quang đấy, là một đóa không gì sánh kịp huyết sắc đại hoa. Màu vàng đỏ hào quang, trong khoảnh khắc từ đường Vũ Lân dưới chân bay lên, giống như là một đám không gì sánh kịp huyết diễm hướng ra phía ngoài lao nhanh. Tại sục sôi long ngâm, giống như là huyết diễm dẫn dắt người, Tại nó cuốn đi bên dưới, không khí chung quanh chịu ngưng kết, nồng đậm khí huyết chấn động chớp mắt bốc lên đến rồi đỉnh. Đỏ tươi như máu, sáng chói màu vàng đỏ tựa như muốn thôn phệ hết thảy bình thường. Thánh Long lĩnh vực trong khoảnh khắc xuất hiện dừng lại, ngay sau đó, cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long, nhất là quay chung quanh tại đường vũ lân bên cạnh màu trắng đám cự long, vốn là thân hình ngưng kết, sau đó, từng cái bị nhuộm đậm huyết sắc, tại cái kia huyết sắc sầm nhiễm phía dưới, thân thể của bọn nó bắt đầu từng cái vỡ vụn khủng bố đó là chân chính khủng bố khí tức vỗ vụn huyết sắc giống như là ôn dịch bình thường hướng ra phía ngoài lan tràn một cỗ khó có thể hình dung hủy diệt khí tức bỗng nhiên từ đường vũ lân trên người bộc phát ra trên khán đài sử lai khắc lục quái cơ hồ là đồng thời đứng lên trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc huyết long chẳng lẽ lại là lúc trước hủy diệt truyền linh tháp huyết long trong dạp cô nguyệt na căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình cũng mãnh liệt đứng lên may mắn lúc này trương qua dương cũng cùng nàng giống nhau bởi vì kinh ngạc mà đứng đứng lên. Trương Qua Dương là đã từng tự mình cùng ân tử luận bàn qua đấy, cho nên càng thêm khắc sâu hiểu rõ hắn cái này tứ tự đấu khải bổ sung thánh long lĩnh vực đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng là, ở nơi này thánh long lĩnh vực bao trùm bên trong, lại đột nhiên như là nở rộ, rồi một đóa máu tươi bông hoa, cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long ở nơi này máu tươi bên trong bị, không ngừng thôn phệ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả tứ tự đấu khải lĩnh vực đều có thể thôn vệ sao? đều có thể áp chế a à. ân từ cũng đồng dạng là sắc mặt đại biến bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia thiêu đốt lên huyết diệm không chỉ là tại đường vũ lân lĩnh vực chung quanh tựa hồ trong lòng mình cũng là giống nhau một loại khó có thể hình dung cuồng dã tâm tình bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xuất hiện người cam tâm a à. khóc đi kêu to lên hủy diệt a à. một loại đều muốn hủy diệt hết thảy xúc động cũng tiếp theo tại trong cơ thể hắn bay lên nhiều bó huyết diễm đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ sân thi đấu nội bộ giống như là cái kia đóa huyết sắc đại hoa tại toàn trường thịnh phóng bình thường. Bất luận cái gì hình thức năng lượng tại tiếp xúc với cái kia huyết sắc đại hoa thời điểm, đều bị nó thôn phệ, đều chuyển hóa làm nó hủy diệt khí tức một bộ phận, mà đường vũ lân trên người hào quang tức thì trở nên càng phát ra cường thịnh đứng lên. Tiên huyết kim long Đường vũ lân rốt cuộc biết chính mình tam tự đấu khải lĩnh vực tên gọi cái gì, tiên huyết kim long lĩnh vực. Cái kia kim long huyết mạch chính thức nở rộ, cái kia bất khuất hủy diệt ý niệm cố chấp. Hắn bản thân cũng không có điên cuồng, điên cuồng chính là đấu khải trong ẩn chứa đỏ tươi huyết diễm cho dù là dùng hắn như thế tỉ mỉ chế tạo mà thành tam tự đấu khải lúc này vậy mà đã có loại muốn không chịu nổi bản thân lĩnh vực bộc phát uy năng rồi thiên long phi vũ chớp mắt thiêu đốt cái kia một mảnh dài hẹp màu trắng cự long cơ hồ là tại mấy lần thời gian hô hấp cũng đã tan thành mây khói đường vũ lân hai tròng mắt trở nên đặc biệt sáng ngời hắn cái kia một thân màu vàng đều mở bên trên sớm đã hiện lên nhiều bó đỏ tươi huyết diễm hoa văn Đường Vũ Lân mãnh liệt bước ra một bước, trong tay Hoàng Kim Long thương huy động, trên người đấu khải đột nhiên hóa thành từng điểm màu vàng đỏ hào quang đi vào trong hư không, một lần nữa hóa thành cự long. Chẳng qua là, lần này cự long đã biến thành màu vàng đỏ, hai tròng mắt của nó đỏ bừng, ngước mắt nhìn phía dưới ân từ, ân từ chỉ cảm thấy đầu óc mình trong giường nhiềm âm nổ vang. Khóc đi, kêu to lên, hủy diệt a à, cái kia ngập trời gào thét bộc phát, làm hắn tinh thần một hồi hoảng hốt, trên người vô song thánh long tứ tự đấu khải đột nhiên vỡ phụn hóa thành một cái màu trắng cự long mãnh liệt chui vào trong hư không cơ hồ là cùng đường vũ lân trên người tam tự đấu khải hình thành xích màu vàng cự long đồng thời biến mất vô tung đường vũ lân dưới chân tiên huyết kim long lĩnh vực quang hoàn cũng tiếp theo biến mất vô tung vô ảnh nhưng hắn trên người tam tự đấu khải vẫn còn tại chẳng qua là hào quang ảm đạm rất nhiều mà thôi như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa ai có thể nghĩ đến cường đại như vậy thánh long lĩnh vực tại đường vũ lân tiên huyết kim long lĩnh vực trước mặt thậm chí ngay cả mang theo tứ tự đấu khải cùng một chỗ vỡ vụn rồi cái này cố nhiên là bởi vì huyết mạch áp chế nguyên nhân thế nhưng là một kiện tam tự đấu khải lĩnh vực lại có thể để cho tứ tự đấu khải lĩnh vực chịu khuất phục đây là hạng gì rung động nhân tâm truyền linh tháp phòng riêng bên trong trương qua dương cơ hồ là thốt ra hoảng sợ nói làm sao có thể hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy hắn là phi thường tiếp cận cực hạn đấu la tồn tại nhưng ngay cả như vậy hắn cũng không thể có được tứ tự đấu khải đây tứ tự đấu khải cùng cực hạn đấu la đều như vậy hắn mơ ước lớn nhất hắn cũng không nhớ rõ tại trong lịch sử có người có thể đủ tam tự đấu khải đi chiến thắng tứ tự đấu khải đấy cái này căn bản là hai cái thế giới tồn tại à cực hạn đấu la vốn không phải là bán thần chẳng qua là rất tiếp cận với thần cách cấp độ tồn tại bởi vì đã có tứ tự đấu khải mới có thể bước ra cái kia nửa bước cho nên nói tứ tự đấu khải là thần cấp cấp độ chưa bao giờ có người chất vấn qua thế nhưng là giờ này khác này thánh long đấu la tứ tự đấu khải vô song thánh long liền như vậy tại tiên huyết kim long bên trong vỗ vụn điều này thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi cổ nguyệt na liền đứng ở bên cạnh hắn cảm thụ của nàng tức thì cùng trương qua dương hoàn toàn bất đồng tại ngắn ngồi kinh ngạc về sau nàng minh bạch đường vũ lân đã bắt đầu chính thức nắm giữ kim long vương năng lực một ít tinh túy rồi kim long vương năng lực kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở bản thân vô cùng cường đại hủy diệt chi lực đây mới là nó chính thức lực lượng mà hủy diệt chi lực là một thanh con dao hai lưỡi hủy diệt người khác cũng hủy diệt chính mình từ hủy diệt chính mình linh hồn bắt đầu nhân loại nghiên cứu ra đấu khải đấu khải cùng bản thân dung hợp chính là bởi vì đường vũ lân không có bị hủy diệt ý niệm khống chế được linh hồn của mình cho nên hắn cái này kim long vương chính thức hủy diệt khí tức cũng không thể tại hắn bản thân thân trên hiện ra mà là thể hiện tại đấu khải bên trên mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu cũng chỉ là tiếp được rồi thật rất ít kim long vương bản nguyên khí tức nhưng cái này tiên huyết kim long lĩnh vực cũng không phải loài long mặt khác võ hồn hoặc là đấu khải có khả năng ngăn cản nếu như thánh long đấu là đấu khải là tam tự đấy chỉ sợ liền chạy cơ hội đều không có trực tiếp cũng sẽ bị tiên huyết kim long lĩnh vực cắn nuốt sạch kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là ân từ bản nhân hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra làm bạn rồi chính mình nhiều năm như vậy hầu như chưa bao giờ bị bại vô song thánh long đấu khải rõ ràng sẽ thua ở đường vũ lân trong tay hơn nữa còn là đã thua bởi một kiện tam tự đấu khải đường vũ lân long nguyệt ngữ đấu khải nhìn qua là suy yếu thế nhưng là chính mình tứ tự đấu khải trực tiếp biến mất à hư không ngưng khải có nghĩa là tứ tự đấu khải bản thân đã không chế một ít không gian pháp tác áo nghĩa nó có nhất định sinh mệnh bản năng cùng tính chất đặc biệt lúc cảm nhận được hủy diệt tính tai họa đã đến thời điểm sẽ có một ít bản thân lựa chọn ân từ có thể cảm giác được đường vũ lân long nguyệt ngữ đấu khải là không đủ để dung chuyển chính mình vô song thánh long đấu khải đấy thế nhưng là vừa mới cái kia màu đỏ như màu lĩnh vực lại tựa hồ như có thể đem vô song thánh long đấu khải linh tính xóa đi nếu nói như vậy liền tương đương với là tại mà sát một người linh hồn vô song thánh long lúc này mới tại hoảng sợ phía dưới không thể không nhanh chóng bỏ chạy bằng không mà nói nó hiện tại đã biến thành bình thường rồi cái này chẳng phải là có nghĩa là nếu như tương lai đường vũ lân tu vi có thể đuổi theo chính mình hoặc là tiếp cận chính mình thời điểm mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn sao nguyên bản đối với đường vũ lân cũng sớm đã biến mất sát ý bất tri bất giác lại một lần tại đáy lòng của hắn xuất hiện nhìn xem đường vũ lân ánh mắt cũng khẽ biến song phương ngập vào ngắn ngồi đình trệ khán giả sớm đã là một mảnh kinh hô bọn hắn thế mới biết nguyên lai nhất mỹ lệ dĩ nhiên là lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa va chạm vậy đơn giản chính là bao trùm toàn trường khủng bố a à. cái kia huyết sắc hoa tươi đến tột cùng là cái gì thấy thế nào đi lên thánh long đấu la giống như bị thua thiệt nguyên lai đường môn môn chủ vẫn còn có như vậy nội tình sao đường vũ lân không có kinh động là bởi vì hắn lúc này trong lòng đang tại dư vị lấy lúc trước tiền huyết kim long lĩnh vực tại bị kích phát ra lúc đến đợi cảm giác cái loại này tràn ngập cực hạn điên cuồng hủy diệt ý niệm làm hắn mình cũng là phát ra từ đáy lòng sản sinh một cỗ hàn ý nếu như cái này cỗ ý niệm công kích chính là mình chính mình tinh thần chi hải cũng có thể mà gánh vác được à đáp án không thể nghi ngờ là chối bỏ đấy mà vừa mới những thứ này hẳn là chính thức kim long vương bản nguyên chi lực phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận mới được kim long vương phong ấn tại có khả năng dưới tình huống nhất định không thể lần nữa đột phá bằng không mà nói một khi bị cái này cỗ điên cuồng hủy diệt ý niệm khống chế được tinh thần của mình như vậy chính mình cũng chỉ có thể là biến thành rất chóc máy móc rồi điều này thật sự là thật là đáng sợ hư hư lạnh một tiếng đem đường vũ lân từ đối với bản thân cảm thụ trong bừng tỉnh hắn nhìn đến đấy là ân tử lạnh như băng hai chòng mắt đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói đấu khải đều như vậy sinh mạng thứ hai huống chi ân từ đấu khải thế nhưng là tứ tự cấp độ a tứ tự đấu khải giống như là bán thần thần cách bình thường một khi mất đi tựa như thánh long đã mất đi móng vuốt sắc bén dùng ân tử cá tính lúc này cũng đã ở vào một loại bộc phát biên giới chân trái bước ra một bước vị này thánh long đấu la lần thứ nhất chủ động phát khởi công kích thân hình lóe lên ân tử đã đến không trung bên trong hai tay ngưng kết thành một cái pháp ấn ánh mắt nhìn về phía đường vũ lân tại hắn hướng trên đỉnh đầu một cái cực lớn màu trắng đầu rồng bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng thổ tức thẳng đến đường vũ lân phụt lên mà đến cái này cũng chưa tính xong liên tiếp lại là hai phần phun ra ba miệng phun hơi thở nhìn qua đều như vậy hướng về đường vũ lân một người đi đấy nhưng lúc bọn hắn phun ra thời điểm đường vũ lân đã cảm nhận được chính mình chung quanh hết thảy tất cả đều muốn bị cắn nuốt cùng bao trùm tựa như cho dù là đã không có tứ tự đấu khải tăng phúc ở trước mặt hắn như cũ là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả dưới sự phẫn nộ công kích trong lúc vô hình đã dùng hết toàn lực đường vũ lân cảm thấy nghiêm nghị chính mình tiên huyết kim long lĩnh vực vừa mới phóng thích đối với rơi đối phương đấu khải tam tự đấu khải đối với hắn như trước có chỗ tăng phúc nhưng linh tính rõ ràng hạ thấp rất nhiều ân từ công kích đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở căn bản không cho hắn bất luận cái gì khả năng trở thiện cơ hội trốn ba miệng phun hơi thở tựa hồ liền toàn bộ không gian đều phong tỏa bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Đường Vũ Lân thở sâu, giơ lên cao trong tay phải, Hoàng Kim Long thương kim mang mãnh liệt bắn, không có sợ hãi, không có nhát gan, chỉ có, dũng cảm tiến tới. Ngang, sục sôi Long ngâm tiếng vang lên, Hoàng Kim Long hống mở đường, dung thân nhoáng một cái đã hiện ra võ hồn chân thân càng là không chút do dự phóng xuất ra rồi chính mình kim long vương huyết mạch kỹ năng mạnh nhất kim long trấn ngục sát bầu trời chịu hắc ám cùng cực lớn màu trắng đầu rồng hình thành rõ ràng so sánh ba miệng phun hơi thở lẫn nhau dẫn dắt trên không trung rõ ràng tạo thành một cái cực lớn màu trắng vòng xoáy dẫn dắt cái kia màu vàng đỏ cự long phảng phất muốn đem hắn xoắn giết nhưng vào lúc này cái kia rõ ràng đã bị áp chế xích màu vàng cự long trên người bỗng nhiên bắn ra ra một cỗ bất khuất ý niệm Khí tức kinh khủng chớp mắt bạo tăng, đơn giản là đem Kim Long chấn ngục sát bạo phát ra. Màu trắng cùng màu vàng đỏ trên không trung không ngừng biến hóa nổ vang, hắc ám bầu trời đã trở thành bọn hán tốt nhất màu nền, làm khán giả nhìn hoa mắt thần mê. Oanh Long Long, tựa như lôi đình bình thường trong tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hùng hăng nện trên mặt đất. Toàn bộ sân vận động mặt đất chớp mắt hướng phía dưới lõm xuống rồi một cái hố to, tăng thêm sự kinh khủng chính là dùng cái kia hố to là khởi điểm một cỗ kinh khủng sóng xung kích bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lao nhanh cuồn cuộn trùng kích tại vòng phòng hộ bên trên nhấc lên mảng lớn mảng lớn vầng sáng vòng phòng hộ có loại tràn đầy nguy cơ run rẩy cảm giác nhìn trên đài hội nghị đái thiên linh không khỏi lông mày cao chặt sự tình phát triển cùng hắn cùng với ân từ kế hoạch tựa hồ có chút không đồng nhất dạng a à. một đạo hào quang chớp mắt trên không trung xẹt qua ân từ rơi tại cách đó không xa trên mặt biểu lộ đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn ở chỗ này không hề nghi ngờ cái kia bị oanh nhập trong lòng đất đấy dĩ nhiên là đường vũ lân rồi đã xong sao đấu khải phương diện đường vũ lân tuy rằng chiếm cứ thượng phong nhưng cái này dù sao cũng là chiến đấu tu vi tranh lệch tựa hồ hay vẫn là quyết định trận đấu này thắng bại sử lai khắc lục quái huyết long tiểu đội các thành viên cũng đã lo lắng đứng lên thân đã liền tiếu diện đấu la cũng là như thế bọn hắn lo lắng nhất chính là đường vũ lân bị thương nặng thậm chí là chỉ có truyền linh tháp phòng trong cổ nguyệt na biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh loại trình độ này công kích đều muốn phá hủy kim long vương thân thể liền tại trương qua dương mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm trầm thấp long ngâm âm thanh từ cái kia trong hồ lớn vang lên sau một khắc cực lớn kim long lần nữa phóng lên trời lần này kim long trên người huyết sắc chút bỏ nhưng tại nó lên không dựng lên nháy mắt trên người lại mơ hồ có bảy màu vầng sáng lập loè, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí tức cũng tiếp theo phóng thích một đạo quang ảnh từ kim long trên người phóng mà ra thình lình chính là đường vũ lân chỉ bất quá bây giờ nhìn đi lên kim long là thực chất đấy hắn nhân hình nọ thân ảnh phóng ngược lại như là hư ảo đấy đây là đường vũ lân tay phải ngẩng lên không có hoàng kim long thương tại trong lòng bàn tay mà là trở tay cầm nắm hướng sau lưng ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía đối diện thánh long đấu la người đã là long thẩm phán chi trong hư không phảng phất có một cái cực lớn bạch long xuất hiện nó hoảng sợ mà thống khổ vặn vẹo lên, đều muốn dãy giụa cái gì. Thế nhưng là, vô luận nó như thế nào dãy giụa, hư không tựa hồ đều có một cỗ trói buộc chi lực làm tại trên người nó, làm nó không cách nào dãy giụa. Một thanh lóe ra bảy màu vầng sáng cự đa bị đường vũ lân thân ảnh từ phía sau rút ra, xa đối với cái kia màu trắng cự long, một đa chém ra. Đây là một cỗ khó có thể hình dung mãnh liệt nguy cơ cảm giác trước mắt xuất hiện ở ân từ trong lòng, hắn nguyên bản cũng định thu tay lại rồi, vừa mới thánh long thổ tức chính là hắn phi thường cường đại thủ đoạn công kích hơn nữa hắn cũng cảm giác được đường vũ lân là hoàn toàn ngăn cản không nổi đấy chẳng qua là không nghĩ tới hắn kháng áp năng lực lại có thể như thế mạnh tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi rõ ràng có thể lần nữa phát động công kích lúc đường vũ lân trở tay cầm chặt sau lưng chui đao trong nháy mắt đó thánh long đấu la ân từ chỉ cảm thấy chính mình tinh thần dường như hoảng hốt rồi thoáng một phát hắn nhìn đến rồi bên cạnh mình có muôn hình muôn vẻ các loại cự long nằm sấp trên mặt đất cảnh tượng càng là cảm nhận được chính mình phảng phất là phạm vào ngập trời tội lớn bình thường bị áp dự pháp trường bảy màu cự đao ngang trời xuất thế trong nháy mắt đó tại hắn sâu trong đáy lòng khó có thể hình dung tiếng rên rỉ vang lên theo mãnh liệt sợ run cảm giác thậm chí làm thân thể của hắn run rẩy lên không tốt tuy rằng không biết đường vũ lân vận dụng là như thế nào năng lực nhưng trong nháy mắt này hắn liền minh bạch đường vũ lân lần này công kích là có thể uy hiếp được tính mạng của mình tồn tại, không có khả năng để cho hắn chính thức đem công kích rơi tại trên người mình. Cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần thoáng thanh tỉnh thoáng một phát, ân từ hai tròng mắt đột nhiên trở nên tĩnh mịch đứng lên. Tại trung quanh thân thể hắn, nhật nguyệt tinh thần đột nhiên xuất hiện, lại chớp mắt vặn vẹo, dường như điên đảo rồi nhật nguyệt bóp méo ngôi sao, tất cả hào quang tại trong chốc lát bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành một cái hắc động thật lớn. Tinh thần lĩnh vực hắc động đây mới là thánh long đấu la thân là cực hạn đấu la chính thức nội tình một trong hắc động xuất hiện thôn phệ hết thảy hào quang bảy màu dường như bị dẫn dắt trở nên rung động nhưng mà cái kia vô tận uy nghiêm lại đột nhiên làm tại cự đao phía trên cái kia long tộc pháp đao là long thần tự tay chế tạo ra long tộc pháp đao thậm chí là siêu việt tại kim long vương ngân long vương phía trên cấp độ tồn tại pháp đao vừa ra vạn long phục đầu hào quang bảy màu hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng như thiểm điện xẹt qua không trung màu trắng cự long tại rên rỉ trong vỡ vụn đồng thời vỡ vụn đấy còn có cái kia vốn hẳn nên có thể thôn phệ vạn vật hắc động một đao kia mới là đường vũ lân chính thức lưu cho ân tử át chủ bài là hắn nhằm vào tại thánh long đấu la công kích mạnh nhất hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới mình có thể chiến thắng một vị cực hạn đấu la nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không hề lực chống cự hắn đại biểu không chỉ là chính mình càng là đường môn là sử lai khác học viện Tại hắn trên người có quá nhiều quang hoàn, tự nhiên cũng liền có quá nhiều trách nhiệm. Cái này hết thảy tất cả đều để cho hắn không có khả năng liền như vậy nhận thua. Đối mặt với ân từ cường đại, hắn không sợ hãi. Hắn có thuộc về hắn nội tình. Long tộc pháp đao cố nhiên là cuồng phong đa ma tư mã kim chỉ biến thành, nhưng tùy nào đó bên trên mà nói, tư mã kim chỉ vốn chính là vũ khí của hắn một trong a. À. Huống chi cái này ngũ thần chi quyết với hắn mà nói lại làm sao công bằng qua? Cho dù tại vũ khí cuộc chiến ở bên trong đường vũ lân cũng không đánh tính chính thức sử dụng long tộc pháp đao qua chính là vì tại đây cuối cùng một trận chiến cho vị này thánh long đấu la đưa lên một phần đại lễ sự thật chứng minh vô luận là cỡ nào cường đại tồn tại tại chính thức khắc chế thần khí trước mặt đều muốn chịu cúi đầu lại là một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống lần này không có lúc trước trùng kích thế mãnh liệt như vậy cũng không có trên mặt đất ném ra hố to nhưng nhìn qua nhưng như cũ là mười phần chật vật tại thánh long đấu la trên người xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết thương từ vai trái vai một mực kéo lê đến phía bên phải phần dưới bụng vết thương rất mờ nhìn qua chẳng qua là tan vỡ rồi y phục thậm chí không có vết máu chảy ra nhưng này cũng đã đủ nữa à đường vũ lân chính thức thương tổn được rồi thánh long đấu la càng thêm quỷ dị đúng thánh long đấu la ân từ trên người tất cả quang minh thánh long khí tức toàn bộ biến mất không còn một mảnh chỉ có một vị cực hạn đấu la hồn lực mà thôi tiên huyết kim long lĩnh vực phong sát rồi vô song thánh long Long tộc pháp đao lại đem ân từ võ hồn quang minh thánh long phong sát. Cái này tuy cùng ân từ bản thân quá độ tự tin có quan hệ, nhưng đồng dạng cũng đã chứng minh hiện tại Đường Vũ Lân thực lực cùng với đối với loài long võ hồn khác chế đến cỡ nào cường đại. Một đao chi uy quả là như vậy, cái này là long tộc pháp đao khủng bố chỗ. Đường Vũ Lân tu vi tự nhiên không đủ để chém giết ân từ, nhưng thành công tạm thời phong ấn chặt rồi ân từ võ hồn, cái này thời gian sẽ không dài chỉ có thể là đi qua long tộc pháp đao khí tức tạm thời chấn nhiếp ở ân từ mà thôi nhưng mà đối với đường vũ lân mà nói cái này tạm thời chấn nhiếp cũng đã đủ rồi long tộc pháp đao biến mất hoàng kim long thương một lần nữa xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay một loại không minh cảm giác tiếp theo xuất hiện nhân thương hợp nhất từ trên trời giáng xuống tất cả cuồng bạo hết thảy uy nghiêm trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh rất khó tưởng tượng tại một người trên người khí chất biến hóa vậy mà sẽ to lớn như thế liên tiếp tam biến hoàn toàn bất đồng lúc này đường vũ lân nhìn qua tràn đầy mờ ảo hương vị giống như là một đoá đám mây nhẹ nhàng bay xuống chung quanh hết thảy bắt đầu bắt đầu vặn vẹo khán giả ánh mắt cũng là như thế vặn vẹo vầng sáng giường như biến thành nhiều đoá đám mây phiêu phiêu đãng đãng từ trên trời giáng xuống ân từ lúc này trong lòng là tràn đầy kinh ngạc đấy không có phẫn nộ chỉ có kinh ngạc còn kinh ngạc tại long tộc pháp đào khí tức từ khi thành tựu cực hạn đấu la về sau cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la vân minh hắn cũng không có qua lúc trước cái loại này sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác. Thật là đáng sợ, nếu như đường Vũ Lân tu vi cường thịnh trở lại một ít, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cũng là cực hạn đấu la, chính mình chỉ sợ liền một đao cũng đỡ không nổi. Cái kia căn bản cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là ở chỗ, trừ kia bảy màu trường đa bản thân đối với mình lực chấn nhiếp. Tại trong đầu hắn quanh quần đường Vũ Lân lúc trước trong miệng thốt ra câu nói kia, câu kia tràn đầy uy nghiêm lời nói, người đã là Long, thẩm phán chi thẩm phán hắn lại có thể thẩm phán ta chuôi kia đao đến tột cùng là liền trong lòng hắn kinh ngạc đồng thời chung quanh hết thảy sẽ theo chi bắt đầu vặn vẹo mà giờ này khác này ân từ đột nhiên cảm thấy chính mình như là lột sạch quần áo cô nương đấu khải bị đường vũ lân đấu khải lĩnh vực hóa giải võ hồn bị đối phương long tộc pháp đao phong ấn đã liền tinh thần lĩnh vực đều bởi vì thủ hộ bản thân cũng tại long tộc pháp đao trước mặt vỡ tan tạm thời không cách nào vận dụng hắn bây giờ có thể đủ lợi dụng đấy cũng chỉ có một thân hùng hồn vô cùng hồn lực mà thôi hai tay thác thiên bản thân hồn lực cuồn cuộn bộc phát hóa thành một cái trầm trọng vô cùng màn hào quang đem chính mình thân thể bao phủ ở bên trong thánh long đấu la là, là biệt khuất đấy từ khi tu vi đạt đến hôm nay trình độ về sau hắn còn chưa bao giờ bị áp chế lợi hại như thế qua hơn nữa còn là bị một cái tu vi rõ ràng ra xa không bằng đối thủ của mình như vậy áp chế loại đau khổ này khó nói lên lời có thể sự thật bày ở trước mắt căn bản không cho phép hắn không chấp nhận mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi trên đài hội nghị tiếu diện đấu la hồ kiệt trên mặt lộ ra nồng đậm mỉm cười này lão bất tử nhìn ngươi làm sao bây giờ mấy trăng ngàn năm dài rằng rạc thời gian chi thương vạn vẹo vầng sáng bao trùm thời gian biến hóa thiên địa ung dung một tiếng tràn đầy sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên dừng tay ta nhận thua tất cả vạn vẹo tất cả mây mù tại tiếp theo trong nháy mắt hoàn toàn biến mất hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua đường vũ lân lăng không rơi xuống đất dùng hoàng kim long thương trèo chống lấy chính mình thân thể miệng lớn miệng lớn thở hào hền có thể nhìn ra được lúc này từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông tại rất nhỏ hướng ra phía ngoài tràn máu từ lúc mới bắt đầu trùng kích đến bị ân từ dễ dàng đánh lui lại đến lĩnh vực áp chế sau đó là trùng trùng điệp điệp phản kích cái này toàn bộ quá trình chưa bao giờ dừng lại qua mà hắn vẫn luôn là ở vào cực hạn biên giới hắn ngăn lại ân từ công kích đã nhận lấy cực lớn trùng kích phát khởi mạnh mẽ phản công trước sau điều động tiên huyết kim long lĩnh vực long tộc pháp đao mây trăng ngàn năm dài răng rạc cơ hồ là đem hết khả năng cuối cùng rút cuộc đã nghe được cái kia một tính chính hắn cũng không dám tưởng tượng thanh âm ân từ đứng ở chỗ này toàn thân như là mất hồn tựa như đồng dạng cũng tại thở dốc nhưng hắn thở dốc càng nhiều hơn là đến từ sợ hãi đường vũ lân vừa mới công kích hắn đương nhiên có thể ngăn cản lại tính là các loại năng lực đều bị ngắn ngủi phong ấn chặt rồi Dùng hắn cực hạn đấu la cấp độ tu vi, cũng không phải Đường Vũ Lân có thể công phá. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân cũng không phải tại công phá phòng ngự của hắn, mà là tại vận vẹo toàn bộ thời gian, hắn tại chớp mắt sẽ hiểu đối phương là đang làm cái gì. Hắn hoàn toàn có thể về sau khởi sướng phản công, thậm chí đánh chết Đường Vũ Lân, nhưng mà, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, nếu như bị Đường Vũ Lân công kích đánh trúng, nếu như thật đụng vào nhau, như vậy, hắn sinh mệnh lực nhất định sẽ hạ thấp, giảm mạnh ít nhất cũng sẽ giảm thọ 3 năm. Đối với một người tuổi còn trẻ mà nói, giảm thọ 3 năm cái này khái niệm chỉ sợ sẽ không quá để ý. Thế nhưng là, đối với một cái đứng ở đại lục đỉnh phong, bản thân cũng đã gần đất xa trời lão nhân mà nói, 3 năm thời gian liền thật sự là quá quý giá rồi. Tiên huyết kim long lĩnh vực là đường Vũ Lân niềm vui ngoài ý muốn, long tộc Pháp Đao là đường Vũ Lân đưa cho ân từ đại lễ, cuối cùng mấy trăm ngàn năm, lại mới chính thức là hắn có khả năng cơ hội chiến thắng. Phía trước tất cả chiến đấu, cũng là vì cuối cùng có thi triển một lần mây trăng ngàn năm cơ hội. Nếu như ân tử có đấu khải, song phương tranh lệch to lớn như thế dưới tình huống, đường Vũ Lân không có khả năng đem mây trăng ngàn năm nguyên vẹn sử dụng đi ra. Nếu như ân tử có võ hồn, hắn có vô số loại biện pháp có thể tại mây trăng ngàn năm đã đến trước ít nhất lao ra lớp lớp phòng vây. Nhưng mà, lúc hắn không có cái gì thời điểm, hắn căn bản không dám tiếp nhận thời gian tẩy lễ. Lúc một người, đối mặt với sinh tử sợ hãi thời điểm, tại trong chốc lát, hay vẫn là lựa chọn ích kỷ đây là nhân chi thường tình là mọi người đều chọn lựa như vậy huống chi là ân từ cho dù là đái thiên linh trợ giúp ân từ lựa chọn ở thời điểm này hắn cũng đồng dạng sẽ để cho ân từ nhận thua một vị sống lâu ba năm cực hạn đấu la so với cái kia thời gian ngắn ngủi đế quốc vinh dự càng thêm trọng yếu nhất là tại chiến tranh tùy thời cũng có thể tiến đến dưới tình huống toàn trường yên tĩnh cái này cái này cái này đã xong ngũ thần chi quyết sau cùng một chạm đấu khải cuộc chiến đã xong người thắng trận dĩ nhiên là hắn như cũ là hắn thật là hắn ngũ thần chi quyết năm trận toàn thắng lấy một địch quốc hắn thành công tại cho tới bây giờ đều không có người coi trọng tình huống của hắn bên dưới đã liền đồng bạn đều không cho rằng hắn có thể đạt được một trận thắng lợi dưới tình huống hắn cuối cùng mang đến đấy là toàn thắng là toàn bộ phận thắng lợi đây là đường môn thắng lợi càng là đường môn huy hoàng ánh sáng là sử lai like khắc hy vọng là sử lai khác xây dựng lại bắt đầu. Giờ khắc này, đường Vũ Lân không phải một người tại chiến đấu, tại phía sau hắn, có nghìn nghìn vạn vạn đồng môn, sử lai khác mọi người đang ủng hộ hắn. Cho dù là tại tinh la đế quốc, hắn cũng đã có trăm ngàn vạn người ủng hộ. Hắn thắng, tại toàn bộ năm trận trong chiến đấu, hắn trước sau đã trải qua cơ giáp cuộc chiến, hồn linh cuộc chiến, hồn sư cuộc chiến, vũ khí cuộc chiến cùng đấu khải cuộc chiến. Nam chiến toàn thắng, thành tựu truyền kỳ. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn đã là tinh la đế quốc truyền kỳ càng là đường môn cùng sử lai khắc học viện truyền kỳ tại thời khắc này tên của hắn chắc chắn uy chấn ba phiến đại lục Dương danh tứ hải từ nhỏ bền gan vững chí nhiều năm qua khắc khổ tu luyện vô số gặp trắc trở tại giờ này khắc này tựa hồ cũng đã trở nên không trọng yếu ngũ thần chi quyết lấy một địch quốc hắn thắng hắn là cuối cùng người thắng thân thể của hắn tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên vô cùng cao lớn đã liền hắn bản thân khí huyết cũng tại giờ này khắc này điên cuồng kéo lên. Vạn chúng nhìn chăm chú, ngũ thần chi quyết, ta thắng. Đường Vũ Lân chậm rãi, lại kiên định giơ lên trong tay mình hoàng kim long thương, tay kia lại lần nữa phóng xuất ra kình thiên thần thương, đem nó cũng giơ lên cao cao. Sử Lai khắc chắc chắn trở về, Đường Môn, Huy Hoàng vĩnh tại. Đường Môn Vạn Tuế, Sử Lai khắc Vạn Tuế. Đường Vũ Lân hốc mắt ẩm ướt, vô luận tại ngũ thần chi quyết thi đấu trước hắn đến cỡ nào bình tĩnh thong dong vô luận hắn cho mình chế định mục tiêu cỡ nào đơn giản. Thế nhưng là, chính thức thành tựu người tham dự, thành tựu đường môn cùng sử lai khắc học viện lĩnh tụ, trên người hắn gánh chịu lấy bao nhiêu áp lực chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hết thảy tất cả mới chính thức phóng thích, hết thảy tất cả cũng đã trở nên không trọng yếu. Hắn thắng, hắn không có cho đường môn mất mặt, hắn không thẹn với đương đại sử lai khắc thất quái xanh sưng. Hắn là đường môn môn chủ, hải thần các các chủ đường vũ lân, từ nơi này một khắc bắt đầu. Thực chí danh quy tiếng hoan hô liên tiếp vang lên truyền kỳ không biết là ai trước hô lên hai chữ này tiếp theo trong nháy mắt tiếu diện đấu la rút cuộc cũng không khống chế mình được nữa tâm tình bất chấp bên cạnh đế quốc hoàng đế đái thiên linh cảm thụ hắn mãnh liệt đứng người lên ngửa mặt lên trời gào thét dùng hắn hồn lực đem thanh âm truyền khắp toàn bộ sân vận động mỗi trong khắp ngõ ngách truyền kỳ truyền kỳ truyền kỳ truyền kỳ sơn hô hải khiếu giống như tiếng hoan hô phụ trợ lấy cái kia chỉ hướng bầu trời song thương. Hắn là truyền kỳ, một đời truyền kỳ. Trong dạp, trương qua dương xanh mặt, đập vỡ cái bàn, phẫn nộ liền xông ra ngoài, chỉ có cổ Nguyệt Na còn lưu tại phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn sân đấu trung ương, cái kia toàn thân đều tràn đầy đề quang huy nam nhân. Đúng vậy, cái kia nam nhân của nàng, nàng yêu nam nhân, chính là bởi vì nàng đối với hắn rất hiểu rõ, nàng mới hiểu thêm, hắn có thể đi đến một bước này là cỡ nào không dễ dàng. Vô số cả ngày lẫn đêm, hắn đều ở đây chăm chỉ tu luyện tại cùng bản thân cũng không cao minh thiên phú làm đấu tranh vô luận bao nhiêu lần gặp trắc trở đã trải qua bao nhiêu lần đà kích hắn tổng có thể một lần nữa đứng lên hắn ưu tú cũng không phải bẩm sinh đấy hết thảy tất cả đều như vậy hắn cố gắng của mình chỗ được hắn thật sung sướng a à, nàng biết rõ hắn hầu như không có gì sung sướng kinh nghiệm càng nhiều nữa là đang không ngừng nỗ lực phấn đấu trong đi về phía trước mục tiêu của hắn từ gia đình biến thành học viện từ học viện đến đồng môn trùng trùng điệp điệp trách nhiệm trọng áp tại hắn đầu vai có thể hắn nhưng như cũ rất nhanh qua đi đây mới thực sự là thiên kiêu không phải con cưng của trời mà là thiên tri kiêu ngạo vị diện chi chủ chọn chúng chưa bao giờ để cho hắn kiêu ngạo chẳng qua là để cho hắn càng thêm thân nhân càng thêm cảm nhận được trách nhiệm trọng đại ngũ thần chi quyết hắn thắng vô luận quá trình là dạng gì đấy vô luận tinh la đế quốc có bao nhiêu lý do cuối cùng người thắng cuối cùng chỉ là một người chẳng qua là hắn hắn là truyền kỳ tại thời khắc này hắn đã là chân chân chính chính truyền kỳ sân vận động trong góc còn có một người cũng tại lệ rơi đầy mặt nàng thì thào lầm bầm lầu bầu lấy ba ba ngươi nhìn thấy không đây chính là ta lựa chọn nam nhân hiện tại ngươi hiểu chưa vì cái gì ta muốn làm như vậy ngươi sai rồi ngươi thật sai rồi từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai rồi ngươi quá mức kiêu ngạo rồi cũng quá coi thường hắn hiện tại hắn là anh hùng hắn là truyền kỳ thành tựu người nữ nhi ta có thể làm đấy chính là không tiếc hết thầy cũng tranh thủ vì đế quốc đem cái này truyền kỳ lưu lại ân tử có chút mất mát tiêu sái xuống đài khoái miệng lộ ra cười khổ nguyên bản trong kế hoạch cùng loại với bố thí thế hòa cũng không có xuất hiện thua chính mình vậy mà lựa chọn nhận thua tại nhận thua trong nháy mắt đó hắn liền minh bạch trên người mình quang hoàn biến mất người khác có thể thua nhưng hắn không được hắn thua liền có nghĩa là đế quốc đệ nhất nhân tên tuổi thua mặc dù không có thật bị mây trăng ngàn năm bao phủ có thể tại thời khắc này, ân tử lại như là già hơn rất nhiều, rất nhiều. Lúc hắn đi xuống đài thời điểm, thậm chí dưới chân tập tĩnh, suýt nữa té ngã. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.